Quan Lộ Thương Đồ, chương khác. Tập 16. Chương 363, lại đau đầu vì gia tộc. Nói nhiều như thế, rốt cuộc anh có giúp không? Từ nhỏ anh hai là thương em nhất, em không chịu được anh ấy ở ngoài bị người ta ức hiếp, hiện giờ lại ức hiếp tới cả cháu em. Năm xưa không phải anh nhờ Văn Sơn giúp anh chuyển thư, em đã không theo tên mọt sách anh. Lương Cách Chân trừng mắt nhìn chồng. Con em giờ nó quản nhiều chuyện hơn anh, em trừng mắt với anh chẳng bằng tóm lấy nó. Trương Chi Hành đánh miệng về phía con. Trương Khác đau đầu hết sức, y không nhiệt tình lắm với chuyện gia tộc, trước tiên là vì kiếp trước sau khi nhà y thất thế, Trương Chi Vi cùng một đám thân thích hám lợi làm tổn thương y, hơn nữa y và nhà Lương Quốc Thịnh không qua lại mấy, chẳng có nhiều tình cảm. Nhưng y cố gắng không để mẹ thương tâm, thấy ba đá bong sang, đành nói. Mẹ đi hỏi xem cậu hai rốt cuộc có tính toán gì, hỏi rõ ràng mới dễ giúp. Nếu họ muốn ở lại Tây An, con có cách không? Lương Cách Chân hỏi. Vậy chỉ đành nhờ người điều giải, người này nhờ người kia, thế nào cũng có thể mời được người có sức nặng ra giúp, để người kia biết làm khó nhà cậu hai cũng không phải dễ. Nếu muốn tới Đông Hải thì tiện rồi, không nhất định là phải tới Hải Châu, Đông Hải bao nhiêu thành phố như vậy, không phải không có chỗ nghiên cứu học vấn. Vậy để mẹ đi hỏi xem cậu hai con có ý thế nào, con phải đảm bảo giúp mẹ giải quyết chuyện này đấy. Lương Cách Chân chưa yên tâm lắm. Có gì phải lo ạ, ba học xong thế nào cũng lên phó sở, giải quyết vấn đề biên chế một hai người dễ như trở bàn tay thôi. Trương Khác nhún vai, cẩn thận đá bóng lại cho cha. Làm quan không phải chuyên môn giải quyết khó khăn cho người thân. Trương Chi Hành không khách khí nói. Cử hiền tài không hiềm tị người thân. Trương Khác cười hăng hắc. Ba, cảnh giới của ba còn kém một chút, con thấy chuyện này ba giải quyết là được rồi, con còn phải tới trường, thế nào cũng phải qua được kỳ thi này hãy tính. Cha mẹ Tôn Lệ sáng sớm nay ngồi tàu hỏa tới Hải Châu, ở trong khách sạn Tây Thành. Mẹ đưa cả nhà cậu hai đi thăm thú một vòng Hải Châu, Trương Khác chỉ đành nhường cả hai chiếc xe ra, y đã hẹn với Đường Thanh hôm nay tới trường ôn bài, ăn sáng xong đạp xe đạp tới tìm Đường Thanh, sau đó cùng đến trường. Hai nhà đều chuyển tới gần Tiểu Cẩm Hồ, đi qua khu thương mại Tiền Môn, 3-4 dặm đường là tới được trường học. Buổi sáng mang tai nghe, Trương Khác ngồi một mình trong góc lớp ôn bài, buổi trưa nhận được điện thoại của mẹ, mẹ và nhà cậu hai ở cầu Tứ Phượng, bảo y cùng tới ăn cơm. Buổi sáng bọn họ đi Tượng Sơn chơi, Trương Khác còn nhớ năm ngoái khi cậu cả về, cũng đi Tượng Sơn trước, Trương Khác muốn ở lại trường học ăn cơm, nhưng mà y chẳng có hộp cơm, liền kéo Đường Thanh đi cùng. Ra khỏi cổng trường thấy Trương Dịch đứng cách đó không xa, bên cạnh có một cô gái tướng mạo thanh tú mặc váy ngắn màu xanh. Trương Khác buổi sáng ra khỏi nhà còn mặc jacket, thấy cô ta mặc váy mới phát hiện ra buổi trưa trời hơi nóng, mình đúng là động vật phản ứng chậm, không nhận ra. Trương Dịch thấy Trương Khác liền rảo bước đi tới, gọi. Trương Khác. Hả, tìm em. Trương Khác đã một thời gian không gặp ông anh họ này rồi, năm ngoái Trương Dịch bị Trương Chi Phi đuổi khỏi Hoành Viễn. Hắn về Đông xã bảo cha hắn lấy tiền của cục dân chính cùng người ta mở công ty, tiền bị người ta cuỗm mất, tới khi Trương Chi Phi dùng tiền công bị nội bộ cha ra mới đành cầu cứu bên này, lúc đó Trương Khác và chú bỏ mặc họ 2 tháng rồi mới gửi tiền tới. Chuyện mặc dù được xử lý, nhưng Trương Chi Phi bị xử lý nội bộ, rời khỏi ghế phó cục trưởng cục dân chính, sau đó Trương Khác không nghe được tin gì về nhà Trương Chi Phi nữa, đại khái cũng là mọi người biết y không thích nhà Trương Chi Phi nên trước mặt y không nói tới chuyện Đông xã. Hôm nay Trương Dịch đột nhiên tới trường học tìm mình, Trương Khác hơi bất ngờ. Buổi sáng anh tới chính phủ thành phố làm chút việc, gặp được chú hai, nghe nói em ở trường liền tới thăm, tối em có đi uống rượu đính hôn của Lương Quân và Tôn Lệ không? Trong số anh em con bác, Trương Chi Hành đứng thứ hai, nên Trương Dịch gọi là chú hai. Đại quân mời anh à? Trương Khác hỏi, một thời gian Trương Dịch mặt dày đeo bám Tôn Lệ khi rõ ràng biết Tôn Lệ là bạn gái Lương Quân, nên bị Lương Quân cực ghét. Chính từ điều này mà hắn bị đuổi khỏi Hoành Viễn. Ừ, buổi sáng gặp anh ta có nói, chiều còn có chút việc, làm xong anh sẽ tới. Trương Dịch thản nhiên như không nói. Tiệc đính hôn của Lương Quân và Tôn Lệ tổ chức ở nhà hàng của Ngô Thiên Bảo, mời toàn thân thích gần gũi, không biết Trương Dịch gặp Lương Quân ở đâu, Lương Quân nói thế chắc là lời khách sáo thôi, Trương Dịch không thể không nghe ra. Trương Khác nheo mắt quan sát Trương Dịch, thần thái có vẻ không ngông nghênh như trước nữa. Không biết buổi sáng hắn tới chính phủ thành phố làm gì. Ờ, vậy cùng đi ăn vậy. Nếu cha đã nói Trương Dịch tới trường tìm mình, Trương Khác không thể phất tay bỏ đi được.
Mẹ em ở cầu Tứ Phượng, ba em có thể cũng sẽ tới. Nhưng y hoài nghi ba có thể thoát thân được hay không? Trương Chi Hành buổi trưa đúng là bị đồng nghiệp ở văn phòng chính phủ bắt cóc tới khu chiêu đãi Văn Sơn, đầu tháng tư ông đột nhiên vào trường đảng học tập, còn phá lệ vào lớp bồi huấn của cán bộ cấp sở, dù người không rõ nội tình cũng biết chuyến này học xong, ông nhất định lên chức, người tin tức linh thông đã biết chuyến này Trương Chi Hành sẽ rời khỏi Hải Châu. Cái ghế thư ký trưởng chưa nói, còn công ty cổ phần Hải Châu sẽ do ai nắm giữ đã khơi lên cuộc đấu tranh âm thầm trong quan trường Hải Châu hai tháng qua. Đáng lý ai nắm City cổ phần Hải Châu sẽ do thành phố định đoạt, nhưng thành tích lẫy lừng mà công ty thu được đều là do Trương Chi Hành từ không biến thành có, cho nên ai tiếp quản nó, tiếng nói của Trương Chi Hành còn quan trọng hơn cả thành viên thường ủy thông thường. Những người đó không thể biết nội tình sâu hơn, đều thắc mắc vì sao Trương Chi Hành lại bộ chức vị trưởng môn nhân của City cổ phần Hải Châu đi ra nơi khác làm phó thị trưởng, trong mắt họ, cái ghế này béo bở hơn một phó thị trưởng bình thường nhiều. Trương khác biết bên phía họ đã an bài Tống Bồi Minh nắm giữ City cổ phần Hải Châu, kinh doanh cụ thể do Lý Minh Học phụ trách. Năm ngoái Tống Bồi Minh kiêm nhiệm chức trợ lý thị trưởng là chuẩn bị cho ngày hôm nay, cũng thuận tiện làm bàn đạp cho ông ta nhảy lên tỉnh. Chính tích của City cổ phần Hải Châu nói thế nào cũng tính vào Đường Học Khiêm, Chu Phú Minh chưa tới mức ngay lúc này đã đi tranh quyền nhân sự của City cổ phần Hải Châu. Trương Dịch giới thiệu cô gái bên cạnh là Lưu Đình, đồng nghiệp trong công ty, Trương khác giờ mới biết Trương Dịch tới một công ty mậu dịch đông xã làm trợ lý giám đốc, nếu không nói tới cái tính phủ phiếm tùy tiện của hắn, thì cũng thích hợp với chức này. Tuy nói là đồng nghiệp, Trương khác mời Trương Dịch đi ăn cơm, Lưu Đình cũng không nói là phải đi. Mà theo bọn họ vào taxi, nhìn cô ta và Trương Dịch chưa phát triển tới quan hệ nam nữ. Nói ra người của Trương gia tướng mạo đều không tệ, chỉ Trương Mân giống mẹ da hơi đen, làm Trương Mân lớn lên cứ oán trách bản thân sao không được cha di truyền nhiều hơn. Trương Dịch ngoại hình khá, biết ăn nói, đúng là dễ lấy lòng các cô gái. Trương khác nhớ kiếp trước khi Đường Thanh ra nước ngoài, bản thân chẳng phải sống rất phóng túng, gặp cô nào tán cô nấy sao. Nên chẳng có tư cách gì chỉ trích Trương Dịch. Chỉ là hành vi đeo bám Tôn Lệ rất quá đáng, nên Trương Khắc kiếm cớ đuổi hắn về đông xã. Lên xe Trương Khắc vô tình nhìn thấy trong chiếc cặp của Trương Dịch có vài cuốn sách, liền hỏi. Sao lại xem cái này? Ở đông xã chẳng học được cái gì, sau này ra ngoài làm việc có tấm bằng vẫn hơn. Chương 364, Phú Quý hơn người. Trương Dịch tốt nghiệp cao trung xong là ra xã hội luôn, cuối cùng bỏ đi mơ tưởng viển vong thiếu hiện thực. Bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đường đi tương lai rồi, xem ra những chuyện xảy ra năm ngoái có tác động lớn đến hắn. Tới nhà hàng của Ngô Thiên Bảo, tất cả đều có mặt chỉ Lương Văn Giang không thấy đâu, Trương Khắc nhìn quanh hỏi. Anh Văn Giang đâu rồi ạ? Bạn đại học của nó có hai đứa làm việc ở Hải Châu, buổi trưa đi tìm chúng rồi. Lương Văn Sơn đáp. Ồ, là nam hay nữ ạ? Xem ra anh Văn Giang tới Hải Châu không phải là để thăm người thân. Người trẻ tuổi đều không mấy quan tâm tới gia tộc, Lương Văn Giang đang là sinh viên năm cuối, giờ lại không phải kỳ nghỉ, có vẻ giống như chuyên môn tới thăm bạn học vậy. Chuyện này anh không hỏi. Lương Văn Sơn tranh thủ em trai không có mặt nói xấu. Nó thích các cô gái hơn tuổi, em đợi nó về mà hỏi. Ngô Thiên Bảo lúc này cầm thực đơn tới, hỏi Trương Khắc xem có vừa ý chưa. Ngô Thiên Bảo nghe Lương Cách Chân dẫn người tới ăn cơm, vội vàng chạy về nhà hàng chiêu đãi. Trương Khắc thấy mọi người chưa ăn, hỏi. Sao còn đợi tôi tới, tôi thì đói mềm ruột rồi đây này. Thức ăn chuẩn bị xong hết rồi, nếu cái nào khác thiếu ra không hài lòng thì sẽ không mang lên nữa. Ngô Thiên Bảo ân cần chu đáo nói. Tôi có cầu kỳ vậy đâu, chuẩn bị xong thì bê lên đi, đợi gì nữa. Trương Khắc hỏi mẹ. Anh Văn Giang buổi chiều có biết tìm mọi người ở đâu không ạ? Lương Cách Chân cười. Nó cũng đáng trí như con vậy. Nên mẹ nói cho nó số di động rồi. Văn Giang. Cửa phòng bao chưa đóng, Lương Văn Sơn thấy em trai và hai thanh niên đi vào, vội đứng lên gọi. Em và bạn học cũng tới đây ăn à. Trương Khắc giờ mới biết bạn khóa trên của Lương Văn Giang là Thi Xuân Phong và Đinh Xuân Kiến của Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Ái Đạt. Trương Khắc một lần tới tham quan khu giải trí của công nhân viên, thấy Thi Xuân Phong chơi World Cup 2 bản Hán hóa, mặc dù hắn là nhân viên kỹ thuật xuất sắc. Nhưng bản thân thích phương diện phần mềm trò chơi, nên Trương Khắc ngầm tiến cửa cho đám Thịnh Thanh làm đĩa lậu. Lúc này thì Xuân Phong đã rời Ái Đạt, phụ trách một phòng công tác của đám Thịnh Thanh tại Hải Châu, phòng công tác đặt ở quần thể kiến trúc cổ Sa Điền. Trừ nơi này, Thịnh Thanh, Thiếu Chí Cương và chú đều đặt các phòng ban khác ở Sa Điền,
xem chừng bọn họ muốn cải tạo góc đông bắc Sa Điền thành khu đĩa lậu. Từ Tết đến giờ Trương Khắc rất ít can dự vào chuyện của Ái Đạt, nhưng trung tâm mỗi lần xác định phương hướng hạng mục nghiên cứu mới, chỉ cần y có mặt ở Hải Châu là đều tham gia, nên nhân viên quản lý trung tâm có thể không biết địa vị của y ở Ái Đạt, nhưng mỗi kỹ sư trung tâm đều biết cái danh xưng Khắc thiếu gia hoặc ông chủ lớn. Ninh Xuân Kiến là một trong số kỹ sư đứng đầu, nên biết Trương Khắc là nhà đầu tư chủ yếu của Ái Đạt, Lương Văn Giang lần này tới Hải Châu tìm hắn, hắn liền gọi theo Thi Xuân Phong tới trung tâm ẩm thực cầu Tứ Phược. Vì Ngô Thiêu Bảo bao thầu cả nhà ăn của trung tâm, nên hắn nhớ ra chỗ này đầu tiên. Ông chủ lớn ở đây ạ? Khắc thiếu gia cũng ở đây sao? Phòng bao có người gọi Lương Văn Giang, Đinh Xuân Kiến quay đầu lại, thấy Trương Khắc, theo thói quen gọi ra, còn Thi Xuân Phong gọi là Khắc thiếu gia. Lương Văn Sơn nghe bạn học của em gọi một câu như thế thì không hiểu sao, thấy ánh mắt của Đinh Xuân Kiến nhìn về phía Trương Khắc càng tưởng là nghe nhầm. Lương Văn Giang thì nghe rất rõ. Nhưng không ngờ Khắc thiếu gia mà đám Đinh Xuân Kiến, Thi Xuân Phong ca tụng nửa ngày trời lại là đứa em họ, ngay cả kỳ thi toàn quốc còn nhờ người dạy kèm. Sáng nay cha hắn còn bảo hắn ở lại Hải Châu vài ngày dạy đứa em họ này. Trương Dịch cũng nghe rõ ràng, giờ hiểu ra vì sao Trương Chi Phi lại nói với hắn câu, nếu cháu muốn quay lại Hải Châu phải dựa vào nỗ lực của mình, chú cũng từng bước một đi tới ngày hôm nay là được Trương Khắc thừa nhận. Năm ngoái bị Trương Chi Phi đuổi về Đông Xã. Trương Dịch dần dần nghiền ngẫm ra địa vị của vô cùng quan trọng của Trương Khắc. Trương Chi Phi mặc dù muốn cho anh mình nhận chút bài học, nhưng cuối cùng không thể buông tay bỏ mặc cháu, còn đặc biệt về Đông Xã, nói chuyện rất lâu với Trương Dịch mấy lần, chỉ còn thiếu mỗi bước nói rõ địa vị lúc này của Trương Khắc, nghe Đinh Xuân Kiến gọi thế, Trương Dịch coi như hoàn toàn hiểu ra rồi. Trương Khắc vẫy tay gọi đám Đinh Xuân Kiến vào, bảo Ngô Thiên Bảo. Thêm hai cái ghế nữa cho tôi. Vốn ở đây đã có 9 người. Thêm ba bọn họ chịu khó ngồi chen chúc một chút trên hai cái ghế thôi, Trương Khắc chỉ Lương Văn Giang nói với Đinh Xuân Kiến. Đó là anh họ tôi, sao mọi người quen nhau vậy? Hả? Đinh Xuân Kiến sửng sốt, không ngờ bạn học khóa dưới lại là anh họ của ông chủ lớn, nói thể chẳng phải ông chủ còn trẻ hơn Lương Văn Giang. Thi Xuân Phong rời khỏi Ái Đạt rồi, mà Trương Khắc về sau còn mượn hắn bản hoa cáp hai hán hóa, bản tính hắn lại tự nhiên, nên không gò bó mấy. Thấy Đinh Xuân Kiến ngạc nhiên quên trả lời, đáp thay. Hệ vi tính của Thanh Hoa, chỉ cần là sinh viên xuất sắc, bất kể năm thứ mấy đều được giảng viên hướng dẫn kéo vào làm hạng mục, Văn Giang tứ năm thứ nhất bị kéo vào giúp tôi, cho nên quen nhau. Chỉ là, Văn Giang là anh họ của Khắc thiếu gia thật sao? Trương Khắc thời tiểu học có tới Tây An, đến đơn vị của cậu hai chơi, được nhìn thấy cái máy vi tính cổ đại nhất trên đời, Lườn Văn Sơn, Lương Giang từ nhỏ đã được tiếp xúc với thứ máy vi tính tối cố này. Nên nền tảng máy vi tính rất vững. Trương Khắc từ nhỏ đã biết Lương Văn Giang thích hợp làm nghiên cứu học vấn, nhưng không ngờ hắn lại có tiếng ở khoa máy vi tính Đại học Thanh Hoa như thế, chỉ là sau khi hắn tới Mỹ du học, định cư, công tác, cuộc sống đều không tệ, ở nghiên cứu học vấn lại không có thành tích bắt mắt lắm. Đúng thế. Trương Khắc gật đầu, thấy Ngô Thiên Bảo đích thân mang ghế vào, liền đứng lên giúp. Trùng hợp quá, vậy cùng ăn cơm đi. Ninh Xuân Kiến. Thi Xuân Phong tất nhiên không từ chối lời mời của Trương Khắc, chỉ Lương Văn Giang cứ ngây ra như phỗng, lâu thế rồi vẫn chưa tiêu hóa được tin tức làm người ta kinh ngạc đó. Cậu ta vừa gọi Tiểu Khắc là cái gì thế? Ông chủ lớn gì vậy? Lương Quốc Thịnh vừa rồi chỉ nghĩ nghe nhầm, nghe mấy câu đối thoại vừa rồi liền trở nên nghi hoặc, cúi đầu hỏi nhỏ em gái. Cậu hai. Trương Khắc nghe thấy liền giới thiệu bọn họ. Công ty anh Đinh công tác trước kia cháu có tham gia sáng lập. Cũng coi như một trong số nhà đầu tư, anh Thi trước kia cũng làm việc ở công ty đó, sau này chuyển sang công ty khác rồi. Vì quan hệ tới ba cháu, cho nên những chuyện này không công khai ra bên ngoài. Trương Khắc giới thiệu như vậy, Thi Xuân Phong cũng không xấu hổ vì gặp ông chủ cũ, ban đầu bị đám Thiệu Chí Cương lôi khỏi công ty hắn còn áy náy, về sau tiếp xúc với Trương Khắc vài lần, thấy Trương Khắc quan hệ thân thiết với đám Thiệu Chí Cương như vậy, mới biết mình bị Trương Khắc ngầm bán mất. Lương Quốc Thịnh nghe cháu nói thế thì hết sức kinh ngạc, nhưng không hề liên hệ tới một công ty lớn như Ái Đạt. Tiểu Khắc nhỏ như thế mà đã mở công ty rồi, vậy mà cậu còn lo cháu học không tốt, sau này phải làm sao, ha ha ha. Lương Văn Sơn từ sau khi tới Hải Châu có rất nhiều hoài nghi, tới giờ mới thích ứng lại, vì hắn thấy nhà tiểu cô phô trương quá mực của một thư ký trưởng thành phố, biệt thư bên hồ, có hai xe hơi đắt tiền. Chiếc Volvo mang biển đặc thù F12345. Chiếc Audi mang biển quân đội, hôm qua cha con hắn chỉ uống say một chút thôi đã có bác sĩ tới tận nhà giúp tỉnh rượu,
mặc dù không cố ý khoe khoang, nhưng bất kể phương diện nào cũng lộ ra phú quý hơn người. Chương 365, làn sóng Internet. Vận mệnh của cả gia tộc nếu không phát sinh nghịch chuyển vào mùa hè năm 94, chỉ cậu hai muốn về Hải Châu ngó qua xem sao, còn hai người anh họ Văn Sơn Văn Giang thì từ nhỏ lớn lên ở Tây An, tình cảm với Hải Châu gần như không có. Lương Văn Sơn từ khi lập gia đình chưa tới Hải Châu, Lương Văn Giang tốt nghiệp Thanh Hoa xong vốn đi Mỹ ngay, có khi anh em ruột họ cũng chẳng gặp nhau vài lần. Xã hội hiện đại có tính lưu động cao, làm suy yếu quan niệm gia đình truyền thống, càng chẳng nói tới gia tộc, nhưng trong xã hội hiện đại vẫn biểu hiện ra đặc trưng gia tộc của thế lực tư bản và chính trị, cho thấy bản thân gia tộc vẫn có cơ sở tồn tại chắc chắn. Anh em nội ngoại của Trương Khác chỉ có 6 người, người Lương Văn Sơn, Lương Văn Giang, Lương Quân, Lương Quân Như, Trương Dịch, Trương Mân. Trương Khác đương nhiên hy vọng các thành viên trong gia tộc có thành tựu cao hơn, để cả gia tộc có sức ảnh hưởng sâu rộng chứ không phải chỉ vẻn vẹn chút quyền lực tài phú bề ngoài. Trong số anh em cùng bối phận, Lương Quân là người được Trương Khác kỳ vọng nhất, vì thuận tiệc chế tác đĩa mẫu, Lương Quân theo Thịnh Thanh tới Thâm Quyến phụ trách việc này, thành cánh tay trái phải của Thịnh Thanh. Còn về Trương Dịch, trước kia Trương Khác chỉ hy vọng hắn đừng gây họa là tốt rồi. Còn Văn Giang, Văn Sơn thì Trương Khác không biết họ thừa nhận gia tộc không, nên chẳng cần nói cũng được, chỉ cần bọn họ có đủ tài năng, vì mẹ, Trương Khác cố gắng giúp họ có cuộc sống đường hoàng. Lương Văn Giang lần này tới Hải Châu thực sự không phải vì tham dự lễ đính hôn người anh họ Lương Quân mà chục năm chưa chắc gặp một lần, hắn tới để gặp bạn học, năm ngoái mạng công cộng Internet được hoàn thành ở các thành phố chủ yếu trên cả nước, hắn và mấy người bạn ở Thanh Hoa lập nên website thể thao, đại khái đó là một trong số website sớm nhất cả nước. Khi đó đại khái không nghĩ tới giá trị thương nghiệp mà chỉ là hứng thú thôi, rồi do trang web mở rộng, mà tận dụng mạng giáo viên miễn phí trong trường thì tốc độ hạn chế nghiêm trọng. Vào năm 96 chi phí thuê nhà cung cấp dịch vụ mạng thì không phải mấy sinh viên có thể gánh vác được. Vốn mọi người định bỏ mở rộng trang web, về sau liên hệ với Đinh Xuân Kiến, nghi ái đặt bỏ khoản tiền lớn mua kỹ thuật IDE chuyển USB, nói không chừng có hứng thú với chuyện mới mẻ như mạng Internet, cho nên Lương Văn Giang tới Hải Châu thử vận may. Đinh Xuân Kiến thấy, Lương Văn Giang đúng là gặp vận may rồi. Ăn trưa xong Trương Khác không theo đường Thanh về trường ôn tập mà cùng cả nhà cậu hai tham quan trung tâm nghiên cứu, Trương Dịch và cô đồng nghiệp có chuyện phải đi. Khi ăn cơm trưa, cha con Lương Quốc Thịnh, Lương Văn Sơn nghe nói Trương Khác là nhà đầu tư của công ty này không để ý lắm, tới trung tâm nghiên cứu mới thấy chấn động, chuyên ngành bọn họ đều là tự động hóa, có liên quan nhất định tới kỹ thuật vi tính, chưa nói trung tâm này nghiên cứu cái gì. Chỉ riêng trang thiết bị và môi trường thực nghiệp đều hiếm thấy trong cả nước, đó thường là thứ người nghiên cứu kỹ thuật khao khát nhất. Công ty này rốt cuộc quy mô lớn cỡ nào mà có phòng thí nghiệm đẹp như thế? Lương Quốc Thịnh đi trong hành lang không trung làm bằng thép không gỉ và thủy tinh công nghiệp tạo thành, đầy hơi thở kiến trúc hiện đại, lúc này mới nhớ tới hỏi chi tiết cụ thể. Cũng chẳng lớn lắm đâu ạ, dù sao mới thành lập năm ngoái thôi, chỉ là ở đầu tư nghiên cứu kỹ thuật hơi lớn một chút. Trương Khác không muốn nói nhiều, nếu không người ta nghĩ mình đang khoe khoang, hơn nữa hoàn toàn chẳng cần nói chi tiết, dù sao đối đa phần mọi người mà nói, con số lớn mức độ nào đó cũng chỉ là con số mà thôi. Miệng báo ra con số 5 tỷ chẳng làm người ta chấn động bằng đặt 5 triệu ngay trước mặt. Cha con Lương Quốc Thịnh lúc đi vào công ty thậm chí còn chẳng để ý nhìn biển đề tên. Chủ đề chính tất nhiên nói tới mạng Internet và website. Lương Văn Giang ngại không trực tiếp nói với Trương Khác nguyện vọng mà nhờ Đinh Xuân Kiến nói hộ, ban đầu lập website Đinh Xuân Kiến cũng tham gia. Trong lịch sử phát triển kỹ thuật máy vi tính trong nước, khoa vi tính Đại học Thanh Hoa chiếm cứ địa vị tương đối trọng yếu. Ngồi trong gian cà phê rộng rãi sáng sủa của trung tâm, qua kính có thể nhìn thấy vừa hoa phía nam, dưới chân là thủy tinh công nghiệp nửa trong suốt. Gian cà phê dùng ghế sofa màu sắc khác nhau chia thành các khu vực độc lập riêng biệt. Thuận tiện nhân viên nghiên cứu tới đây nghỉ ngơi, trao đổi công việc. Cha con Lương Quốc Thịnh không dám tưởng tượng trong nước có môi trường công tác thoải mái như thế, bọn họ đi vào, có rất nhiều nhân viên nghiên cứu đang uống cà phê trò chuyện, nhìn thấy Trương Khác và Đinh Hòe, chào hỏi rất tự nhiên. Đám Trương Khác chọn một góc yên tĩnh thảo luận. Trước kia lợi dụng mạng giáo viên của trường lập trang web. Đinh Xuân Kiến giới thiệu. Sau khi tôi rời trường, đám Văn Giang phân loại tin tức. Dầm đem trang web biến thành kho dữ liệu có thể định chế, lần này mở rộng nếu không tìm được máy vi tính có dung lượng lớn hơn, sẽ ảnh hưởng rõ ràng tới mạng giáo viên của Đại học Thanh Hoa, tới lúc đó sẽ phải đóng cửa. Các anh có suy tính cụ thể hơn không? Trương Khác không mấy quan tâm tới những thứ kỹ thuật. Theo tôi biết,
Làm trang web, kỹ thuật thấp, sáng tạo thấp, quan trọng là lòng tin và kiên trì, còn có điểm quan trọng nữa là tài chính. Năm 95, mạng Internet chính thức đưa vào trong nước, năm 96 số hộ dùng Internet tương đương hiếm có, chừng 20 vạn mà thôi, dùng nhiều nhất là trong các trường cao đẳng đại học. Năm 97, Sina chính thức được thành lập, về sau năm 99 nghênh đón làn sóng Internet đầu tiên, được đa số theo đuổi ném tiền vào, hình thành bong bóng Internet cực lớn, rồi vỡ tan. Đối với tương lai mạng Internet, Đinh Xuân Kiến và Lương Văn Giang có dự đoán lạc quan, trường khác chẳng nhiệt tình mấy. Cho dù là Sina cũng phải tới sau năm 2004 mới trực tiếp sinh ra lợi nhuận, nhưng không thể phủ nhận, trong làn sóng Internet đầu tiên những cổng website này sáng tạo ra tài phú trên giấy cực lớn, nhưng một trang web nghiệp dư muốn trưởng thành cổng website chuyên nghiệp phải đi con đường rất dài, có lòng tin và sự kiên trì cao độ, lúc này còn cần thao tác thị trường và lượng tài chính lớn. Tới ngay cả Sina trước khi định hình qua mấy năm phát triển, cùng 3 lần đầu tư tài chính lên tới gần 100 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên làn sóng mạng Internet đầu tiên sáng tạo ra tài phú trên sổ sách rất lớn, nếu như trước khi bong bóng Internet bị vỡ rút đầu tư ra kiếm lấy một mẻ thì trương khác vẫn rất sẵn lòng. Tuy không hứng thú lắm về mạng Internet vào lúc này, nhưng trương khác cũng sẵn lòng dùng danh nghĩa tư nhân cung cấp một phần tài chính, nên nói. Tôi có thể bỏ tiền ra, nhưng các anh ít nhất phải đưa ra một danh mục dùng tiền, như vậy tôi mới tiện cấp tiền. Lương Văn Giang mặc dù qua Yahoo nhìn thấy được hình mẫu của cổng website trong nước, nhưng còn chưa tới mức khơi lên ý nghĩ mở rộng trang web của họ thành cổng website. Dù sao chỉ là hứng thú của mấy bạn học với nhau thôi, có được công ty tài trợ thì tốt, không cần bỏ tiền tư, bọn anh chỉ hy vọng tìm được máy có dung lượng lưu trữ lớn, còn các vấn đề khác thì dễ giải quyết. Hắn nói thế Trương Khác biết hắn chưa có tầm nhìn xa. Nếu không phải cá nhân mà là công ty tài trợ thì làm chuyện làm ăn. Mà đã là làm ăn thì phải chỉ ra lợi ích khiến có công ty động lòng mới được. Xem ra phải đẩy bọn họ về phía trước một chút, chứ với trang web hiện tại, căn bản không có giá trị đầu tư. Những người bạn cùng làm trang web với anh, nếu tiện, có thể dùng danh nghĩa công ty mời bọn họ tới Hải Châu chơi, cùng thảo luận xem rốt cuộc các anh có thứ làm công ty hứng thú không. Chương 366, Côn Đằng Online. Chương khác sẵn sàng lấy danh nghĩa tư nhân tài trợ khoảng chục vạn. Có điều trong mắt Lương Văn Giang, do trang web chỉ là hứng thú của vài người bạn cùng nhau lập ra, chỉ hy vọng có công ty tài trợ, không muốn tạo thành gánh nặng cá nhân, hắn không rõ gia sản lúc này của Trương Khác, nên từ chối ý tốt của Trương Khác. Trương Khác nói với hắn, muốn lấy danh nghĩa Ái Đạt tài trợ cũng được, nhưng thương nhân phải nói tới chữ lợi, bọn họ phải cho Ái Đạt thấy lợi ích việc tài trợ mới được. Lương Văn Giang mặc dù là một trong số người sáng lập trang web Côn Đằng Online, nhưng hắn và Đinh Xuân Kiến giống nhau. Chuyên môn về kỹ thuật, còn vận hành trang web thì không có hứng thú gì, với mô hình doanh lợi của trang web không suy nghĩ tới mấy. Ái Đạt có thể thu được lợi ích gì từ vụ tài trợ này, Lương Văn Giang không trả lời được. Trương Khác bảo Đinh Hòe lấy danh nghĩa của công ty mời mấy người bạn kia của Lương Văn Giang tới, cho dù chuyện làm trang web không có kết quả gì, nhưng cuộc tiếp xúc thế này có lợi cho việc thu hút nhân tài kỹ thuật tới Ái Đạt làm việc, dù sao Hải Châu không phải là thành phố lớn, không thu hút được nhân tài đỉnh cấp trong ngành. Sau lễ đính hôn của Lương Quân và Tôn Lệ, nhà cậu hai về trước, Lương Văn Giang cũng về trường học. Trương Khác hiện giờ phải đặt tâm tư vào kỳ thi toàn quốc rồi, tới tận ngày 18 tháng 6 Lương Văn Giang cùng những người bạn đồng sáng lập Côn Đằng Online một lần nữa ngồi tàu hỏa tới Hải Châu. Đây là một thành phố làm hắn bất ngờ, quan trọng hơn thành phố này có đứa em họ là hắn cảm thấy không tin được. Hắn chẳng biết giải thích với đám bạn ra sao, nên nói hàm hồ là chồng cô mình có đầu tư vào Ái Đạt. Bọn họ có hứng thú với thứ mới mẻ, cái khác không nói. Hải Châu tới năm 92 mới có ga tàu hỏa, quy mô rất nhỏ, hơn nữa lại xây dựng ở ngoại thành phía Bắc, khu vực khá hoang vu, nói thực lần đầu Lương Văn Giang tới đây, nhìn ga tàu chật hẹp, bên ngoài hoang vắng, không khỏi có chút thất vọng. Hiện giờ đám Mã Hướng Đông lần đầu tới Hải Châu cũng có cảm giác tương tự, đứng ở sân ga, nhìn thấy ruộng lúa xung quanh, đều hoài nghi khả năng của nhà đầu tư. Mã Hướng Đông đùa. Chồng của cô cậu là kiểu thổ tài chủ phong kiến hả? Ban đầu tôi còn có chút kỳ vọng vào Ái Đạt, nhưng nhìn cảnh này tôi hoài nghi nơi đây có thể xuất hiện xí nghiệp ưu tú. Nơi này hơi hoang vu nhưng nội thành không tệ. Lương Văn Giang cười gượng. Văn Giang, Hướng Đông. Lương Văn Giang quay đầu lại, nhìn thấy Trương Khác và Đinh Xuân Kiến đứng ở cổng nhà ga. Đinh Xuân Kiến đang vẫy tay gọi họ,
Bên cạnh còn có hai người lúc ở Hải Châu hắn chưa có cơ hội làm quen là Phó Tuấn và Đỗ Phi. Nhất Trung vì muốn để học sinh coi trọng kỳ thi toàn quốc, đặc biệt chuyển kỳ thi cuối năm tới gần khai giảng mới tiến hành, không có gánh nặng thi cuối năm nữa, Đỗ Phi mấy ngày qua suốt ngày lêu lổng theo Trương Khác. Trương Khác nhìn ra vẻ thất vọng của đám bạn Lương Văn Giang, nhếch môi cười, đợi bọn họ rời khỏi sân ga, ngoài sân ga càng hoang vu, nơi này cách trung tâm thành phố tới 4 km, trừ đường quốc lộ Bắc Quan rộng rãi ra thì gần như không nhìn thấy một kiến trúc thành thị nào. Phạm vi trung tâm Hải Châu vốn nhỏ, thêm vào 2 năm qua phát triển về phía Đông và Nam, nên phía Bắc càng lạc hậu. Trương Khác cười nói, nông thôn quê mùa, vừa rồi mọi người liệu có thảo luận Ái Đạt chỉ là một thổ tài chủ không vậy? Lương Văn Quân cười xòa, giới thiệu đám Mã Hướng Đông cho Trương Khác. Trong những người sáng lập Côn Đằng Online, Mã Hướng Đông và Lương Văn Quân là sinh viên, còn 3 người còn lại là nghiên cứu sinh. So với Lương Văn Giang thì Mã Hướng Đông có năng lực tổ chức xuất sắc, điều này được Đinh Xuân Kiến khen không ngớt miệng, trước kia hắn tham gia vào việc lập trang web cũng là do cái lưỡi không xương của Mã Hướng Đông cổ động. Trước kia Côn Đằng Online thiên hướng về nơi tập trung của người yêu thích thể thao. Tháng 3 năm nay Yahoo chính thức lên sàn chứng khoán NASDAQ, sáng tạo ra truyền kỳ của Phú Uôn, giao dịch cuồng nhiệt khiến bình quân mỗi tiếng tới 6 lần sang tay. Ngày hôm đó giá trị của Yahoo tăng lên tới hơn 800 triệu đô la Mỹ. Sự thành công của Yahoo cổ vũ cực lớn sản nghiệp Internet trong nước, đó cũng là nguyên nhân trực tiếp nhất thúc đẩy lần nâng cấp mở rộng của Côn Đằng Online lần này. Trừ nâng cấp phần mềm thì thiết bị phần cứng cũng phải nâng cấp, hao phí lớn. Mấy người bọn họ đi làm thêm kiếm không đủ, Mã Hướng Đông sắp tốt nghiệp rồi, để thuận tiện cho việc này còn chọn một phòng nghiên cứu điện tử ở Bắc Kinh, sau này tất cả tinh lực sẽ đặt lên Côn Đằng Online. Côn Đằng Online đa phần thể hiện mộng tưởng cá nhân của Mã Hướng Đông về tương lai mạng Internet, đám Lương Văn Giang được hắn mời tham gia việc phát triển kỹ thuật. Do hạn chế về thời gian và kinh phí, lần nâng cấp mở rộng lần này của họ, chỉ phân chia nhóm tin tức và khả năng tùy chỉnh kho dữ liệu. Còn ở phương diện vận hành kinh doanh thì chưa có kế hoạch cụ thể. Trong mắt Trương Khác, Côn Đằng Online tối đa phát triển thành chuyên trang thể thao, ít nhất vào năm 96, một trang web như thế chẳng có giá trị đầu tư. Nhưng sau khi tiếp xúc với Mã Hướng Đông, mới biết hắn đã có khái niệm khá hoàn chỉnh về sản nghiệp Internet, nhưng muốn thực sự hiện thực hóa thì không phải dùng thời gian nghiệp dư của mấy sinh viên đại học là có thể hoàn thành. Mặc dù Trương Khác không hiểu rõ về thứ thuộc kỹ thuật, nhưng có tuổi đời online 10 năm, làm có nhận thức rõ ràng về đặc sản nghiệp Internet đời 1, đời 2 mà người thời này chưa có. Chưa nói tới cách tân kỹ thuật, trong ý tưởng của Mã Hướng Đôn, Côn Đằng Online sẽ phát triển thành nền tảng truyền thông Internet mới, đồng thời phục vụ các công năng thảo luận, e-mail, trò chơi. Coi trọng tin tức là đặc trưng trọng yếu của cổng web, bất kể là thời kỳ đầu gom tài chính hay thời sau thu lợi. Chỉ dựa vào quần thể thành viên sử dụng khổng lồ và lượng click chuột lớn, nó thể hiện sắc thái kinh tế của làn sóng Internet. Khác với Đinh Xuân Kiến và Lương Văn Giang suốt ngày chỉ biết chạy qua chạy lại giữa thư viện và phòng thí nghiệm, Mã Hướng Đông có năng động và ngộ tính kiệt xuất về vận hành kinh doanh trang web vào thời đại này. Tất nhiên trong những nhân vật quật khởi sau này của Internet, Trương Khác không nhìn thấy bóng dáng của Mã Hướng Đông, thời đại này, gặp thời là điều rất quan trọng, có tài hoa đặc biệt. Chỉ có nghĩa là có cơ sở để có công việc không tệ, muốn thành nhân vật công chúng cả thế giới chú ý còn phải cần cơ duyên mới được. Từ ga tàu tới trung tâm nghiên cứu, chỉ nói chuyện một buổi sáng, Trương Khác liền quyết định đầu tư vào Côn Đằng Online, y nói với đám Mã Hướng Đông. Nếu mọi người có thể phát triển Côn Đằng Online thành trang web kiểu Yahoo như ý tưởng của mọi người thì tôi có thể đầu tư. Lấy Yahoo làm mục tiêu sao? Mã Hướng Đông nghi hoặc hỏi. Hiện giờ lấy Yahoo làm mục tiêu. Trương Khác ngồi đó nói bình tĩnh, không thể nói với bọn họ cổng thông tin chỉ là nấc thang đầu tiên trong sản nghiệp Internet, cùng với sự phát triển của kỹ thuật, Yahoo hiện nay còn có không gian phát triển rất lớn. Nhưng mà, Mã Hướng Đông do dự, giao lưu ngắn ngủi như vậy, hắn không chắc Trương Khác có ý thức được mức độ khó khăn của việc lập nên nền tảng web có tính tổng hợp như vậy không. Muốn làm được một nền tảng web như thế, không phải là công việc bình thường. Trương Khác cười. Sao thế không có chút niềm tin nào vào Ái Đạt à? Tôi hay dở gì cũng là một trong số nhà đầu tư chủ yếu của Ái Đạt. Người ta không tin chỉ đành trách mình tuổi còn quá ít thôi, Trương Khác mỉm cười trực tiếp tung ra cú đấm quyết định. 500 vạn, có thể trong nửa năm lập nên bộ khung kỹ thuật của trang web không? 500 vạn. Mã Hướng Đông giật nảy mình,
đó là con số hắn không nghĩ tới dù trong giấc mơ, mắt nhìn sang Đinh Xuân Kiến, xác định xem mình có nghe nhầm không. Chương 367, liệu có sai lầm? Trương Khắc gật đầu chắc chắn. Anh không nghe nhầm, 500 vạn chỉ là đầu tư kỹ thuật tiền kỳ, muốn thực sự thành cổng web tính tổng hợp giống Yahoo còn phải đi con đường rất dài, số tiền này chưa đủ, nhưng tôi nghĩ trang web chỉ cần vận hành thỏa đáng, có sức ảnh hưởng nhất định, có thể giống Yahoo, gom tiền từ nhà đầu tư mạo hiểm. À, Trương Khắc vỗ đầu cười lớn. Tôi cấp cho các anh 500 vạn cũng đáng tính là nhà đầu tư mạo hiểm rồi. Đúng thế, tiêu 500 vạn, nếu bộ khung kỹ thuật chưa được lập nên, hoặc trang web mới không được như ý thì giá trị số tiền này uổng phí rồi. Ninh Hòe lại tỏ ý không tin vào đám mã hướng đông. Chợt Trương Khắc chép miệng. Lấy danh nghĩa ái đạt tựa hồ không được, số tiền này do Cẩm Hồ bỏ vậy. Trung tâm nghiên cứu tách ra lập công ty khoa kỹ, sẽ không liên quan tới chuyện đầu tư, mà mục tiêu của ái đạt là bán sản nghiệp đầu đĩa cho Gia Tín. Loại đầu tư mạo hiểm này rất khó đánh giá giá trị, trở thành một chuyện phiền phức cho nên không thể dùng danh nghĩa của ái đạt. Đám mã hướng đông không ngờ việc tiến triển thuận lợi như thế, đồng thời vẫn đang lúng túng vì ngay một lúc có số tiền quá lớn. Lương Văn Giang cũng hoàn toàn không ngờ Trương Khắc ném ra 500 vạn một cách dễ dàng như thế, không khỏi lo lắng, liệu có nên trao đổi trước với cô và Dưỡng hay không? Tôi đầu tư 500 vạn, còn các anh lấy kỹ thuật đầu tư, thành lập công ty mới, cổ phần chia 7 phần 3, các anh 3, tôi 7. Trương Khắc thấy bọn họ mãi không có phản ứng gì, hỏi. Có cần cho các anh thương lượng một chút không? Chúng tôi cảm thấy quá đột ngột. Mã Hướng Đông thận trọng hỏi. Mạo muội hỏi một câu, công ty các vị vì sao mau chóng quyết định như thế, anh họ anh lần trước nói thấy anh không có hứng thú lắm với chuyện này. Lần trước em biểu hiện rõ ràng vậy sao? Trương Khắc quay sang hỏi Lương Văn Giang. Gần như thế, anh thấy em không hứng thú mấy. Cứ coi như vậy đi. Trương Khắc thừa nhận. Anh tôi đi rồi, tôi có đăng nhập vào Côn Đằng Online vài lần, cũng bảo phòng kỹ thuật kiểm tra áp lực một chút, thấy kỹ thuật rất tốt. Đương nhiên. Ở phương diện này tôi chỉ là người ngoài nghề, chỉ nghe kiến nghị của chuyên gia. Tuy Côn Đằng Online kỹ thuật rất hoàn mỹ, nhưng tôi không thấy giá trị đầu tư. Qua cuộc giao lưu vừa rồi, ý tưởng của các anh phù hợp với mong muốn của tôi, cho nên tôi quyết định đầu tư. Các anh chắc cũng rõ muốn làm thành cổng web tổng hợp thì số tiền này chưa đủ, có nghĩa là chúng tôi có đầu tư tiếp không phải xem năng lực vận hành kinh doanh của các anh. Tới đây y dừng lại một chút. Chúng tôi ra ngoài uống cà phê, các anh thảo luận đi. Chúng tôi mời các anh tới Hải Châu cũng là để chơi thoải mái, nên thời gian vẫn còn. Trương Khắc đứng dậy, Đinh Hòe, Đinh Xuân Kiến, Đỗ Phi đi theo. Nhìn đám Trương Khắc rời đi, Mã Hướng Đông thở hắt ra một hơi, nói với Lương Văn Giang. Em họ cậu đúng là người làm ăn bẩm sinh, sao trước kia tôi chưa nghe cậu nói tới. Nếu không về về Hải Châu, Lương Văn Giang cũng chẳng có ấn tượng gì về đứa em họ này. Tôi từ nhỏ theo gia đình sống ở Tây An. Mấy khi về quê được một lần. Nói thực, lúc mới biết tôi còn kinh ngạc hơn các cậu. Thình lỗi, điều kiện em họ tôi đưa ra thế nào? Lúc nào tôi có thể thuận tay ném ra 500 vạn như em họ cậu thì Vương Chân sẽ không phải là bạn gái của Tào Hiểu Dương nữa rồi. Thình lỗi cảm khái nói nửa đùa nửa thật. Vì mau chóng giành lại Vương Chân, nếu các cậu không đồng ý với điều kiện của em họ Văn Giang, tôi trở mặt với các cậu ngay. Vương Chân là cô bạn học khoa vật lý trường Đại học Thanh Hoa mà Hình Lỗi luôn thích. Công việc của Hướng Đông đã được quyết, Văn Giang, cậu chẳng phải vẫn muốn ra nước ngoài sao? Chẳng lẽ không muốn đi nữa? Tương Tiểu Vĩ cũng đã xin vào trường Đại học Princeton, định vài tháng nữa sẽ đi, nếu đồng ý chuyện ra nước ngoài sẽ bỏ ngang, nên hắn hơi do dự. Tiểu Vĩ, cậu có nhầm không, 500 vạn đấy, năm chúng ta chiếm 30% cổ phần, chia ra mỗi người chúng ta được 30 vạn. Hình Lỗi làm bộ mặt rất khoa trương. Có 30 vạn này cậu còn muốn ra nước ngoài à? Chuyện công việc thì thế nào cũng được, trước kia tôi không nghiêm túc tìm việc, cái công việc hiện giờ cũng chỉ là để tránh tốt nghiệp xong bị đuổi khỏi Bắc Kinh thôi. Mã Hương Đông là người nhiệt tình nhất với việc này. Kỹ thuật phần mềm không phải là ra nước ngoài mới học được cái tốt nhất, chỉ có thể nói ở nước ngoài cơ hội nhiều hơn. Nếu trong nước có cơ hội thế này mà vứt bỏ đi nước ngoài, cậu không thấy đáng tiếc à? Tôi cũng thấy bỏ đi là rất đáng tiếc, nhưng 500 vạn cũng không nhất định làm ra được thứ thành công. Tương Tiểu Vĩ tỉnh táo nói. Hơn nữa, thời đại Internet trong nước còn lâu mới tới, ra ngoài trước rồi quay về, như thế vừa kịp lúc. Rồi hỏi Lương Văn Giang. Còn cậu,
đi chứ. Lương Văn Giang biết gia cảnh Tương Tiểu Vĩ giàu có, nên điều kiện Trương Khắc đưa ra tuy rất hấp dẫn, nhưng chưa đủ sức hút với hắn. Tôi thì muốn ở lại xem đã. Trước kia hắn một lòng muốn ra nước ngoài là vì nhà hắn ở Tây An đắc tội với tên tiểu nhân kia, muốn ra ngoài khỏi phải chịu uất ức. Mã Hướng Đông nói, Tiểu Vĩ, cậu muốn đi cũng được, có điều trước khi đi phải giúp bọn tôi. Chuyện đó là đương nhiên, không làm cùng các cậu tôi cũng chẳng tìm được chuyện đốt thời gian. Chuyện muốn ngựa chạy tốt lại không cho ăn Trương Khắc không bao giờ làm, nếu đã hy vọng đám Mã Hướng Đông có được thành tích, y sẽ không keo kiệt Hà Khắc, nên có người muốn rút lui, y thấy rất bất ngờ. Tương Tiểu Vĩ mặc dù không tham gia thành lập công ty, cũng không có nghĩa là hắn bỏ công việc đang làm. Tuy nói là sẽ cấp 500 vạn, nhưng không phải là cho bọn họ cầm tiền về Bắc Kinh ngay lập tức, bọn họ phải lập nên kế hoạch đã, mỗi khi hoàn thành một giai đoạn mới có thể xin kinh phí tiếp theo. Còn về nhân tuyển giám đốc, đám Lương Văn Giang nhất trí tuyển Mã Hướng Đông, hắn tốt nghiệp xong sẽ không tới đơn vị xin việc ban đầu báo danh nữa, trực tiếp phụ trách thành lập công ty luôn. Phía Cẩm Hồ sẽ phái một phó giám đốc tới, chẳng phải để giám quản bọn họ, mấy người bọn họ trừ Mã Hướng Đông biết chút chuyện điều hành kinh doanh, những người còn lại chỉ biết vùi đầu vào phòng thí nghiệp, tất nhiên là Mã Hướng Đông về mặt kỹ thuật cũng rất xuất sắc, trước khi hắn chính thức chuyển hướng sang quản lý lúc này không thể để chuyện vụn vặt làm hắn phân tâm. Đám Mã Hướng Đông trước khi tới Hải Châu luôn cho rằng chuyện sẽ rất phức tạp, nhưng trước bữa cơm tối thôi mọi việc cơ bản đã được bàn ổn thỏa, nhanh chóng như thế, cảm giác cứ như là mơ vậy. Anh gọi điện thoại gọi Thi Xuân Phong hỏi xem có rảnh không. Trương Khắc nói với Đinh Xuân Kiến. Tối nay tôi mời các sinh viên tài hoa của Đại học Thanh Hoa ăn cơ. Ha ha ha, Thanh Hoa, kiếp này tôi không hy vọng nữa rồi. Khắc thiếu gia cần gì phải thi vào Thanh Hoa. Có thể tới thẳng Thanh Hoa lên bục giảng bài luôn ấy chứ, đảm bảo người nghe sẽ chật kín. Đinh Xuân Kiến tuy làm kỹ thuật nhưng cái mỏ rất dẻo. Khác thiếu có thể giảng cho chúng tôi một bài trước không? Mã Hướng Đông cũng tỏ ra không kém, học theo gọi là khác thiếu gia, thực sự không dùng cách xưng hô này hắn cũng chẳng biết gọi sao cho thích hợp. Có gì đang khoe khoang đâu, đây là thời đại đầy cơ hội. Trương Khắc xua tay. Làm đầu đĩa là một cơ hội. Tôi tin hiện giờ Internet cũng là một cơ hội, nói không chừng bài 3 năm nữa các anh đều thành triệu phú hết rồi ấy chứ. Trương Khắc nói thế mọi người đều rất phấn khích, ai chẳng muốn vươn lên đứng trên người khác. Ngay cả Tương Tiểu Vĩ đã quyết định rút lui cũng phải hoài nghi phải chăng mình đã sai lầm. Chương 368, quan xấu mới được hoan nghênh. Buổi tối Trương Khắc mời đám Mã Hướng Đông tới Bát Cẩm Chân ăn cơm, làm bọn họ suýt xoa mãi không thôi, chẳng phải vì nơi này trang hoàng lộng lẫy. Mà vì từng chi tiết nhỏ đều chú tâm bố trí, đầy hương sắc cổ điển. Nương Thanh và Trần Phi Dung ngồi ở chiếc bàn trong góc tán gẫu, Thịnh Hạ cũng có mặt, mỗi cô cầm một hộp sữa chua, thi thoảng lại cười khúc khích. Nhìn tình hình này xem ra tháng cuối cùng của năm cuối cao trung đúng là học tập nhàn nhã hẳn rồi. Do thi cuối kỳ đã rời ngày cho nên Đường Thanh lúc này cũng rất rảnh rỗi, nhưng sao có cả Thịnh Hạ. Đỗ Phi đưa tay làm động tác gọi điện, ý bảo hắn gọi Thịnh Hạ tới. Đám Trương Khắc có 9 người, lát nữa Thi Xuân Phong còn tới, Bát Cẩm Chân không có phòng bao lớn đủ bày 2 bàn, nên liền ăn luôn ở đại sảnh, bày 3 cái bàn nhỏ. Đỗ Phi nhảy vào bàn của 3 cô gái, than phiền. Bọn họ cả chiều bàn chuyện máy vi tính, Internet, 3 bạn may mà không tới, mình ngờ ngày mai IQ của mình giảm xuống dưới 80 mất, chẳng hiểu Trương Khắc ngay cả thi toàn quốc cũng miễn cưỡng mới qua được sao lại hiểu cái thứ này. Nghe tới chuyện thi cử. Trương Khắc quay sang nói với Trần Phi Dung. Chuyện thi toàn quốc, thực sự phải cảm ơn bạn rất nhiều. Rõ ràng là chuyện rất đơn giản, ở trường tiểu hạ, giáo viên còn giúp học sinh gian lận, mày lại cố làm cho nó phức tạp. Đỗ Phi bĩu môi, ý bảo Trương Khắc có mưu đồ khác. Chính vì gian lận rất đơn giản, nên tao mới không thi kiểu đó. Trương Khắc nghênh mặt nói. Nết hiểu. Đỗ Phi thò đầu qua. Mày nói thế là sao? Cũng như ba mày bảo mày ở ngoài đừng có sinh sự ấy, đạo lý giống nhau. Trương Khắc đưa tay vỗ đầu Đỗ Phi. Đỗ Phi cười xấu hổ rụt đầu vào, không muốn bị Trương Khắc tung hê chuyện mình bị cha giáo huấn trước 3 cô gái. Trần Kỳ đi tới chào hỏi, Trương Khắc giới thiệu đám Lương Văn Giang. Bọn họ đều là tài năng của Đại học Thanh Hoa. Phải rồi, Phi Dung, bạn có thi vào Thanh Hoa không? Trần Phi Dung hai tay cầm hộp sữa chua, khẽ lắc đầu. Dưới ánh đèn hàng mi cong cong chiếu bóng lên đôi mắt trong veo. Mình không muốn tạo áp lực cho bản thân lớn như thế,
nên nộp đơn vào Đại học Đông Hải rồi. Nghe thấy thiếu nữ kiều mỹ như ngọc bích ấy có thể sẽ thi vào Thanh Hoa, đám hình lỗi nín thở đợi câu trả lời, được biết cô muốn vào Đại học Đông Hải, đều không khỏi tiếc nuối, hình lỗi cổ động. Sao em không thi vào Thanh Hoa, dễ thi lắm. Anh thì tất nhiên là dễ rồi. Trương Khác buông một tiếng thở dài cảm khái, Hứa Duy cũng ở Đại học Đông Hải, Trần Phi Dung muốn vào đó không có gì lạ, lại hỏi Thịnh Hạ muốn thi vào đâu. Thịnh Hạ nhìn Đỗ Phi rồi nói. Kế hoạch của mình là đi Hong Kong, nghe nói Đại học Hong Kong không tệ. Chắc là Thịnh Thanh muốn đưa em gái tới Hong Kong học, đột nhiên Trương Khác có dự cảm không lành, nếu như năm sau Đường Thanh cũng muốn tới Hong Kong học thì sao? Nghĩ thế chột dạ nhìn Đường Thanh. Quả nhiên Đường Thanh thân thiên nói với Thịnh Hạ. Đợi ít Hong Kong được lắm đấy, sau này mình có thể thường xuyên sang Hong Kong chơi với bạn rồi. Nhưng Trương Khác chẳng thèm tin quan hệ giữa cô nàng và Thịnh Hạ thân đến thế. Mặc dù là cuối tuần nhưng cách thi đại học chỉ còn nửa tháng nữa, Trần Phi Dung, Thịnh Hạ không dám quá buông lỏng, ăn tối xong liền bảo Đỗ Phi đưa hai cô gái về, mọi người tới Thịnh Thế Niên Hoa chơi, tới khuya mới về nhà. Đường Thanh ngủ ở chỗ Tạ Vãn Tình, Trương Khác có chìa khóa nhà chú nên bố trí đám mã hướng đông ở đó vài ngày, Lương Văn Giang ngủ ở phòng khách nhà y, vừa về nhà chưa ngủ ngay được, trước mặt Lương Văn Giang không dám sang chơi với Tạ Vãn Tình. Đường Thanh liền ngồi ở ban công trò chuyện với người anh họ không quen thân lắm này. Em có quen người biết phó bí thư thành ủy Tây An, chuyện ba anh, em nhờ ông ấy đứng ra nói dùm. Trương Khác thở dài nói. Cậu hai và các anh sống ở đó mấy chục năm rồi, sự nghiệp cơ sở đều ở đó cả, nếu bỏ đi thì cũng đáng tiếc. Hiện giờ chỉ đành như vậy thôi, nếu người kia mà còn tiếp tục làm khó cậu hai và anh Văn Sơn thì sẽ tính tiếp. Xem vẻ mặt Lương Văn Giang chừng như không cam tâm. Đại khái cảm thấy an bài như thế quá ủy khuất. Bị tiểu nhân ức hiếp như thế, anh thấy không giáo huấn nhớ đời thì sao được, đúng không? Ai, từ mùa hè năm ngoái nhà em xảy ra rất nhiều chuyện, trải qua những chuyện đó, em thấy quen rồi, cũng trơ lì rồi, giống như thi toàn quốc ấy, rõ ràng có thể dễ dàng qua được nhờ gian lận, nhưng em vẫn chọn con đường phức tạp. Cái xã hội này chia làm hai loại người, một loại không phải trả giá quá lớn, thậm chí là không phải trả giá khi làm trái quy tắc bị phát hiện. Người khác cuộc đời như kỳ thi đại học vậy là chuyện gian khó, không dám lơ là, còn cần thiên phận mới có được thành tích cao, còn loại người này cuộc đời như kỳ thi toàn quốc, dễ dàng thoải mái. Cho nên loại người này quen lấy tiền phá quy tắc xã hội, với loại người này tuân thủ nguyên tắc là chuyện gian nan. Giống như anh vững tin, chỉ cần kiên trì sẽ có cuộc sống đàng hoàng tôn nghiêm, em cũng coi cuộc đời như kỳ thi đại học vậy. Nói tới đây bất kể Lương Văn Giang có hiểu ý tứ của mình không, nói tiếp. Mấy ngày nữa em cũng tới Bắc Kinh, bọn anh ở thêm vài ngày rồi cùng đi. Ngày hôm sau, đám mã hướng đông chính thức liên danh ký hiệp nghị khai phát nền tảng web với Trương Khác đại diện cho Cẩm Hồ, đây là bước đầu tiên Cẩm Hồ tiến vào mảng đầu tư mạo hiểm. Không phải thi cuối kỳ, Trương Khác không cần tốn thời gian ở Hải Châu nữa, lấy danh nghĩa Cẩm Hồ mua một biệt thự gần Đỡ Ết Thanh Hoa, làm địa điểm làm việc tạm thời cho công ty mới. Mã hướng đông làm giám đốc City trách nhiệm hữu hạn khoa kỹ Côn Đằng. Mới 7-8 người nên chưa thời thượng tới mức xưng CEO, ngoài ra chiêu mộ thêm vài lập trình viên. Phòng trong biệt thự khá nhiều, đủ đảm bảo mỗi lập trình viên có một phòng riêng, còn thuê hai giúp việc, một lái xe chiếu có cuộc sống của họ, chỉ cần bọn ngày đêm ở đây dựng lên bộ khung kỹ thuật cho trang web. Trong mấy ngày Trương Khác ở Bắc Kinh, phòng tổ chức tỉnh ủy đã chính thức thảo luận với Cha Y, tin tức Trương Chi Hành tới Tân Vu làm phó thị trưởng mau chóng truyền về Hải Châu. Thành ủy Hải Châu cũng chính thức thảo luận do Tống Bối Minh kiêm nhiệm chức chủ tịch City cổ phần Hải Châu, mọi người đều đoán năm sau Tống Bối Minh sẽ vào thường ủy làm phó thị trưởng. Theo cùng những tin tức này còn có một tin không tốt lắm, Chu Cẩn Du sẽ điều tới tỉnh Giang Nam làm ủy viên tỉnh ủy, phó tỉnh trưởng, cũng tức là bà ta chẳng phải chịu chút trách nhiệm nào ở vụ án Trương Thiết Lâm. Mặc dù đã dự liệu trước rồi, nhưng sự việc thực sự diễn ra như thế, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Nguyên sở trưởng sở lâm nghiệp tỉnh Lưu Hoa Sơn sau khi mất chức cũng được điều tới tỉnh Giang Nam. To gan trắng trợn nhận tham ô hối lộ là hành vi ngu xuẩn, quan viên như vậy không thể trở thành chướng ngại, nhưng Chu Cẩn Du và Tạ Gia thì khác, họ lợi dụng hình thức hợp pháp, đem quyền lực tư bản hóa, căn cơ sẽ chỉ càng ngày càng chắc, không lo người ta có khả năng nhổ tận gốc bọn họ. Phụ nữ giống Chu Cẩn Du, mặc dù không làm người ta ưa, nhưng trong đời cũng rất ít phạm sai lầm. Vụ án Trương Thiết Lâm chắc chắn là cơ hội tốt nhất để lật đổ bà ta, nhưng có người áp xuống không cho truy tận gốc. Ngày 6 tháng 7, Trương Khác ở Bắc Kinh thì nhận được điện thoại của mẹ.
Ba con hai ngày nữa tới Tân Vu, con có đi không? Lần cuối cùng Trương Khác tới Tân Vu là mùa hè năm 2001, khi đó vừa mới tốt nghiệp, Trần Ninh nói muốn chia tay mình, khi đó mình chỉ nói muốn đưa cô về Tân Vu mới yên tâm, cả được đi thấy Trần Ninh vẫn không có ý thay đổi, Trương Khác tiến cô tới bến xe Tân Vu, từ đó không quay lại nữa. Từ năm 2001 tới năm 2008, từ năm 94 tới năm 96, đã 9 năm rồi, đúng là chục thời gian hỗn loạn. Trương Khắc im lặng mất một lúc chìm trong hồi ức, thu lại tâm sự, nói. Ý ba thế nào ạ? Ba có muốn mang bà xã, con nhỏ đi nhậm chức không? Ba con nói ảnh hưởng không tốt. Lương Cách Chân giọng bực dọc. Ha ha ha, mẹ nói với ba, quan viên ảnh hưởng không tốt mới được hoan nghênh. Trương Khắc nói xong thì nghe thấy tiếng cha cười phía bên kia điện thoại. Chương 369, tới Tân Vu. Công tác của Lương Cách Chân còn điều tới Tân Vu sớm hơn Trương Chi Hành một bước, khi tỉnh thảo luận vấn đề điều chức của Trương Chi Hành, bà đã được cho cục kiểm nghiệm giám sát chất lượng Tân Vu mượn, do đích thân Giang Thượng Nguyên bí thư thành ủy Tân Vu an bài, xem ra người tin tức linh thông nhiều lắm. Trương Chi Hành tới tận ngày 12 tháng 7 mới được Hà Văn Tòng phó trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Tháp Tùng tới Tân Vu nhậm chức, ngày 15 tháng 7 Trương Khác mới tới Tân Vu. Trên thành phố có cuộc họp, bà còn chưa chắc đã về ăn tối. Ở trên xe Lương Cách Chân nhất định muốn soi ra chỗ không thỏa đáng trên y phục của con rồi chỉnh lại. Bảo ngày 12 tới, sao giờ con mới tới? Đột xuất phải tới Hong Kong ạ, thực nghiệp gia tín có báo cáo giữa năm, cho nên con phải tham gia, nếu không con tới sớm rồi. Cha mẹ y đã thống nhất không xen vào chuyện công ty, Trương Khác chỉ nói qua tình hình. Nhân lúc Tiểu Thanh nghỉ hè, mẹ cũng định gì cố con tới Hong Kong chơi, con có bỏ thời gian ra được không? Chỉ cần mọi người có thời gian, con đương nhiên cũng có thời gian. Ở loại vấn đề đại thị phi này, Trương Khắc tuyệt đối không do dự, có điều vẫn nhắc mẹ một câu. Mẹ vừa mới tới Tân Vu nhậm chức đã muốn xin nghỉ đi chơi, liệu có thích hợp không? Cục giám sát chất lượng hẹn nghỉ một tháng, nói là để an bài thật thỏa đáng cho sinh hoạt của phó thị trưởng Trương. Lương Cách Chân học theo ngữ khí của ai đó, rồi phì cười. Ba con là người gặp sao yên vậy? Tối cho ba con một cái lều có cũng đặt lưng xuống một cái là ngủ tới tận trời sáng, có gì mà cần an bài chứ, một tháng này mẹ chưa biết phải thiên tốn ra sao đây. Vậy thì tới Hong Kong chơi vài ngày vậy. Trương Khác đành nói, nơi ở tạm thời chính phủ Tân Vu an bài là nhà khách chiêu đãi của chính phủ, cho dù kinh tế Tân Vu trông qua có vẻ lạc hậu hơn Hải Châu từ năm tới 10 năm, nhưng nhà khách chính phủ chẳng hề thua kém nhà khách Văn Sơn của Hải Châu. Cửa vào U Tĩnh nằm ở nơi giao cắt giữa đường Thanh Niên và đường Thành Hà, bên đường là rừng cây xanh tươi rậm rạp, xe đi dưới con đường rợp bóng cây, nhìn qua thân cây, có thể nhìn thấy sông Hạ Lý như phủ một lớp vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. Hoàn cảnh của nhà khách vô cùng trang nhã tĩnh lặng, đại khái ở Tân Vu không tìm được chỗ ở nào thích hợp hơn ở đây nữa, nhưng rốt cuộc đây vẫn là nhà khách. Dì Lương, dì tới về sớm thế ạ? Xe dừng lại, Lương Cách Chân xuống trước. Trương Khác giúp Phó Tuấn lấy hành lý ra, nghe tiếng quay đầu lại, thấy một cô gái mặc váy liền màu vàng đi tới. Cô gái đó trông rất hoạt bát, liếc mắt qua vali trong tay Trương Khác. Anh là Trương Khác phải không? Chúng ta làm quen nhé, tôi tên Vệ Lan, sinh hoạt của anh ở nơi này tạm thời hay giao cho tôi. Một phục vụ viên của nhà khách, thế này có quá xinh đẹp không? Trương Khác nghĩ thầm, nhìn Vệ Lan tuổi chừng 21, 22, trông có thấy dấu vết trang điểm, đường nét tinh tế. Làn da lộ dưới ánh mặt trời trông hết sức non mềm, vóc người thanh thoát, bầu ngực hơi nhỏ nhưng vuôn tròn, nụ cười trông hết sức thuần khiết thân thiện. Trương Khác đưa vali cho cô xách, nhìn cô đi phía trước, eo nhỏ lay động, như dương liễu rũ xuống mặt hồ, còn cả cặp chân nhỏ không có chỗ nào để chê trách, cô không đi tất, chân trần sáng bóng dẫm lên xăng đan xanh, cực kỳ thu hút ánh mắt nam nhân. Đi vào tòa nhà, ở quầy phục vụ có hai cô gái nữa tới chào hỏi, mặc dù không tươi đẹp như Vệ Lan. Nhưng đều trên tiêu chuẩn thông thường, người ta thường nói muốn ngắm mỹ nữ cứ tới nhà khách chính phủ, thật chẳng sai chút nào. Có điều so với nhà khách Vãn Sơn ở Hải Châu, các cô gái ở nơi này còn xinh đẹp hơn. Ngẫm lại thì cũng chẳng có gì là lạ, Hải Châu chẳng những kinh tế phát triển hơn Tân Vu mà giáo dục cũng tốt hơn, các cô gái xinh đẹp có nhiều hướng đi để chọn hơn, còn Tân Vu kinh tế lạc hậu, được làm phục vụ viên ở nhà khách chính phủ là công việc tốt lắm rồi. Đại khái chính phủ cũng nhân thế lấy điều kiện thi sắc đẹp để chọn phục vụ. Trương Khác vốn nghĩ thi thoảng tới Tân Vu một chuyến là được rồi, giờ xem ra sau này phải tới thường xuyên hơn mới được.
Đặt hành lý xuống, Trương Khác vặn mình cho đỡ mỏi, hỏi mẹ. Thời gian còn sớm, con định tới Tiểu Giang ngắm nghía chút, đi lên đê thế nào mẹ? Mẹ cũng không rõ, hôm qua mẹ mới tới một lần, không nhớ đường lắm. Thời gian này nước sông đẹp nhất đấy. Vệ Lan ở trong phòng trải ga giường cho Trương Khác, nghe thấy lời đối thoại bên ngoài, đi ra nói. Anh phải chuẩn bị đủ thời gian để thưởng thức đấy, lát nữa tôi sẽ vẽ đường cho. Nơi ở nhà khách an bài, ngoại trừ hai gian phòng ngủ còn có phòng khách, nhà bếp, cảm giác như ở trong nhà vậy, Phó Tuấn có an bài khác. Trương Khắc cười lấy lòng. Chị Vệ đưa chúng tôi đi được không, chúng tôi mù đường cả. Y nóng lòng tới đê sông chẳng phải muốn ngắm cảnh mặt nước dải đầy dáng chiều, mà là trong trận lũ năm 98, đê Vệ Thành Tân Vu đột nhiên sụp đổ, mấy trăm dân công và quân cảnh đang kháng lũ trên bờ đê bị nước lũ cuốn trôi. Khi đó 20 chiếc xe quân dụng ở gần đê cũng bị cuốn mất, nước lũ cuồn cuộn đổ vào thành phố, tạo thành tổn thất cực lớn không thể bù đắp. Cả hệ thống đề phòng lũ Tiểu Giang thì chỗ ở Tân Vu là yếu nhất. Lời mời bất ngờ làm Vệ Lan ngạc nhiên mất một lúc mới nói. Tôi đang làm việc không thể tùy tiện rời nhà khách được. Không thể tùy tiện đi đâu. Cửa phòng khép hờ bị người ta mở từ bên ngoài, Trương Khác thấy cha và một người trung niên cao lớn đi vào, theo sau còn có mấy người. Trong đó có một cô gái 27, 28 trông rất bắt mắt, Trương Khác không khỏi nghĩ tới Trần Ninh, Tân Vu đúng là nơi sản sinh ra mỹ nữ. Chào Bí Thư Giang, Thị trưởng Trương, Giám đốc Địch. Đột nhiên các nhân vật lớn của Tân Vu chen nhau vào phòng làm Vệ Lan hơi luống cuống, rối rít khom mình chào. Có phải là vừa tới Tân Vu muốn ngắm cảnh sắc Tiểu Giang, nhưng không tìm được người dẫn đường không? Mắt Giang Thượng Nguyên đảo một vòng trên mặt Vệ Lan, vẫn cười rất tự nhiên. Tiểu Vệ, giao cho cô một nhiệm vụ, mấy ngày này theo công tử của thị trưởng Trương, giới thiệu cảnh đẹp của Tân Vu chúng ta. Vâng. Vệ Lan lý nhí đáp, có vẻ không tình nguyện lắm. Giang Thượng Nguyên đưa bàn tay rộng ra với Trương Khác. Hoan nghênh tới Tân Vu, tôi là Giang Thượng Nguyên. Chào bác Giang ạ. Trương Khác hơi khom người, dùng hai tay bắt tay ông ta, bất kể ông ta có rõ thông tin về mình không, nhưng lần này tới đây không phải để khoa khoang. Giang Thượng Nguyên cười ha hả. Tôi và ba cháu tương giao ngang hàng, một tiếng bác Giang này miễn cưỡng nhận được. Không phải anh ở lại thành phố họp sao? Lương Cách Chân hỏi chồng. Họp đêm họp ngày, họp bao giờ mới xong? Giang Thượng Nguyên bề ngoài có vẻ là người rất sôi nổi, đáp hộ. Hiếm khi Trương Khác tới được Tân Vu đâu thể không hiểu tình lý như thế. Trương Khác cảm thấy như bị ảo giác, chẳng lẽ mình quen ông ta trước kia nhưng quên mất. Giang Thượng Nguyên niềm nở với người lạ như thế, lại khiến người ta không sinh cảm giác ghét bỏ, thủ đoạn xã giao đáng gọi là inh. Theo cùng ông ta có Tiền Văn Quý thư ký trưởng thành ủy, thành ích thư ký riêng của Giang Thượng Nguyên, cô gái cực kỳ xinh đẹp quyến rũ kia là Địch Đan Thanh, tổng giám đốc nhà khách chính phủ. Hàn huyên một lúc, Giang Thượng Nguyên cáo từ. Không ảnh hưởng tới mọi người đoàn viên nữa, mai tôi lại tới mời mọi người ăn cơm. Trương Chi Hành khách sáo nói. Phải do chúng tôi mời bí thư, cảm tạ sự chiếu cố mấy ngày qua mới đúng, sau này con mong bí thư không thấy tôi gây thêm phiền phức. Kệ! Giang Thượng Nguyên vung mạnh tay, đầy khí thế lãnh đạo. Ai mời ai cũng thế, thường ăn cơm với nhau là được. Chương 370, nhân tuyển thư ký của Đường Học Khiêm. Đám Giang Thượng Nguyên ra khỏi phòng rồi, Trương Khác bình phẩm. Ông ta ghê lắm đấy. Trương Chi Hành cười không nói gì. Ba. Phạm vi chức vụ của ba được xác định chưa? Cuộc họp hôm nay là để thảo luận cái này, ba vốn không nên tham gia, nhưng bí thư Giang điểm danh ba tới, ba phân quản công nghiệp, ngoài ra còn có phụ trách cải tạo xí nghiệp. Trương Khác trầm ngâm. Vậy là ba về làm nghề cũ rồi, có điều tình hình ở Tân Vu khác với Hải Châu, ít nhất ở Hải Châu ba được bác Đường toàn lực ủng hộ, ở Tân Vu e không có một ai. Ba cũng nghĩ tới vấn đề này rồi, nhưng việc đã giao vào tay thì cứ làm thôi. Hôm nay trên cuộc họp, Bí Thư Giang còn yêu cầu rõ ràng tham khảo mô hình City cổ phần Hải Châu, thị trưởng Lưu Tước tựa hồ không vui lắm. Trương Chi Hành bình thản nói. Bí Thư Giang có quan hệ mật thiết với Giản Chí Khang của phòng tổ chức tỉnh ủy, cho nên biết chuyện của con, những người khác quan hệ với tỉnh hơi kém hơn. Hai người đứng đầu địa phương đều có xung đột mà, Bí Thư Giang để ba phụ trách cải tạo xí nghiệp, Lưu Tước không vui, xem chưa chắc ông ta làm thế nguyên nhân từ con, mà có dụng ý khác. Trương Khác ngẫm nghĩ. Huyền. Tiểu Vệ. Vệ Lan hai tay chống cằm, đứng ngây ra ở quầy phục vụ, nghe thấy tiếng Địch Đan Thanh gọi thì giật nảy mình.
Chị Địch, có chuyện gì vậy ạ? Sao ngây ra thế? Địch Đan Than đi tới. Chị thấy nhà thị trưởng Trương chuẩn bị lái xe đi phải không? Vâng ạ, họ nói đi tìm chỗ ăn cơm. Ồ, Địch Đan Thanh xoay người bước đi. Chị Địch, Vệ Lan gọi nhỏ. Chuyện gì vậy? Nhiệm vụ bí thư Giang giao cho, có thể để người khác làm không ạ? Vệ Lan rụt rè hỏi. À, chuyện đó hả? Đưa con trai thị trưởng Trương dạo Tân Vu thôi mà, có gì khó xử à? Anh ta, mắt anh ta nhìn em chẳng khác gì những nam nhân khác. Vệ Lan mặt đỏ lên. Hi hi, ra là thế. Địch Đan Thanh phì cười. Ai bảo em đẹp như hồ ly tinh vậy, cậu ta mới 18 tuổi, thích em là thường thôi, em sợ người ta dám ra tay ăn thịt em sao? Mà nói ra để cậu ta ăn cũng tốt, chỉ cần không cho cậu ta nhả ra là được, người ta không chỉ là công tử của phó thị trưởng, còn là con nuôi của tỉnh trưởng đấy. Chị mà trẻ lại vài tuổi nữa, thế nào cũng quyến rũ cậu ta. Khụ khụ. Trương Khắc ho khẽ một tiếng, nhắc nhở hai mỹ nữ sự tồn tại của mình, có điều nghĩ Địch Đan Thanh quyến rũ mình, cảm giác chắc được lắm, không hiểu mình có định lực chống đỡ được không, nhìn Địch Đan Thanh chống tay vào quầy phục vụ, chiếc váy bó sát cặp mông tròn vểnh cao, tưởng tượng quang cảnh bên trong, Trương Khắc cảm thấy khả năng mình kháng cự nổi không quá 10%. Á! Vệ Lan thấy Trương Khắc đứng ở cửa, lời vừa rồi bị y nghe hết cả, mặt đỏ như tôm luộc, chân tay cứ cuống hết cả lên. Địch Đan Thanh chỉ thoáng xấu hổ, khuôn mặt diễm lệ phớt hồng, có điều khôi phục trấn tĩnh rất nhanh, ánh mắt đong đưa, cười duyên dáng hỏi. Sao cậu lại quay về? Tôi đang thảo luận với Vệ Lan xem cậu có bạn gái chưa đó, nếu chưa có, tôi định giúp cậu tìm một cô, cậu thế Tiểu Lan của chúng tôi thế nào? Ở Tân Vu thì đúng là chưa có bạn gái. Trương Khắc nhếch môi cười, xem chừng Giang Thượng Nguyên không chia sẻ tin tức cho người khác, Địch Đan Thanh không biết thân phận của mình, thế cũng tốt, càng tự do. 18 tuổi đầu mà đi đâu cũng được người ta cung phụng nịnh nọt, cảm giác như quái thai vậy. Ở đây có bản đồ Tân Vu không? Vệ Lan đưa bản đồ cho Trương Khắc, đầu cúi gằm không dám nhìn y, cái cổ thon dài đỏ lựng cực kỳ dụ hoặc. Trương Khắc cầm lấy bản đồ đi ra ngoài, đột nhiên quay đầu lại. Làm dẫn đường cho tôi thấy ngại lắm sao? Á! Vệ Lan vừa mới thở phào đưa tay vỗ vỗ ngực thì Trương Khắc thình lình hỏi một câu. Mắt tròn xe, luống cuống chẳng biết trả lời thế nào. Sao thế được? Địch Đan Thanh tươi cười che giấu hộ Vệ Lan. Đúng lúc nhà tiểu vệ có chuyện, nhưng cũng không quan trọng lắm. Chị Vệ nếu không muốn, vậy chị Địch mấy ngày này bỏ thời gian cùng tôi đi ngắm cảnh Tân Vu được không? Chị nhất định làm cảnh sắc Tân Vu đẹp lên không ít. Trương Khắc cười tủm tỉm. Tôi, tới lượt Địch Đan Thanh trở tay không kịp. Tôi, nếu có thời gian, đương nhiên sẵn lòng bồi tiếp cậu. Cậu là khách quý của Tân Vu mà. Nhìn nụ cười tà mị của Trương Khắc trước lúc quay đi, Địch Đan Than vuốt ngực. Bà cô này nhìn nhầm người rồi, thằng nhóc đó đâu phải là gà non. Nếu để em đi cùng cậu ta thì khác gì đem dê vào miệng cọp, chỉ thấy y cũng chỉ ở Tân Vu là chưa có bạn gái thôi. Vệ Lan cười khinh khích, đẩy vai Địch Đan Thanh. Vậy chị đi với cậu ta đi, em thấy cậu ta hứng thú với chị đấy, mà nhìn kỹ thì cậu ta rất đẹp trai. Trương Khắc chẳng để ý Vệ Lan và Địch Đan Thanh bàn tán mình sau lưng thế nào, y đang suy ngẫm về thái độ của Giang Thượng Nguyên, nếu đổi lại là người khác, bí thư thành ủy thân thiết với mình như thế thì còn mong gì hơn, nhưng Trương Khắc không thế không nghĩ xa hơn. Giang Thượng Nguyên làm bí thư Tân Vu sắp 8 năm rồi, sao không tính toán cho được, ông ta có quan hệ thân mật với Giản Chí Khang có khi cũng vì nguyên cơ này, chưa biết ý đồ ông ta làm gì, nhưng tạm thời cứ vờ vịt đối phó, mỗi người chiếm lấy lợi ích mình muốn là tốt nhất. Đưa bản đồ cho cha, Trương Khắc nói. Nội thành Tân Vu được có tí xíu thế này, ba mẹ tới 3 ngày rồi mà còn phải dựa vào bản đồ à? Ba làm gì có thời gian đi chơi, mẹ con mù đường, không có 10 ngày nửa tháng, dù ở một thị trấn nhỏ cũng chẳng biết lối mà về. Trương Chi Hành đặt bản đồ lên đùi, tìm vị trí trước rồi chỉ cho Phó Tuấn xem. Con để lại 2 cái xe ở Tân Vu cho ba mẹ dùng. Trương Khắc ngồi ở ghế lái phụ, quay đầu lại hỏi. Ba mẹ thích xe gì? Kinh tế Tân Vũ không tốt, nhưng chính phủ thành phố không nghèo lắm, các phó thị trưởng đều được phân phối xe, ba không muốn đặc thù. Trương Chi Hành khẽ thở dài. Con chuẩn bị xe ẹ con thôi, đừng nổi quá. Được ạ, con bảo Phó Tuấn chọn mấy tấm ảnh cho ba mẹ chọn. Ba dùng xe chính phủ sao hôm nay không có người đưa ba về? Thư ký, phó thư ký trưởng phân phối cho ba đã được quyết chưa, con có cần gặp họ không?
xe cấp cho ba hôm nay đưa tới xưởng bảo dưỡng rồi, còn thư ký và phó thư ký trưởng đều có rồi, nhưng ba không vừa ý lắm, phó thư ký trưởng thì không đổi được, vài ngày nữa ba đổi thư ký, nhưng mà mới tới nên ba cũng chẳng tìm được ai thích hợp. Trương Chi Hành hơi cau mày lại. Một lần bị rắn cắn, 10 năm bị dây thừng, bác Đường bị Diệp Tân Minh đâm sau lưng, 2 năm qua không có thư ký chuyên trách, 2 năm qua ba mệt như thế rồi mà cũng định học bác Đường sao? Trương Khắc hơi lo. Ba và bác Đường con nhìn người đều không phải là giỏi lắm, chuyện này đổi lại là ai cũng không thể không e ngại được. Trương Chi Hành mỏi mệt thừa nhận. Phải rồi, vậy ai thay ghế thư ký trưởng của ba? Ba không còn ở Hải Châu nữa, bác Đường thế nào cũng phải tìm thư ký chuyên trách chứ ạ. Bác Đường có tìm ba nhớ tiến cử không? Trương Chi Hành lắc đầu nói. Vị trí thư ký trưởng sắp xếp theo tư lịch bối phận, tùy tiện thay đổi thế nào cũng có người ý kiến. Còn về thư ký chuyên trách thì ba không nghĩ ra ai thích hợp, người làm quan như ba và bác Đường không được người ta hoan nghênh. Chuyện này Trương Khắc có suy tính trước rồi, chẳng qua bận bịu nhiều việc nên giờ mới nhớ ra. Ba có biết Hứa Thụy Bình con trai thứ hai của thầy Hứa không? Anh ấy vốn là phó quản đốc xưởng đồ gốm, về sau cùng người ta bao thầu xưởng gốm, tuy thế anh ta có ý làm nên sự nghiệp trên sĩ đồ, đối nhân xử thế cũng tốt, còn cả thầy Hứa kém xa. Con tiến cử không hay. Ba nếu thấy thích hợp thì nói với bác Đường một tiếng. Chương 371, con đê sinh mạng. Năm ngoái đêm khuya Trương Khắc và Hoàng Trụ Toàn tới bái phỏng Hứa Hồng Bá, chỉ có Hứa Thụy Bình không ngại đêm khuya giá lạnh, khoác áo ra pha trà rót nước, chiếu cố khách thỏa đáng rồi mới về ngủ, để lại ấn tượng mạnh với Trương Khắc, tính cả kiến thức lẫn khí phách đều không tệ. Đương nhiên Trương Khắc quen Hứa Thụy Bình không phải là chỉ qua 2 năm qua, trong quãng đời hoàn toàn khác. Khi cha dựa vào viện cờ của Hứa Hồng Bá kiếm sống qua ngày, Trương Khắc khá thân thiết với Hứa Thụy Bình. Hứa Thụy Bình chính trực bất khuất, tuy có chí hướng làm nên một phen sự nghiệp, nhưng bảo hắn từ từ bò từ dưới lên, nhất định là hắn không chịu, như thế cũng sẽ khiến tính cách đáng quý của hắn bị biến dạng, chẳng bằng ở lại xưởng gốm cho xong. Trong ấn tượng xưa của Trương Khắc, quan lớn chưa chắc làm người ta ghét, chỉ có đám quan nhỏ làm người ta căm thù ghét cay ghét đắng. Đại khái liên quan chuyện Trường Kỳ đấu đá bon chen ở tầng dưới của bọn họ. Ba gặp qua vài lần, nhưng không nói chuyện kỹ, có điều phẩm giá của thầy Hứa đáng được tín nhiệm, còn chắc cậu ta muốn bỏ xưởng gốm chứ? Trương Chi Hành hỏi. Phía ba và bác Đường chưa có ý tứ rõ ràng con cũng không tiện hỏi anh ấy, tối con gọi điện cho thầy Hứa, nhờ thầy dò hỏi. Cũng được, phía con xác định trước đi, nếu Hứa Thụy Bình sẵn sàng, lần sau về Hải Châu ba sẽ gặp cậu ta rồi mới quyết định tiến cử. Nói không chừng bác Đường con có nhân tuyển rồi cũng nên, thế nào ba cũng phải hỏi trước. Ăn tối xong về nhà khách chính phủ, Trương Khắc gọi điện cho Hứa Hồng Bá, trước tiên hỏi ông tiến triển việc đàm phán với Sở Lâm nghiệp tỉnh Giang Nam ra sao, Lưu Vực Thượng Du Tiểu Giang có hai huyện thuộc tỉnh Giang Nam, sau đó mới đề cập tới chuyện tiến cử Hứa Thụy Bình làm thư ký cho Đường Học Khiêm. Ưu thế của Đường Học Khiêm ở Hải Châu đã dần dần được xác định trong 2 năm qua, khác với Từ Học Bình bị cô lập trong tỉnh. Ở Hải Châu bất kể Tống Bồi Minh hay Đỗ Tiểu Sơn đều là nhân vật có sức mạnh ở thành phố, Chu Phú Minh dù có danh bí thư thành ủy, nhiều lắm cũng chỉ chọi ngang với Đường Học Khiêm mà thôi. Trương Khắc tiến cử làm Hứa Hồng Bá rất do dự, năm xưa ông cũng vất vả lắm mới nhảy ra được, quan trường như thế, nói gì tới hoài bão chính trị. Chẳng phải quá nực cười sao? Trương Khắc nói, mặc dù hiện thực đáng buồn, nhưng chuyện luôn phát triển theo hướng tốt đẹp. Nhưng bất kể nói thế nào cũng phải xem ý kiến bản thân Hứa Thụy Bình, Hứa Hồng Bá đồng ý hỏi giúp. Không có việc gì quan trọng phải làm, Trương Khắc đặt điện thoại xuống là liền tắm rửa đi ngủ, cha mẹ vẫn ở ngoài phòng khách xem tivi, tâm tình. Đang mơ màng ngủ thì Hứa Thụy Bình gọi điện thoại tới, Trương Khắc tức tối nói. Vội cũng chẳng làm gì được trong đêm, anh kiên nhẫn đợi tới sáng mai gọi điện thoại không được à? Không chịu nghe Hứa Thụy Bình rườm lời trong điện thoại. Hỏi hắn ngày mai có thoát thân được thì tới Tân Vu chơi vài ngày, chuyện này càng sớm càng tốt, nói không chừng Đường Học Khiêm bị chuyện vụn vặt làm bực mình đã chọn thư ký trước rồi. Hôm sau thức dậy Trương Khắc muốn lên đê xem, vừa ra ngoài định đi gọi Phó Tuấn thì thấy Vệ Lan từ phòng nghỉ của nhân viên đi ra, vừa đi vừa che miệng ngáp, mắt lim dim ngáy ngủ, không ngờ Trương Khắc còn dậy sớm hơn cả Minh, xấu hổ không dám chào hỏi. Trương Khắc chỉ đồng phục trên người Vệ Lan. Tôi tưởng ở đây có thể mặc thường phục. Còn nhớ hôm qua cô mặc một bộ váy liền áo màu vàng rất đẹp. Đôi mắt linh động của Vệ Lan đảo một vòng, nói với vẻ dí dỏm. Thi thoảng cũng có thể mặc thường phục, hôm qua chẳng phải vì muốn để lại ấn tượng tốt cho anh sao? Vệ Lam làm ca đêm,
tối qua Trương Khác tới cô còn chưa vào ca, cho nên không mặc đồng phục. Trương Khác mỉm cười, không để ý cô lừa mình. Giờ tôi muốn ra ngoài, chị muốn đi cùng với chúng tôi không? Hay là lại định nói sắp hết giờ rồi, không làm việc nữa? À, đôi mắt đen nhánh né tránh, hàm răng ngà đều đặn khẽ cắn cánh môi hồng, Vệ Lan vô thức đưa tay lên xua tai sáng bóng, à nửa ngày trời mà không nói ra được câu nào từ chối thích hợp. À, tôi chưa rửa mặt. Vậy tôi đợi chị. Trương Khác tủm tỉm cười, đi ra đằng sau quầy phục vụ ngồi xuống. Đừng để tôi đợi lâu quá nhé, nếu không tôi chỉ đành nhờ giám đốc Địch làm dẫn đường thôi. Vệ Lan cố gắng giữ nụ cười nghề nghiệp, quay đi một cái liền nghiến răng ken kén. Trương Khác chẳng thể vô cớ bảo người ta đi tra đê bao thành phố, tất cả chuyện liên quan y phải đích thân đi điều tra, nếu không có người đương địa dẫn đường, khó mà tra được. Địch Đan Thanh nhìn một cái là biết đã xông pha xã hội lâu rồi, cho dù biết gì cũng ngậm chặt miệng, sao so được với Vệ Lan đơn thuần, chưa có tâm cơ. Trương Khác ung dung nhàn nhã đợi ở quầy phục vụ nửa tiếng đồng hồ, xem báo sáng Tân Vu khắp một lượt từ đầu tới cuối, có một thông tin dài liên quan đến đê bao thành phố, tiêu đề là con đê sinh mạng của 30 vạn dân Tân Vu. Trương Khác khi đọc bài viết này lòng hoàn toàn giá băng, không có chút ấm áp nào, trên bài báo có ảnh chụp phó bí thư thành ủy, thường vị phó thị trưởng La Quy Nguyên thị sát đê. Phó thị trưởng kiêm thường ủy thì nhiều, nhưng kiêm phó bí thư thì ít thấy, trong thành phố chắc phải đứng thứ ba thứ tư. Không đơn giản chút nào. Trương Khác xé bài báo đó ra, gấp lại đưa cho Phó Tuấn. Phụ nữ đều thích đẹp, nhưng đi cùng Trương Khác, Vệ Lan không dám mặc váy lộ chân như hôm qua nữa, trốn trong phòng hồi lâu, nhờ cô gái trực ca cùng ra ngoài xem mấy lần. Trương Khác vẫn ngồi nguyên si ở quầy phục vụ, chẳng hề tỏ ra sốt ruột, cô cực kỳ bất đắc dĩ mượn đồng nghiệp chiếc quần jean và áo thun kín cổ mặc vào rồi đi ra. Chuẩn bị xong rồi chứ? Trương Khác đặt báo xuống. Xem đồng hồ nói. Vừa tròn nửa tiếng, tôi bảo Phó Tuấn mà, các cô gái thay đồ phải nửa tiếng mới đủ. Nói tới câu cuối đưa mắt nhìn Vệ Lan một lượt, nụ cười cực kỳ tà mị. Vệ Lan sắp khóc đến nơi rồi, ra sức đánh mắt cho đồng nghiệp đang nhìn lén ra ngoài qua khe cửa. Sao thế, còn có người muốn đi cùng à? Trương Khác thò đầu nhìn, cửa phòng lập tức đóng lại. Vệ Lan đi lên xe như con thỏ nhỏ bị sói xám uy hiếp. Trương Khác bảo Phó Tuấn. Rời cửa lớn của nhà khách rẽ phải, tới đèn đỏ thứ hai rẽ vào đường Thành Hà, đi tới phía nam 2 km là tới đê bao thành phố, chúng ta tới đó trước. Vệ Lan nghe Trương Khác chỉ đường lưu loát như vậy đầu như có quả lựu đạn nổ đánh huỳnh một cái, mù đường mà như thế à? Trong lòng càng thêm bất an. Xe vừa đi qua cổng thì thấy một chiếc Zeta rẽ vào, tốc độ không hề giảm đi, xông thẳng tới. Phó Tuấn khẽ nhấn phanh, quay vô lăng. Thân xe linh hoạt lướt sát qua chiếc Zeta, chỉ cách vài cm. Thấy chiếc Zeta ở phía sau cũng dừng lại, Trương Khác ấn cửa sổ xuống, định thò đầu ra mắng mấy câu thì thấy Địch Đan Thanh sắc mặt nhợt nhạt từ trên xe đi xuống, mỉm cười hỏi. Chị Địch có hứng chí quá nhỉ, sáng sớm đã đi đua xe rồi, ngày mai tôi phải thay cái xe chắc chắn hơn cho chị đâm vậy. Có chuyện gì mà gấp thế? Địch Đan Thanh bị chuyện vừa rồi làm sợ hết hôn, vỗ bầu ngực cao ngất một một, mới nói với giọng hơi gấp. Chẳng phải hôm qua đã nói sẽ làm dẫn đường cho cậu sao, tôi dậy hơi muộn, nên phải vội vàng chạy tới đây. Trương Khác quay đầu lại, thấy Vệ Lan thở phào như chút được gánh nặng, chẳng lẽ trong mắt các cô ấy đám hoàn khố đều có cái tính đó. Nhưng cô Đan Thanh này đối xử với cấp dưới được lắm, vì vội tới đây thiếu chút nữa mất nửa cái mạng. Rồi lại cảm thấy lạ, dù thấy mình có mưu đồ xấu nhưng ban ngày ban mặt làm được gì. Xem ra lề thói ở Tân Vu không tốt tí nào. Địch Đan Thanh nói với bảo vệ cửa một tiếng, bỏ chiếc xe lại rồi chui vào xe Trương Khác. Vệ Lan kiều diễm vô tà, còn Địch Đan Thanh là loại phụ nữ vẻ lẳng lơ toát ra từ ánh mắt, cô ta mặc váy dài phấn hồng, thân hình đầy đặn gợi cảm, bầu ngực đầy hàng cúc làm bằng thép không gì banh chặt, cô ta chui vào trong xe còn thở dốc, Trương Khác hoài nghi cô ta thở mạnh lên chút nữa thôi là nút cổ áo bị vũ khí giết người kia bứt tung hết, khe vú rất sâu, trắng như trứng gà bóc, làm người ta liếc một cái rất dễ siêu hồn lạc phách. Eo thon nhỏ, đùi căng mà dài, thuộc lại nữ nhân đàn ông luôn muốn đưa lên giường. Trương Khác đón Địch Đan Thanh vào, không giải thích thêm lời nào, bên trái là Địch Đan Thanh, bên phải là Vệ Lan, dù ghế sau khá rộng, nhưng cơ thể ba người vẫn dính vào nhau, mùi thơm dễ chịu từ cơ thể nữ nhân tỏa ra, làm Trương Khác rất thoải mái. Tân Vu mặc dù kinh tế lạc hậu một chút, nhưng cuộc sống của người dân được xem như nhàn nhã, lúc này xe trên đường không nhiều,
xe từ đường Thành Hà rẽ lên đê Trương Khắc bảo Phó Tuấn đỗ xe lại bên đường. Ngoài đê là dòng sông mênh mông đục ngầu, trong đê là nơi cư trú của 30 vạn người dân, con đường lớn trên đê bao dài 10 km, thành phố Tân Vu tốn 4.600 vạn xây dựng, xưng là đã nâng cấp có thể đối phó với mức lũ lịch sử 100 năm gặp một lần, ai mà ngờ được trận đại hồng thủy 2 năm sau đánh tan thành. 100 năm một lần, quan viên Tân Vu đúng là vui tính, mặc dù năm ngoái mới sửa xong, nhưng đi được chưa tới 200-300 mét đã nhìn thấy rất nhiều cố nứt vỡ cùng vết nứt lớn cắt ngang mặt đường. Trương Khắc ngồi xuống đưa ngón tay bóp bóp ấn ấn mặt đường, vẫy tay gọi Phó Tuấn. Anh Thịnh quảng cáo anh có ngạnh khí công không tệ, anh đấm vào đây một phát, xem có thủng một lỗ không. Làm gì khoa trương như thế? Phó Tuấn chỉ nghĩ Trương Khắc nói đùa. Thử xe nào, cho chị Địch, chị Vệ mở rộng tầm mắt. Trương Khắc kiên trì nói. Địch Đan Thanh và Vệ Lan đều tò mò đi tới, nghĩ là Trương Khắc muốn khoe khoang, trong lòng ít nhiều coi thường y, có phải cậu đấm đâu, vênh váo cái gì. Phó Tuấn thấy vẻ mặt Trương Khắc rất nghiêm túc, biết y không vô duyên vô cớ bảo mình làm chuyện vô nghĩa, lấy khăn lông bọc lấy nắm đấm, xuống tấn hít hơi, tích tắc thở ra đấm mạnh sống đường, không ngờ mặt đường bị hắn đấm cho thủng một lỗ. Phó Tuấn cởi khăn ra, nhặt một mảnh vỡ lên bóp một cái, bột rơi lả tả. Chưa kịp nói gì thì Trương Khắc vỗ đầu gội đứng dậy. Thế nào, lái xe của tôi lợi hại không? Vệ Lan cong môi lên. Tân Vu có ai không biết đề bao là công trình rỗng ruột, năm ngoái sửa, năm nay lại sửa, nếu tôi không sợ đau thì cũng đấm thủng được một lỗ. Trương Khắc liếc nhìn nắm đấm nhỏ nhắn của Vệ Lan, cô đương nhiên không thể đấm thủng được mặt đường, nhưng đề bao Tân Vu chắc chắn là công trình rỗng ruột. Y lại cùng Phó Tuấn xuống bãi sông xem, đạp chân vào tường đê một cái là vỡ. Đoạn đê phòng lũ không dài này vết nứt ngang dọc khắp nơi trong mà giật mình. Loại đê bao thành phố này mà bọn họ dám xây sao? Phó Tuấn hiểu ra dụng ý Trương Khắc vừa tới Tân Vu đã lên đê xem, không biết nguồn tin y có được từ đâu, là vệ sĩ kiêm lái xe, Phó Tuấn không hỏi nhiều, chỉ là cảnh tượng trước mắt làm hắn phẫn nộ không thôi. Trương Khắc ngửa mặt lên trời cảm khái. Lòng tham con người là cái hố không đáy, có gì mà không dám, tôi dám cá với anh. Trong đê ngay cả một thanh sắt to bằng ngón út cũng chẳng có. Cứ thế lái xe đi dọc theo đê bao, chỗ nào cũng như thế, đoạn gần hoàn thành còn có đoạn lún sụt. Nghe Vệ Lan nói đê bao là công trình rỗng ruột một cách thản nhiên, xem ra người dân Tân Vu đều biết cả, chẳng có gì mà lạ, chuyện sờ sờ ra đấy, làm sao che được mắt thiên hạ. Giám đốc công ty Long Hoa bao thầu công trình này là Cung Tự Lập, nghe nói có quan hệ thân mật với thường vụ phó thị trưởng La Quy Nguyên. Ở Tân Vu cứ kéo bừa một người dân hỏi thì quá nửa là biết. Nhưng không ai biết con đê này không chỉ dùng xi măng với chất lượng cực tệ, mà vô số sắt thép lớn nhỏ trong đê dùng lau sậy thay thế. Mùa hè năm 98, lưu vực Tiểu Giang tổng cộng có 8 đợt lũ, đê bao này ngay lần đầu tiên đã bị khuất phục. Suốt cả buổi sáng cứ vừa đi vừa đỗ xem hết cả đê bao, tới gần trưa Hứa Thụy Bình lái xe tới Tân Vu gọi điện tới, Trương Khắc mới thu lại hứng thú chơi bời. Vệ Lan tâm cơ đơn thuần, có thể là ở lì trong xe, không muốn tiếp xúc với Trương Khắc. Địch Đan Thanh thì nhìn ra một số điều khác thường, Trương Khắc tựa hồ chẳng có mấy hứng thú với các cô, làm cả đống lời chối từ chuẩn bị từ trước không có cơ hội nói ra, chỉ là trên người Trương Khắc không có mấy vẻ non nớt của thiếu niên, lại có quá nhiều lão luyện từng trải, dễ bị người ta sinh ra cảnh giác. Hơn nữa cảnh sắc ngoài đê phải đợi tới khi mặt trời xuống mới đẹp, chứ giữa trời nắng chang chang thế này cứ đi đi lại lại nửa ngày trời, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Hứng chí cao tới đâu cũng bị mặt trời đốt cháy rồi. Đến khi có điện thoại ở nhà khách tìm, Địch Đan Thanh hoài nghi liệu Trương Khắc đi qua đi lại có phải là muốn cô về trước, càng yên tâm không để Vệ Lan ở lại một mình. Khó khăn lắm mới đợi được tới lúc Trương Khắc trở về thì Địch Đan Thanh nhận được điện thoại nói có người Vệ Lan không muốn nhìn thấy ở trong nhà khách, cô lại không muốn về nữa. Cậu vừa tới Tân Vu, nhất định phải nếm thử món tôm và ốc của Tân Vu, tôi dẫn cậu tới một nơi đảm bảo cậu hài lòng. Địch Đan Thanh cười tươi tắn nói. Chị Địch chẳng phải luôn nóng lòng muốn về sao? Trương Khắc lấy làm lạ thì thái độ chuyển biến đột ngột của cô ta. Đợi lần sau đi, có người tìm tôi tới nhà khách. Trương Khắc nói như thế, Địch Đan Thanh không kiếm được cớ nữa, đành cùng Vệ Lan theo xe về. Trương Khắc trên đường về gọi điện cho Hứa Thụy Bình chỉ điểm cho hắn tới nhà khách thành phố, hai xe vừa khéo gặp nhau ở cổng nhà khách. Đưa xe vào bãi đỗ, Hứa Thụy Bình nhìn Vệ Lan. Địch Đan Thanh dung mạo xuất chúng một trái một phải từ ghế sau đi ra, đợi Trương Khắc xuống xe, liền đùa. Khắc thiếu gia đúng là đi đến đâu cũng không chịu cô đơn,
Cái cách xưng hô Khác thiếu gia này sặc mùi hoàn khố, Địch Đan Thanh nghe Hứa Thụy Bình nói thế thì chề môi ra, càng gia tăng thêm ấn tượng Trương Khác là một tên hoàn khố. Tưởng anh chiều mới tới chứ, tôi không biết buổi trưa ba tôi có về ăn cơm không? Đường quốc lộ cao tốc giữa Tân Vu và Hải Châu tới năm 2003 mới thông xe, Hứa Thụy Bình lái xe tới đây phải vòng qua Huệ Sơn, mất 8 tiếng mới tới được, xem ra hắn phải dậy từ rất sớm. Trương Khác đưa tay ra khoác vai Hứa Thụy Bình cùng tới tòa nhà y ở, thấy Vệ Thanh và Địch Đan Thanh đi qua trước mặt, hỏi. Sao không ăn cơm cùng chúng tôi? Tiểu vệ vẫn chưa về nhà, tôi có chuyện khác, đợi hôm khác đi. Địch Đan Thanh đáp. Ồ, vậy là lịch trực ban gián sau quầy phục vụ là của tháng 7 năm trước phải không? Trương Khác nhếch môi, chẳng thèm nhìn sắc mặt hai cô gái bị vạch trần lời nói dối có khó coi hay không, cùng Hứa Thụy Bình, Phó Tuấn trở về. Chẳng ai thích bị người ta nghi ngờ đề phòng một cách vô lý cả. Vệ Lan. Trước mặt có một thanh niên đi tới, vẫy tay với lưng Vệ Lan. Trương Khác quay đầu nhìn lại, Vệ Lan giả vờ không nghe thấy, bước chân bước nhanh hơn, thì ra còn có một tên gia hỏa khiến cô ta ghét đang đợi ở đây. Vệ Lan, Vệ Lan, em lại cố ý vờ không nghe thấy rồi, a, à, chị Địch. Giọng của thanh niên đó gần như gọi hết cả mọi người trong nhà khách ra. La Văn, anh gọi tôi à? Vệ Lan cực kỳ bất đắc dĩ quay đầu lại, khuôn mặt âm u như sắp đổ mưa. Địch Đan Thanh quay đầu đi, có vẻ lúng túng. Chương 372, hoàn khố đấu hoàn khố. Trương Khác cười khẩy, trách đường sang một bên, không ngờ thanh niên kia dừng lại, còn cười đưa tay ra. Cậu là Trương Khác con trai phó thị trưởng Trương phải không? Tôi tên là La Văn, ba tôi là phó thị trưởng La Quy Nguyên. Trương Khác hết nhìn tay hắn rồi lại nhìn mặt hắn, La Văn tuổi chừng 23, 24, chắc hắn biết từ chỗ các phục vụ khác mình đưa Vệ Lan đi chơi, trong lòng rõ ràng khó chịu, lại phải nặn ra nụ cười, đúng là làm khó hắn rồi. Trương Khác đưa tay ra, nhưng không phải là bắt tay La Văn, mà vẫy Vệ Lan. Vệ Lan, mau đi lấy đồ đi, đừng lề mề nữa, tôi đói meo rồi đây này, mau lên còn cùng ăn cơm. Tiếp đó mắt lướt qua La Văn như không khí. Tiếp tục đi vào tòa nhà. Sự kiêu ngạo không để người khác vào mắt của Trương Khác khiến cả Địch Đan Thanh vốn quen gặp đám hoàn khố cũng phải kinh ngạc. Con cháu cán bộ cao cấp kiêu ngạo cũng vậy, cuồng vọng cũng vậy, nhưng quá nửa là nhắm quần thể yếu đuối. Với người bình thường bọn chúng có ưu thế tâm lý vượt trội, nhưng giữa đám hoàn khố với nhau vẫn khách khí lịch sự, dù không ưa gì nhau cũng không có chuyện vừa gặp mặt là làm bẽ mặt người khác. La Văn thấy mình ở Tân Vu đã ngông lắm rồi, không ngờ còn có kẻ ngông hơn hắn. Phản ứng không kịp, cứ đứng ngây ra đó, tay vẫn đưa về phía trước. So với tên La Văn dám sờ đùi mình ngay trước mặt Địch Đan Thanh thì Vệ Lan cảm thấy Trương Khác không đáng ghét lắm, dù cả hai người cô đều không thích, nhưng nếu nhất định phải chọn một, cô sẽ chọn Trương Khác. Nghe Trương Khác nói thế, Vệ Lan cân nhắc một chút rồi nói. Không cần lấy đồ nữa, tôi đi cùng anh. Không dám nhìn La Văn, chạy đuổi theo Trương Khác. Khóe môi Trương Khác hơi nhếch lên, đứng lại đợi Vệ Lan. Y thích các cô gái mặc quần jean, nhất là các cô gái có cặp đùi tròn thon dài như Vệ Lan, quần bó chặt lấy trông đầy sức hút nữ tích, y phóng túng ngắm nghĩa chân cô, lại còn thoải mái nghiêng đầu nhìn cặp mông mẩy của Vệ Lan rồi mới hỏi Địch Đan Thanh. Còn chị Địch, đi ăn cơm chúng với tôi nhé. Địch Đan Thanh thấy sắc mặt La Văn cực tệ, sợ hắn nổi khùng ở đây, lòng thêm kêu suối quẩy, cười gượng. Buổi trưa tôi có việc rồi, không đi được. Trương Khác quay đi, định nắm tay Vệ Lan. Bị cô khéo léo tránh đi, đành thôi, vào tòa nhà rồi, bảo. Tôm và ốc Tân Vu rất nổi tiếng, chị Địch muốn giới thiệu nhà hàng nào thế? Chị gọi điện hỏi giúp tôi, xem họ có bán ra ngoài không, tiền không thành vấn đề. Vệ Lan mang theo sự thấp thỏm vì vừa thoát miệng sói đã rơi miệng hổ, Địch Đan Thanh không dám nói thêm câu nào, liền tới quầy phục vụ gọi điện thoại. Vào phòng, Hứa Thụy Bình lấy làm lạ hỏi. Sao mới tới Tân Vu đã tranh giành ghen tuông rồi? Cậu không sợ Đường Thanh biết khùng lên à? Vậy không để cô ấy biết là được rồi. Trương Khác cười, mẹ muốn mau chóng tìm chỗ ở thích hợp nên buổi trưa cũng không về nhà khách. Phó Tuấn, tờ báo buổi sáng tôi đưa anh cất ấy, đưa cho anh Hứa xem đi. Hứa Thụy Bình xem bài báo nói về đê bao Tân Vu. Con đê sinh mang của 30 vạn nhân dân Tân Vu, tiêu đề hay thật, văn chương chính quyền, cứ phải bớt đi 8 phần 10. Không. Vấn đề còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của anh nhiều. Trương Khác nghiêm túc nói. Buổi sáng tôi và Phó Tuấn tới xem rồi,
cần tri thức chuyên ngành cũng biết đề bao tồn tại vấn đề chất lượng nghiêm trọng. Là loại công trình giống ruột điển hình, thậm chí dùng tay cũng bóc được mặt đê ra. Trông ảnh được lắm mà. Hứa Thụy Bình lại cầm báo lên xem kỹ, trong báo liệt kê một số con số tài vụ. Chi phí không ít, cậu có chắc không? Độ cứng thậm chí chẳng bằng vữa, đó chỉ là xem một phần thôi, không nhìn thấy bên trong đê có cái gì. À, tên La Văn kia là con trai La Quy Nguyên. Hứa Thụy Bình vỡ lẽ. Cậu có ý gây rắc rối với hắn? Đúng. Trương Khắc gật đầu. Vấn đề tồn tại của đê bao cho dù người dân thường đều bàn tán ầm lên, vì sao thành phố lại không hề hay biết. Đê mới xây xong nửa năm, thành phố lại đồng ý cấp tiền tu sửa, sửa xong vẫn không ra sao. Tôi thấy Tân Vu chắc chắn có vấn đề đấu đá phái hệ, nhưng khi quan viên nào đó có vấn đề kinh nghiêm nghiêm trọng, lại nhất trí giữ thái độ khoanh tay ngồi nhìn, bao che lẫn nhau, vì sao? Nếu lúc này chúng ta công chính vô tư bóc trần nó ra sẽ có kết quả gì? Rất có khả năng đứng về phía đối lập với tuyệt đại đa số quan viên Tân Vu. Ba tôi còn phải đứng trong quan trường, không thể đắc tội với số đông được. Bỏ qua sao, tôi không thuyết phục được bản thân làm thế, một số chuyện không làm được gì, nhưng không thể coi như không thấy. Cân nhắc mãi tôi muốn làm chuyện này trông có vẻ như là mâu thuẫn nội bộ, phát sinh từ việc tranh giành nữ nhân, La Văn đắc tội với tôi kéo đổ ba hắn. Chỉ cần là người có chút tinh thần chính nghĩa gặp phải chuyện này đều sẽ giơ tay phẫn nộ. Tâm tư này của Trương Khắc khiến Hứa Thụy Bình nghĩ, cậu ta trước đó có thương lượng với ông già không nhỉ? Trong mắt hắn, cha mình là người đầy lòng chính nghĩa, nhưng lại cực kỳ giảo hoạt, chẳng trách mà ông lại khen ngợi Trương Khắc như thế. Nếu nói trên đời này có một người hiểu thấu tận tim gan Trương Khắc, đó chắn chắn là Hứa Hồng Bá, ông ta mới thực sự là nhân vật thành tinh, nhìn một cái là thấu triệt một con người từ trong ra ngoài. Hai năm qua Hứa Thụy Bình không có cơ hội tiếp xúc sâu hơn với Trương Khắc. Thi thoảng Trương Khắc lấy lý do đánh cờ tới tìm cha hắn bàn việc, Hứa Thụy Bình đều phải tránh đi, về sau dần dần biết được một số chuyện người ngoài không biết, thế nhưng không tỉ mỉ bằng chuyện đêm qua cha hắn nói cho, cuối cùng còn nói với hắn, đó là sự biến thiên của thời đại, mỗi một thời gian sẽ có một nhân vật xuất chúng xuất hiện. Trương Khắc nói ra tính toán xong, hăng hái bảo Phó Tuấn. Anh gọi điện cho Hải Long, bảo anh ta mang thêm hai người nữa đến đây, các thái tử gia sắp sống mái, không thể thua Thanh Thế được. Phó Tuấn gật đầu, Trương Khắc không nói rõ hắn cũng hiểu, quan trường Tân Vu còn đen tối ngang ngược hơn Hải Châu, có chuẩn bị trước vẫn hơn. Địch Đan Thanh nói có việc, nhưng tới lúc ăn cơm lại xuất hiện, La Văn mang đầy một bụng oán hận bỏ đi, làm cô không sao yên tâm về Vệ Lan được. Địch Đan Thanh lo lắng La Văn sẽ có phản ứng, lúc ăn cơm vô tình hơi nhoài người lên bàn, với phụ nữ có ngực lớn như cô ta, tư thế này chắc khác gì gác ngực đặt lên bàn. Trương Khắc ân cần hỏi. Chị Địch. Buổi sáng đi lên đê với tôi có phải là mệt lắm không? Hả? Địch Đan Thanh bất ngờ vì Trương Khắc đột nhiên hỏi thế. Không mệt, không mệt, đi dạo cùng Khắc thiếu gia sao mệt được? Chị Địch toàn chọn nói những lời người ta thích nghe. Trương Khắc mỉm cười, ánh mắt nhìn qua khe hở trước giữa hai hàng cúc, thấy áo lót ren bằng tơ mềm, bầu ngực no tròn, trắng bóc, Trương Khắc rất muốn đưa tay bóp thử xem bên trong có độn thêm không? Nghe nói các cô gái có ngực lớn khi mệt thường hay đặt. Trương Khắc đưa hai tay ra làm động tác nâng ngực. Nó lên bàn, thấy chị Địch như thế, tôi tưởng buổi sáng đi chơi làm chị mệt. Á! Mặc cho Địch Đan Thanh khéo léo ứng xử, bị Trương Khắc nói thế, mặt không kìm được đỏ như gấc chín, vội vàng dựa người vào lưng ghế, bộ ngực thường ngày cô luôn lấy làm tự hào, lúc này chỉ muốn giấu nó cho thật kín, nghe tiếng cười của ba nam nhân phía đối diện, vừa thẹn vừa giận. Mà Trương Khắc lại cứ trắng trợn nhìn chòng nhọc vào cổ áo mình, Địch Đan Thanh đưa tay ra che cổ áo, nghĩ mình luồn lách giữa đám quan lớn quý nhân bao năm qua, chưa bao giờ xấu hổ thế này. Đã thế Vệ Lan nghe Trương Khắc nói còn phì cười ra tiếng, làm cô không biết giấu mặt vào đâu, trừng mắt lên nhìn Vệ Lan. Vệ Lan chắp tay cầu xin, mắt đầy vẻ vô tội nhưng không giấu được nụ cười. Chương 373, An bài hành động. Cả bữa cơm Địch Đan Thanh khom lưng cúi đầu ăn. Trừ thời sơ chung bị bạn học trêu vì ngực lớn, tới giờ Định Đan Thanh chưa bao giờ phải tự ti về nó, không ngờ Trương Khắc tí tuổi đầu nói ra câu mồm mép như vậy, đúng là một tên hỗn thế ma vương. Trở về văn phòng, Vệ Lan không nhịn được cười nữa, Địch Đan Thanh làm động tác xé miệng cô. Tức chết đi được, sống tới bây giờ lại bị thằng nhãi con trêu ghẹo, con bé lẳng lơ này, còn mặt mũi mà cười, nếu chẳng phải vì em, chỉ có bị tức thế này không? Em xin lỗi, em xin lỗi. Vệ Lan nghiêm mặt lại,
nhưng chỉ được 5 giây lại phì cười, cười ra cả nước mắt. Ai bảo chỗ đó của chị bắt mắt như thế, em mà là nam nhân cũng nhìn suốt. Con bé này, chỗ đó của em chưa bị nam nhân nắn bóp thôi. Địch Đan Thanh tóm lấy bầu ngực còn chưa phát triển trọn vẹn của Vệ Lan, bóp mấy cái. Để nam nhân bóp cho rồi cũng to như của chị, đến lúc đó em sẽ biết thế nào là khổ. Chị Địch. Vệ Lan mặt đỏ bừng bừng, vùng mình thoát khỏi tay Địch Đan Thanh, dù bị cô gái khác chạm vào, nhưng vẫn có cảm giác khác thường, cơ thể chưa được nam nhân khai khẩn, luôn hết sức mẫn cảm. Địch Đan Thanh vươn mình làm động tác mệt mỏi, bầu ngực rung rinh, tới ngay cả Vệ Lan cũng cảm thấy bị thu hút, vậy mà Trương Khác còn có tâm tư lấy ra làm trò cười. Địch Đan Thanh này được xem như duyệt người vô số, cũng chưa bao giờ thấy một. Địch Đan Thanh nghĩ một lúc nhưng không biết phải lấy lời nào hình dung Trương Khác. Em phải cẩn thận đấy, không để cậu ta có cơ hội ở riêng với em, nhưng nếu con bé lẳng lơ em tự nổi xuân tình dán lấy cậu ta thì chịu rồi. Có chị mới thích dán vào cậu ta ấy. Vệ Lan cãi lại. Khi ở cùng nam nhân khác, chị đôi khi cũng xấu hổ, nhưng chẳng bao giờ đỏ bừng mặt như hôm nay. Địch Đan Thanh xông tới muốn kéo miệng Vệ Lan cười khúc khích tránh đi. Buổi chiều Lương Cách Chân trở về, nói là quyết định mua căn nhà mấy hôm trước nhìn chúng, không những trang hoàng không tệ mà còn được người bán tặng trọn bộ gia dụng, kéo Trương Khác đi xem. Thì ra là nhà kiểu mẫu trong tiểu khu, đồ gia dụng, điện nước đầy đủ cả, chỉ cần xách hành lý vào là ở được. Ở tỉnh thành chẳng ở mấy thì chọn đi chọn lại mới chọn được căn nhà, bên này mẹ mau chóng quyết định như thế. Đại khái là thấy chuyển khỏi nhà khách càng sớm càng tốt, các cô gái khác cũng đành, xinh đẹp đấy, nhưng đa phần tâm tư đơn thuần, chỉ có cô Địch Đan Thanh mi mắt phơi phới xuân tình, là cô gái cực biết lợi dụng ưu thế của phụ nữ, khiến những người phụ nữ khác cảm thấy bị uy hiếp. Trương Khác thì chỉ cần chọn nhà cách xe đê bao là được, căn nhà mẹ chọn chúng y không hài lòng mấy, nhưng trong thời gian ngắn khó chọn được chỗ ở vừa ý tại một nơi xa lạ, nên thuận theo ý mẹ trước, rồi thong thả tìm nhà sau. Buổi tối Giang Thượng Nguyên cùng thư ký trưởng thành ủy Tiền Văn Quý tới mời nhà bọn họ ăn cơm, Địch Đan Thanh không có cơ hội tham gia, chỉ tới mời rượu một lần. Trương Khắc nghĩ Địch Đan Thanh chưa chắc đã là người của Giang Thượng Nguyên, nếu không ở trường hợp này cô ta tham gia là rất bình thường, nhưng còn trẻ như thế đã leo lên được cái ghế giám đốc nhà khách chính phủ thì không phải là cô gái đơn giản. Trong bữa cơm, Lương Cách Chân nói đã an bài nhà xong, hai ngày nữa sẽ chuyển đi, làm Tiền Văn Quý hơi ngạc nhiên. Vì nhà ở của bọn họ nên do thành ủy an bài. Giang Thượng Nguyên nói, Tân Vũ đang cải thiện điều kiện ăn ở cho cán bộ, nếu mọi người an bài xong chỗ ở rồi thì thành ủy được lười một chút, đợi sau này chuyển vào biệt thự mới thành phố đang xây vậy. Không ở dưới vánh mắt của cha mẹ càng có lợi cho Trương Khác, nên y nói có bạn bè muốn tới Tân Vũ chơi, y còn muốn tiếp tục ở lại nhà khách. Giang Thượng Nguyên cười ha hả. Có câu khách tới như trở về, tới Tân Vũ là có cảm giác gia đình. Gian phòng đó bác sẽ chuyên môn để lại cho cháu dùng, tiểu vệ rất khéo léo, chỉ cần cháu tới Tân Vu, sẽ do tiểu vệ chiếu cố sinh hoạt cho cháu. Các cậu con trai là cậu thả lắm, cần có người chu đáo chiếu cố. Hoan nghênh cháu dẫn bạn bè tới Tân Vu tới chơi bất kỳ lúc nào. Giang Thượng Nguyên ăn nói đúng là làm người ta thích, không biết nhà khách có bao nhiêu phòng chuyên môn chiêu đãi khách đặc thù. Trương Khác đang hy vọng như thế, bất kể Giang Thượng Nguyên nói vậy có phải cố ý chiều lòng y không. Mẹ thì sắc mặt hơi sầm xuống, đợi đám Giang Thượng Nguyên đi mới mắng con. Con mà dám làm bừa làm bậy sau lưng Tiểu Thanh, cẩn thận mẹ xử lý con. Trương Khác nào có sợ, cười khi hì. Mẹ à mạ, mẹ đừng có chỉ gà mắng chó, ba thì làm sao thoát khỏi lòng bàn của mẹ được. Con có bạn tới thật mà. Mã Hải Long dẫn hai người 9 giờ tới Tân Vu, ăn mặc kiểu vệ sĩ tiêu chuẩn, quần đen áo đen, trời nóng nực như vậy cũng không cởi cúc áo cổ. Đều là hán tử xuất thân quân ngũ, toàn thân toát ra vẻ hung mãnh, trong mắt người khác chẳng khác gì dân xã hội đen. Bọn họ tới đây làm gì? Lương Cách Chân thấy sự tình có chút quỷ dị. Sĩ đồ hiểm ác, bà muốn mau chóng đứng vững chân ở Tân Vu không phải là dễ dàng, thế nào cũng phải làm vài việc dằn mặt đám lão gia ở đây. Lương Cách Chân không quản những việc này, mà cũng chẳng quản nổi, dặn dò vài câu rồi về phòng trước, để bọn họ ở phòng khách bàn công việc. Trương Khác đem chuyện đê bao ra nói với cha. Chẳng may có lũ, đê vỡ thì hậu quả không dám tưởng tượng, có kẻ bị ăn đạn không chưa nói, ba ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Ba mặc kệ có ảnh hưởng hay không, chuyện này tuyệt đối không nhân nhượng được. Trương Chi Hành chém đinh chặt sắt nói. Lũ năm nay thì không kịp nữa rồi, chỉ còn biết cầu ông trời phù hộ thôi, Trương Khác nói.
con tìm đám anh Mã tới là nhờ họ ngầm điều tra, anh Hứa cũng có thể ở lại giúp vài ngày. Hiện đã là trung tuần tháng 7, cách mùa lũ rất gần, theo dự báo của nha khí tượng, lượng mưa năm nay trung thượng du Tiểu Giang ở mức thấp nhất, khả năng có lũ lớn là rất nhỏ, cho nên có thể yên tâm một chút, còn sau này không chắc, kiểu đê thế này đừng nói là sóng đánh, mà nước dâng cao bình thường cũng rất nguy hiểm. Trương Chi Hành lúc này mới biết mục đích của Trương Khác điều đám Mã Hải Long tới. Đê bao thành phố là một trong 10 công trình lớn vì dân của TP Tân Vu năm 95, ba ở chính phủ thành phố tra tư liệu rất tiện. Hừ, con thấy là 10 công trình hại dân mới đúng, phía ba đừng nên làm gì. Trương Khác lắc đầu. Ba mà có chút hành động thôi là đánh rắn động cỏ, cứ để bọn con tìm ra chỗ bẩy tấc của con rắn đã. Giờ con đi an bài phòng cho đám anh Mã. Mã Hải Long lần này tới ba người hai xe, Hứa Thụy Bình và Phó Tuấn ở cùng một phòng, còn bọn họ chuẩn bị phòng riêng khác, tiện làm việc. Lúc này đã 11 giờ rồi, đi xuống lầu không thấy quầy phục vụ có người, Trương Khác gõ cửa phòng ở của phục vụ viên, Vệ Lan từ trong thò đầu ra, tay còn đang giữ cổ áo, nhìn thấy Trương Khác gõ cửa, tự nhiên hoảng lên, lòng tay nửa bên cổ áo tuột xuống, thoáng lộ ra bầu ngực trắng bên trong, một ánh hồng lướt qua trước mắt, cực kỳ mê người. Vệ Lan vội vàng xoay người lại, cảm giác Trương Khác thò đầu vào nhìn, cuống cả lên mới cài được lại cúc cổ áo, đỏ mặt quay lại hỏi Trương Khác có việc gì. Lịch trực ban đêm nay không phải chị được nghỉ sao? Trương Khác thắc mắc. Buổi sáng nhờ người làm thay, buổi tối phải làm trả lại cho người ta. Vệ Lan thầm oán trách, buổi sáng chẳng phải bị cậu cố kéo đi ngắm sông ngắm đê gì đó sao? À, ra thế. Trương Khác không nhận ra. Vậy sao cả tối tôi không thấy chị? Nếu biết chị ở đây tôi đã mời chị ăn tối rồi. Bí thư Giang còn nhắc tới chị đấy. À phải, Tân Vu có chỗ nào hay không? Mai chị đi với tôi. Chương 374, nhà mới ở Tân Vu. Nghe giọng điệu mệnh lệnh của Trương Khác, nụ cười mà Vệ Lan khó khăn lắm mới nặn ra được cứng lại trên môi, thầm tính có nên xin nghỉ phép vài ngày, nhìn thấy đám Mã Hải Long đang sau lưng, cứ như đám xã hội đen, thầm run sợ. Đám người này sao kẻ nào cũng y như kẻ nào, cứ như sợ người khác biết trong nhà chúng không có quyền thế vậy. Cô nghe Địch Đan Thanh nói Phó Thị trưởng Trương mới tới vài ngày đã mua biệt thự định rời đi, nhưng vị đại công tử này tựa hồ sẽ tiếp tục còn ở lại nhà khách, mà Bí Thư Giang còn nói gian phòng nhà họ ở sẽ để lại riêng cho họ dùng. Cái tên âm hồn không chịu tan này thật làm người ta hại não. Vệ Lan nơm nớp lo sợ đi chuẩn bị phòng cho đám Mã Hải Long. Sáng sớm hôm sau dậy sớm tới tìm Vệ Lan. Nhưng được biết cô đã nghỉ sớm về rồi. Trương Khác chỉ còn biết cười, mặc dù Vệ Lan sợ y như cọp, nhưng không phải cô gái nào cũng tránh y. Tần Dụ cầm cô gái xinh đẹp trực cùng tòa nhà với Vệ Lan thậm chí ám thì có thể thay Vệ Lan đi với Trương Khác. Trương Khác trêu đùa Tần Dụ cầm một hồi, hẹn buổi tối mời cô và Vệ Lan đi chơi, nhưng trước tiên Vệ Lan phải đồng ý mới được. Buổi sáng y cùng mẹ tới nhà mới. Khu biệt thự Phú Thông Hoa Uyển nắm phía bắc sông Hoàn Thành. Nó còn có tên là sông Hạ Lý, vốn là sông hộ thành của thành Tân Vu cổ, biệt thự nằm kề sát bên sông. Biệt thự rất hợp ý Lương Cách Chân đang nóng vội muốn rời khỏi nhà khách, nên các chi tiết không soi kỹ lắm, hôm qua Trương Khác cũng chỉ ngó qua rồi ký hợp đồng trả tiền. Hôm nay Lương Cách Chân mới kéo con đi xem ở các chỗ chi tiết có cần cải thiện gì thêm không, không ngờ xem kỹ còn hài lòng hơn cả hôm qua, chẳng những không bới móc được gì mà rất nhiều chỗ bọn họ không nghĩ tới đều được sửa sang cho hợp. Chưa tới trưa hai mẹ con đã quyết định chuyển nhà. Hành lý bên nhà khách không nhiều, nhưng công ty quản lý biệt thự vẫn phái tới một chiếc BMW, một chiếc xe du lịch tới để chuyển đồ, đo đích thân tổng giám đốc công ty dẫn đội, còn khúm núm theo sau đám Phó Tuấn mang hành lý. Hôm qua ký hợp đồng xong, Vương Hiểu Dương mới biết chủ hộ là Phó Thị trưởng Trương Chi Hành mới tới Tân Vu, phân quản công nghiệp và cải cách xí nghiệp. City xây dựng Tân Vu không thuộc phân quản của Trương Chi Hành. Nhưng công ty đang lập kế hoạch tiến hành cải cách, hiện cải cách chỉ là thí điểm, hạn ngạch có hạn, ai được cải cách ai không thuộc vào lời nói của Trương Chi Hành. Vương Hiểu Dương ngay trong đêm sai người thay đồ gia dụng hoàn toàn mới, lại sai chủ quản phòng công trình dẫn người tới soi mói kiểm tra từng ly từng tí một, chỉ cần có chút nào chưa hợp lý là bất kể tốn kém thế nào cũng phải sửa sang lại. Nếu Phó Thị trưởng Trương 10 ngày nửa tháng nữa mới chuyển tới, ông ta tự tin có thể khiến nhà Phó Thị trưởng không chê bai một tí ti nào. Hiện giờ chỉ cố gắng tu sửa được thôi. Vương Hiểu Dương đứng bên cạnh Lương Cách Chân cười tâu toét. Trong công tác chúng tôi còn có sơ suất, tôi xin chủ động kiểm điểm với chị Lương, công ty vì bán những biệt thự cuối cùng có tổ chức hoạt động ưu đãi giá, nhân viên công ty nhất thời quen mất,
hôm nay tôi tới xin bù đắp lại tổn thất, mong chị Lương nghiêm khắc phê bình. Trương Khắc thấy mẹ ánh mắt nghi hoặc, đại khái bị Vương Hiểu Dương biểu diễn lừa rồi, liền giật áo mẹ, nhắc nhở. Lương Cách Chân nghĩ, nhiều lắm cũng chỉ có thể tặng miễn phí biệt thự này thôi, chẳng lẽ mình còn nhận, cười nói. Có gì mà phê bình chứ, mọi người tới giúp chuyển nhà tôi còn phải cảm ơn nữa, chồng tôi vừa tới đây, việc bận rộn, nếu không nhất định cũng sẽ tới cảm ơn. Phó thị trưởng vừa mới tới nơi đã mua biệt thự, còn đi xe đắt tiền không hề che giấu gì, Vương Hiểu Dương đương nhiên không tin Trương Chi Hành Thanh Liêm, chỉ nghĩ ông mới tới chưa mỏ rõ nước nông sâu chưa dám dẫm chân vào, lúc này cũng không nên kiên trì biếu xén gì cả. Tới trưa, Địch Đan Thanh đợi biểu nhà khách mời cơm, còn gọi mấy phục vụ viên những ngày qua tới chiếu cố sinh hoạt đến chụp ảnh kỷ niệm, Trương Khắc nói muốn chụp chung với Vệ Lan, bị Địch Đan Thanh khéo léo chuyển sang đề tài khác. Có người tốt bụng như Vương Hiểu Dương, buổi chiều Trương Khắc không tới nhà mới nữa, một mình lái xe đi dạo quanh thành phố xa lạ mà quen thuộc này. Mặc dù không sống ở đây, nhưng từ năm 1998 tới năm 2001, Trương Khắc không nhớ nổi mình tới đây bao nhiêu lần, vì cách tỉnh thành không xa, vì Trần Ninh rất nhớ nhà. Bất chi bất giác đi tới tiểu khu Tân Áp nơi Trần Ninh ở, Trương Khắc đỗ xe ở cổng, thầm nghĩ biết đâu sẽ có một cô gái Trần Ninh non nớt mặc váy cazo, đạp xe đạp xuất hiện dưới ánh tịch dương đi về phía mình. Trương Khắc chỉ muốn nhìn cô một cái rồi đi. Không hơn. Chị Địch. Vệ Lan bịt ống nói điện thoại, chỉ sợ giọng hơi to một chút là làm người ta phát hiện, đầu thò ra ngoài chạm điện thoại nhìn chiếc VS40 màu xám bạc. Chị, làm sao bây giờ, tên khốn đó chặn trước cổng tiểu khu rồi, ai nói cho y biết địa chỉ nhà em thế? Vệ Lan giọng như sắp bật khóc. Không thể nào. Địch Đan Thanh cũng rất ngạc nhiên, nghĩ lại sáng Tần Dụ Cầm tươi cười nói chuyện với Trương Khắc, chắc cô ta nói cho y biết địa chỉ của Vệ Lan rồi, thầm hận Tần Dụ Cầm phá hoại quy củ, nhưng ngày nào Trương Khắc còn ở nhà khách, chỉ đành coi như không có chuyện gì xảy ra. Hay em qua nhà chị trước? Em sợ đi ra khỏi trạm điện thoại bị y nhìn thấy. Vệ Lan nghẹn ngào nói. Chân em nhũn ra rồi. Vậy ở đó đợi chị tới ngay, đừng để cậu ta nhìn thấy, ngàn vạn lần không được đi riêng với cậu ta. Địch Đan Thanh dặn đi dặn lại, cô chưa thấy nam nhân nào đem bám người ta giữ như thế, đám hoàn khố này ỷ vào quyền thế trong nhà, làm việc không biết kiêng nể gì, quan viên đối phó còn dễ, con cái họ mới khó nhằn, cô cũng hơi sợ hãi. Vệ Lan ngồi im trong trạm điện thoại không dám nhúc nhích, chỉ lo Trương Khắc phát hiện, bất ngờ thấy mẹ xách giỏ khập khiếng từ cửa tiểu khu đi ra, bà bẩm sinh một chân ngắn hơn chân kia một đoạn, cho nên đi lại rất vất vả, Vệ Lan chỉ nhìn mà không giúp được, thầm trách, biết rõ chân không thuận tiện, còn xách đồ nặng thế làm gì, mẹ ơi là mẹ. Mẹ Vệ Lan đang định đi sang đường đối diện, đằng xa có một chiếc Santana bấm còi inh ỏi, mẹ Vệ Lan muốn lùi lại nhường đường, nhưng mà chân không được nhanh nhẹn. Lại bị tiếng còi xe vừa gấp và lớn dọa làm sợ, chiếc xe Santana mỗi lúc một gần không hề giảm tốc, bà càng luống cuống, tích tắc chiếc Santana phóng vọt qua, mẹ Vệ Lan dẫm phải một viên gạch bên đường, ngã lăn ra đất. Mẹ! Mặc dù thấy mẹ không bị xe đụng vào, Vệ Lan vẫn hoảng hồn la lên thất thanh chạy tới. Nhưng Trương Khắc đã đạp cửa xe chạy ra trước một bước, vừa đỡ bà lên vừa hỏi bà có bị làm sao không, mắt thì nhìn chằm chằm chiếc Santana bỏ trốn đằng xa. Một tay giang ra quát những người lái xe đằng sau dừng lại. Thấy bị người ta nhìn thấy rồi, chiếc Santana đỗ lại, một tên thanh niên cao gầy tuổi chừng 20 mặc áo sơ mi cộc tay từ trong xe đi ra, tóc nhuộm vàng cực kỳ thời thượng, đi tới mặt rừng rưng nhìn người bị ngã. Nhìn thấy Trương Khắc xông ra, Vệ Lan vô thức dừng bước, do dự không biết nên đi tới hay là quay lại trốn vào trạm điện thoại, thấy mẹ cô chống tay đứng dậy, duỗi chân nói. Không sao, không sao cả. Lúc này Vệ Lan mới hoàn toàn yên tâm. Người đi đường định vây tới xem, thấy không sao lại dần tản đi. Tên thanh niên lái chiếc Santana thấy không xô phải người thì cũng thở phào, nhưng lại sấn sổ xông tới chỉ mặt mẹ Vệ Lan chửi bới. Con mụ kia, chân què thì đừng có mò ra đường bán mạng, đường không phải để đám tàn phế đi lại. Chương 375, đụng vào xã hội đen. Vệ Lan nghe thấy tức giận, muốn chạy ra lý luận hộ mẹ. Rõ ràng là hắn lái xe chạy ẩu, lại đem hết lỗi lầm đẩy lên người khác, còn dùng lời độc ác như vậy sỉ nhục mẹ cô. Vệ Lan vừa đi tới hai bước thấy Trương Khắc đứng dậy chắn trước người tên thanh niên tóc vàng tóc dài che kín cả tai đó. Tóc vàng chửi bới tục tĩu, bên cạnh có người ngứa mắt nói. Này, cậu thiếu nữa đâm vào người ta, sao còn chửi người ta? Đờ cờ mờ, mày là ai?
cái mắt nào của mày nhìn thấy tao suýt đâm phải mụ ta, mày có biết tao là ai không, biết tao là ai không? Tóc vàng chỉ người bên đường chửi sơi sơi. Trương Khác đang thầm mừng vì không xảy ra tai nạn, y đặc biệt mẫn cảm với loại chuyện này, thấy tên tóc vàng chửi bới cứ như là người bị hại thì chó mắt ra mất một lúc, vừa tỉnh lại liền tóm lấy cổ tên tóc vàng. Tao biết mẹ mày là ai đấy? Kéo hắn tới trước mặt mẹ Vệ Lan. Mày có biết kính lão yêu trẻ không? Mày có biết đi xe trên đường phải thế nào không? Thấy tên tóc vàng còn vùng vẫy, Trương Khác tóm lấy tóc hắn, tay chống lên lưng hắn, không để hắn vung tay chạm đến mình, còn đá một phát vào bắp chân hắn, tóc vàng rú lên như heo bị chọc tiết. Thấy có người đánh nhau, những người tưởng chừng hết trò hay để xem lại vây tới, tóc vàng đã lái xe ẩu tả lại còn chửi bới người bị hại, rất nhiều người nhìn thấy, nên hắn bị Trương Khác túm tóc đá cho cũng không ai thương hại. Còn họ hét khen hay, thậm chí có người tới đá cho hắn vài cái. Thế nào gọi là ỷ thế hiếp người, nhìn đám đông phẫn nộ, Trương Khác tin tóc vàng không dám đánh trả, liền không tóm tóc hắn nữa, nắm lấy cổ áo hắn giáo huấn. Đi chiếc Santana rách nát thì đừng có ra đường hung hăng. Bốp, bốp tát cho tóc vàng hai cái đanh gọn, thấy khóe miệng hắn rỉ máu mới dừng tay. Người khác không được đi chẳng lẽ đường cho thứ rác rưởi như mày đi. Tóc vàng thấy xung quanh có rất nhiều người chỉ trực xông vào đánh mình một trận nên không dám kháng cự, nhưng vẫn mạnh miệng. Mày biết tao là ai không? Có gan thì đừng bỏ đi. Mẹ mày chứ? Trương Khác tóm cổ áo hắn ấn đầu hắn vào trước mặt biển số xe mình. Tao đúng là không biết mày là ai, mày nhìn cho kỹ cái biển số này đi, tao ở đây đợi mày một tiếng, mày có gan thì cứ tới. Rồi đẩy hắn đi, còn bồi thêm hai đá vào đít. Mày đừng có chùi mông. Lát nữa tao còn đá thêm đấy. Tóc vàng lầm bẩm chửi chạy về chui vào xe phóng vút đi. Trương Khác gọi điện cho đám phó tuấn tới, thấy phụ nữ chân khập khiếng được người mọi người xung quanh giúp nhặt bàn chải lông cho vào giỏ. Trương Khác nghĩ bà ta có lẽ xách thứ này đi bày bán, liền hỏi. Bác gái, bác muốn đi đâu, để cháu lái xe đưa bác tới. Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu, tôi bày hàng ngay chợ gầy đây thôi, đông lắm, xe cậu không vào được. Chàng trai. Cái thằng đó là lưu manh trên phố, cậu là người ngoài đến đường ở lại đây mà khổ với chúng. Mẹ Vệ Lan vất vả xách giỏ lên, lo lắng dặn Trương Khác một câu, cảm ơn người xung quanh rồi lại tập tễnh bước đi. Trương Khác cũng không kiên trì đưa bà ta đi nữa, di động vang lên, là Phó Tuấn gọi bảo y giữ liên lạc thường xuyên, liền chui vào xe đợi họ tới hội họp. Mẹ! Vệ Lan đợi mẹ đi tới gần trạm điện thoại mới đi ra gọi. Hả? Sao con lại ở đây? Con có nhìn thấy mẹ thiếu chút nữa bị người ta xô chết không? Vệ Lan mặt đầy hổ thẹn, không dám đáp lời, đón lấy cái giỏ, quay đầu nhìn lại, vẫn sợ Trương Khác nhìn thấy, tuy hơi chút là ra tay đánh người chính là tính khí thô bạo nóng nảy của đám hoàn khố, nhưng trong lòng cô không ghét Trương Khác như mới đầu nữa, dù sao Trương Khác vì mẹ cô mà tranh chấp với người ta. Tiểu vệ, Địch Đan Thanh vừa mới tới nơi, không thấy cảnh vừa rồi, thấy Vệ Lan dìu mẹ đi vào con ngõ nhỏ họp chợ. Thò đầu ra khỏi cửa gọi. Đan Thanh tìm con có việc, con cứ đi làm đi, mẹ tự đi được rồi. Vệ Lan đưa giỏi ẹ, chui vào xe Địch Đan Thanh. Trương Khác có còn ở đó không? Địch Đan Thanh hỏi vội. Kia kìa. Vệ Lan chỉ chiếc xe VS40 đằng xa. Cậu ta vừa đánh nhau với người ta đằng kia, còn đứng đợi người bị cậu ta đánh gọi người tới đánh nhau tiếp. Địch Đan Thanh chưa nghe hết đã khinh bỉ nói. Loại người đó đi đến đâu cũng sinh sự, cho y bị ăn đòn cũng tốt, chó cắn chó mà thôi, chúng ta ở đây đợi xem kịch vui đi. Vệ Lan đem chuyện mẹ mình thiếu chút nữa bị xô xe kể ra, Địch Đan Thanh cười lạnh. Em chắc là y không quen mẹ em chứ, em nghĩ Tần Dụ Cầm không đem chuyện mẹ em có tật ở chân ra nói với y. Tần Dụ Cầm sao cơ? Vệ Lan còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Con điếm non đó vừa sáng ra đã ở cùng với Trương Khác. Chỗ em ở chỉ có nó nói ra thôi. Thế là chút xíu thiện cảm của Vệ Lan với Trương Khác bắt đầu dao động rồi. Địch Đan Thanh lái xe vào một con ngõ, chỉ lộ ra mũi trước xe, có thể nhìn thấy chiếc Volvo xám bạc ở cổng tiểu khu. Đột nhiên gió nổi lên, trời âm u, Vệ Lan thò đầu ra khỏi cửa xe, nhìn bầu trời bên ngoài, có vẻ như sắp mưa tới nơi rồi. Cậu ta đợi thật sao? Vệ Lan ít nhiều có chút nóng ruột bất an, cô rất sợ cảnh đánh nhau. Hay là bảo cậu ấy đừng đợi nữa. Em đi đi, em tới một cái là y không đợi nữa đâu. Địch Đan Thanh ngọt nhạt nói. Xem ra chú nhóc này cũng rất thực lòng với em đấy,
cậu ta vừa ăn trưa xong là lái xe đi rồi, tới ra phải hơn 3 tiếng. Nghe Địch Thanh nói thế, Vệ Lan không nói gì nữa. Một chiếc Ford, một chiếc Passat từ đầu phố rẽ vào, một trước một sau đi ra đỗ thẳng hàng với chiếc Volvo, Phó Tuấn, Mã Hải Long cùng hai vệ sĩ đi ra, chia nhau đứng canh bốn cánh cửa chiếc Volvo. Địch Đan Thanh bĩu môi. Đấy, người ta chẳng cần em lo hộ đâu, em tưởng mười mấy 20 tên lưu manh đấu lại nổi đám vệ sĩ chuyên nghiệp này à? Cho dù có cả trăm tên lưu manh thì sao, người ta nhấc điện thoại một cái là điều ngay được cảnh sát vũ trang tới. Miệng nói thế nhưng lòng cảm thấy không phù hợp, so với thân phận phó thị trưởng của Trương Thi Hành, thì Trương Khắc phô trương thế này là quá mức rồi. Có người gõ cửa xe, cắt ngang suy nghĩ của Địch Đan Thanh. Chị Địch, người bên ngoài gọi. Thấy đó là tên đại ca đám lưu manh khu phố gần đây, Địch Đan Thanh hạ cửa kính xuống. Chuyện gì, sao cậu lại ở đây? Thấy người kia mắt đảo loạn vào trong xe, liền mắng. Nhìn cái gì, chọc mù mắt bây giờ. Người kia cười khì. Em nghe bảo con trai phó thị trưởng La Đeo đuổi tiểu vệ rất sát, em muốn xem tiểu vệ có phải lại xinh đẹp hơn rồi không? Em còn định hỏi chị Địch sao lại ở đây, có phải nghe được tin tức thái tử gia đánh người vùng ngoài nên tới xem kịch vui hay không? Thái tử gia. Địch Đan Thanh biết tên tóc vàng bị Trương Khác đánh không đơn giản. Con nhà ai đấy? Lưu Hân còn bần lão đại, vừa nghỉ hè ở Úc về, quanh đây không ai nhận ra hắn cho nên hắn mới bị vô này. Bọn mày tới trợ uy cho nó à? Địch Đan Thanh thò đầu ra ngoài thấy cửa ngõ còn đứng lố nhố vài tên nữa. Bọn mày có nghe ngóng ai đánh con của bần lão đại chưa? Người đó trên tay xăm trổ xanh lè nghe Địch Đan Thanh hỏi thế, nhổ phì một bãi đờm. Đờ mờ, cái biển xe chơi như thế, mà hôm qua có một cái xe như vậy đưa chị đi chơi dạo đê. Chị nghĩ Tân Vu rộng như Bắc Kinh à? Ai chả biết con trai phó thị trưởng mới tới. Hắn méo mặt nói. Nhưng đám thái tử ra đâu có biết nặng nhẹ, bọn em bị lùa tới như vịt vậy. Bân lão đại hôm nay lên Thiên Vân Sơn thắp hương, di động không liên lạc được, đang phái người đi tìm, nơi này đành ứng phó trước. Chương 376, trong mưa. Địch Đan Thanh chép miệng rõ to, quay lại nói với Vệ Lan. Nhìn thấy chưa em gái, đó là chó cắn chó có trình độ đấy. Chẳng qua Trương Khác là con chó điên hung ác mà thôi, các con chó khác không dám nhào vào cắn y. Xăm tay ở ngoài nghe Địch Đan Thanh nói khó nghe như thế, cũng chỉ chửi thầm trong bụng, cười xấu hổ, đứng qua một bên không chút nhục vào thân nữa. Trời bắt đầu đổ mưa tí tách, đám lưu manh trong ngõ mỗi lúc một nhiều, không chỉ trong ngõ mà ngoài đường cũng có, cũng học người ta mặc y phục đen từ đầu tới chân, nhưng không dám tới gây sự. Địch Đan Thanh chỉ cảm thấy buồn cười. Càng làm thế này càng làm Trương Khác thêm vênh váo mà thôi, ít nhất ở Tân Vu không ai dám động vào một cọng lông chân của Trương Khác nữa. Ghét nấp cùng một ngõ với đám người này, Địch Đan Thanh lái xe đi, đỗ dưới một cây dương gần chiếc Volvo xám bạc, có mấy tên lưu manh đứng dưới cây tránh mưa. Địch Đan Thanh lúc ra ngoài còn đặc biệt đổi chiếc xe khác, không sợ đám Trương Khác nhận ra. Đợi một hồi lâu, đám lưu manh đã vây kín phố rồi, nhưng không có động tĩnh gì, Địch Đan Thanh ngáp dài. Chán chưa hả, Tân Vu chưa khi nào có cảnh đặc sắc thế này, xung quanh đây cũng phải tới hơn trăm tên lưu manh rồi ấy chứ. Mưa rơi lộp bộp trên cửa kính, bắn chung lên những bông hoa nước, lúc này bốn người Phó Tuấn đã chui vào xe tránh mưa. Mưa mỗi lúc một lớn, những đám lưu manh lại không dám tự ý rời đi, kẻ có chỗ tránh mưa tử tế còn đỡ, những tên nấp dưới tán cây, mặc dù có cành lá dày, nhưng mưa lớn vẫn có hạt mưa liên tục rơi xuống người, thi thoảng trên trời lại đùng một cái. Tia chớp như muốn xé toạc bầu trời, không ít tên đứng dưới mưa run run ngẩng đầu lên, chắc sợ bị sét đánh. Thời gian từng giây từng phút qua đi, Trương Khác ngồi trên chiếc Volvo chẳng có chút động tĩnh gì, Địch Đan Thanh cảm thấy rất lạ, chẳng lẽ y không biết đám lưu manh ở đây không ai dám động vào y. Cô ta quay sang Vệ Lan, cười tít mắt. Trương Khác biết rõ ràng đám lưu manh ở đây biết thân phận của y nên chẳng dám làm gì, vậy mà y vẫn ở đây đốt thời gian, vì một cô gái mà gây ra động tĩnh lớn thế này. Sức quyến rũ của em không tầm thường đâu nhé. Nếu là chị đã chơi với y một chút. Ừ đúng mà, hôm qua người ta khen chị ngực lớn trước mặt mọi người mà. Vệ Lan mỉa mai lại, thần thái có chút lả lơi. Địch Đan Thanh mắt rất tinh. Không phải là em động lòng rồi chứ, ôi con bé lẳng lơ động xuân tình rồi. Chị mới động xuân tình ấy. Vệ Lan cười khanh khách. Vệ Lan khó tránh khỏi lòng hư vinh mà các cô gái bình thường đều có. Ban đầu đúng là cô ghét Trương Khác, nhưng nhìn thấy y vì mẹ mình mà ra tay đánh lưu manh,
căm ghét cũng bắt đầu có chiều hướng biến vị. Nhìn thấy Trương Khác vì đợi mình, mà đợi trước tiểu khu tới tận 4 tiếng, ít nhiều có chút cảm động, dù biết đám hoàn khố như Trương Khác có thói quen chơi bời với các cô gái, không khỏi nghĩ có khi y thực lòng với mình. Vệ Lan nghĩ miên man, không để ý từ góc rẽ đầu đường có một đôi thiếu niên nam nữ mỗi người cầm một cái ô đi qua, tới chỗ Địch Đan Thanh đỗ xe, cậu con trai thấy không khí trước tiểu khu có chút dị thường, nói với cô gái. Hôm nay sao đông người thế nhỉ? Cô gái cười khì khì. Xã hội đen chém giết đấy. Đám xã hội đen bên cạnh đều không có mặt mũi nào đi dọa hai đứa bé, xấu hổ làm bộ không nghe thấy, quay đầu cả đi. Địch Đan Thanh ngồi trong xe nghe thấy cũng phì cười, cô gái đó chừng 16-17, môi hồng răng trắng, tóc thắt bím, mặc váy caro, thanh lệ thoát tục, thong thả cầm ô đi trong làn mưa, như đóa hoa sen trắng muốn rẽ nước vươn mình lên, cho dù là nữ nhân cũng bị khuôn mặt tươi mát của cô làm động lòng. Sao tiểu khu nhà em toàn sinh ra loại tai họa giống em thế này? Địch Đan Thanh trêu. Chị Địch mới là tai họa ấy, câu này em không phải chỉ nghe một người nói đâu. Vệ Lan nhìn ra ngoài. Cô bé đó à, vừa mới chuyển tới tiểu khu nhà em. Đôi thiếu niên nam nữ tự nhiên đi về phía trước, chẳng bận tâm tới chuyện khác thường bên cạnh, đi được vài mét cô bé đột nhiên dừng lại nhìn cậu con trai. Vệ Lan còn tưởng xảy ra chuyện gì, thấy cô bé nâng chân lên. Chiếc dép ở chân trái lủng lẳng, cô bé không nói gì cả, chỉ nhìn cậu con trai. Thì ra là muốn cậu con trai kia giúp buộc lại dép. Địch Đan Thanh vỡ lẽ. Nếu chị là cậu bé kia sẽ giúp cô bé buộc dép ngay. Bao nhiêu người như thế nhìn vào, cô bé lại mặc váy, tay còn cầm ô, không tiện khom lưng xuống buộc dép. Đợi rất lâu mà cậu con trai kia không có dũng khí cúi xuống buộc dép cho cô bé trước mắt mọi người, cô bé trông có chút thương tâm rồi. Vệ Lan trông cô bé mà thương, nghĩ, nếu cậu bé kia giúp cô bé buộc dép, mình sẽ nhận lời Trương Khác đi chơi với y một lần. Suy nghĩ vừa dứt, cánh cửa chiếc xe Volvo màu xám bạc đột nhiên bật mở, Trương Khác rời xe đi về phía này, Vệ Lan giật nảy mình. Không phải cậu ta nhìn thấy chúng ta rồi chứ? Địch Đan Thanh kéo cửa kính lên. Trương Khác đi dưới mưa không có gì che chắn, chăm chú nhìn sang bên này, biểu cảm trên mặt hơi cứng, nhưng ánh mắt có gì đó làm người ta xót xa. Đám Phó Tuấn đều xuống xe, vội xòe ô muốn che mưa cho Trương Khác. Cô bé không nhìn thấy cảnh bên này, vẫn tội nghiệp đợi cậu con trai buộc dép in. Trương Khác không đợi đám Phó Tuấn che ô cho, đột nhiên bước nhanh tới, mắt vẫn nhìn phía này không chớp. Vệ Lan hốt hoảng, tim đập loạn hết cả lên, không biết nếu Trương Khác mở cửa xe, mình có nhẫn tâm cự tuyệt ánh mắt kia không. Trương Khác đi rất nhanh, đám Phó Tuấn không theo kịp, cô bé lúc này đã phát hiện ra, quay sang nhìn nói với cậu con trai. Người kia lạ thật, có người cầm ô à, anh ta lại muốn tắm mưa. Thấy Trương Khác đi với một vẻ quyết tâm không gì ngăn cản được, Địch Đan Thanh cũng có chút khẩn trương. Đám lưu manh tránh mưa dưới mái hiên, tàng cây bị hành động bất ngờ của Trương Khác làm sợ điếng người, phản ứng đầu tiên là lùi lại, người ta là nha nội, là chính phủ, xã hội đen có mấy cái gan dám đối kháng với chính phủ. Bị người ta đánh cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu, ngay phí thuốc men cũng chẳng có, lùi lại chứ chả lẽ xông lên đánh à. Cô bé mở đôi mắt trong sáng nhìn cả đám lưu manh lùi từng bước một, lúc này có cả một đống người đứng dưới mưa rồi, không nhịn được cười. Bọn họ lạ thật đấy, cứ như gặp phải hỗn thế ma vương. Lại nghiêng đầu thích thú tò mò nhìn Trương Khác. Anh ấy là hỗn thế ma vương sao? Tiếng cười trong mưa cứ như tiếng chuông trong trẻo. Thoáng một cái đám người xung quanh đôi thiếu nam nữ cứ như nước trên hè chảy xuống cống, biến mất tăm tích. Cô bé vẫn nhớ chiếc dép xăng đan bị tuột dây. Giơ chân lên ý bảo cậu con trai buộc hộ, cậu con trai vẫn xấu hổ, huống hồ còn có một nhóm người đang đi nhanh về phía này, do dự không biết có nên kéo cô bé tránh sang một bên hay không. Chúng ta tránh sang bên đường đi. Vì sao phải tránh, đường rộng thế này, chẳng lẽ anh ta đâm được vào chúng ta sao? Cô bé bướng bỉnh nói. Trương Khác càng tới gần, tim Vệ Lan càng đập dữ, nhưng không phải do lo sợ hay căng thẳng, đó là tiếng đập thổn thức, Vệ Lan nói nhẹ như hơi thở. Chị, ánh mắt cậu ấy sao mà buồn như thế? Ừ, Vệ Lan cảm nhận tâm tình của Trương Khác qua trái tim mẫn cảm của thiếu nữ, còn Địch Đan Thanh nhận ra qua kinh nghiệm của cô ta về nam nhân, nên có cảm thụ khác hẳn. Chỉ nam nhân trưởng thành từng trải tang thương mới có ánh mắt đó, một người 18 tuổi có ánh mắt này chẳng phải điều đáng tự hào, mà đó là một bi thương. Xem ra trước kia chị đánh giá cậu ấy hơi phiến diện rồi. Trương Khác vẫn đi thẳng tới phía cô bé chẳng hề có ý đổi hướng.
Chuyện xảy ra tiếp đó làm tất cả sững sờ, chỉ thấy Trương Khắc quỳ một chân xuống trước mặt cô bé, nhặt dây dép rơi trong mưa, quay sang nói với cậu con trai. Trời đang mưa, cô ấy cầm ô, lại mặc váy, không tiện cúi xuống, cậu phải giúp cô ấy chứ. Cậu con trai kia đứng ngây ra, cô bé mặt ửng hồng, xấu hổ định thu chân lại, nhưng như bị trúng điểm huyệt, chiếc ô trong tay ngả sang một bên. Phó Tuấn, Mã Hải Long vội đi nhanh tới, giơ ô che cho cả cô bé và Trương Khắc. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Trương Khắc cẩn thận buộc dép cho cô bé, rồi kiểm tra chiếc dép còn lại, hết sức chăm chú như muốn chắc chắn nó phải đảm bảo cho cô bé chạy nhảy tung tăng 100 năm cũng không bị xuất ra nữa. Xong xuôi y đứng dậy, tự mỉm cười, trong ánh mắt đầy đau thương, rồi quay đi mà không hề có dấu hiệu gì báo trước. Chương 377, Trái tim thiếu nữ. Bốn người Phó Tuấn không cần biết chuyện gì xảy ra, lập tức đi theo cẩn thận che ô cho Trương Khắc, hết sức tận tụy. Đợi Trương Khắc đi xa rồi, cô bé kia mới như tỉnh lại, lẩm bẩm. Người này kỳ lạ thật. Cậu con trai thì cảm thấy bị Trương Khắc làm mất mặt, cố ý bôi xấu y. Chắc là bị ngốc. Cho dù có ngốc cũng thật đáng yêu, anh ấy buộc dép inh mà. Cô bé nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô độc của Trương Khắc, giọng mơ mộng. Địch Đan Thanh nhìn thấy Trương Khắc đi thẳng tới xe, không ngoái đầu lại nhìn một lập nào, chiếc Volvo chậm rãi rãi khởi động, cùng chiếc Ford Passat phóng thẳng đi, chớp mắt đã mất hút trong cơn mưa tầm tạ, cứ như y chờ suốt cả buổi chiều chỉ là để buộc dép cho cô bé bất ngờ xuất hiện kia. Nhớ lại vẻ mặt chăm chú của Trương Khắc khi buộc dép cho cô bé, như nâng niu níu giữ cái gì đó rất quý trọng, đột nhiên trong lòng bị nỗi buồn vô cớ lấp kín, cô cảm thụ được sự mất mát đó, một cảm giác bi thương chảy nhẹ nhẹ trong lòng. Vệ Lan vẫn cứ lặng người ra đó, nhìn theo phương hướng ba chiếc xe biến mất, không biết nghĩ gì. Chủ sự đi rồi, đám lưu manh cũng tản đi hết. Mãi một lúc sau Địch Đan Thanh mới hồi thần lại, bỗng dưng bực bội vì cảm xúc vừa rồi của mình, khẽ mắng. Thần kinh! Chẳng biết là mắng Trương Khắc hay là mắng bản thân. Đúng là phong lưu ngấm vào máu rồi, rảnh rỗi đi buộc dép cho người không quen biết, xì. Địch Đan Thanh nói xong thì phì cười. Cảm xúc vừa rồi mình thực không nên có, thấy Vệ Lan vẫn thất hồn lạc phách ngồi thẫn thờ ở đó. Em không phải động lòng thật rồi đấy chứ. Hừ, loại người này, rõ ràng là đợi em, nhưng khi thấy cô gái xinh đẹp khác là lại, hừ. Á, Vệ Lan giật mình ngồi thẳng dậy, tựa hồ thấy Địch Đan Thanh nói thế mới là hợp lý, cố cãi. Chị Địch, chị chỉ nói lung tung thôi. Trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Địch Đan Thanh chẳng có tâm trạng nào trêu ghẹo Vệ Lan lúc này, nhìn làn mưa mù mịt bên ngoài, cô biết ít nhất có tích tắc mình mơ ước thành cô bé bị tuột quai dép trong mưa kia. Nghĩ thế cười tự chào, mình có còn là cô bé nữa đâu, rõ ràng chỉ là tên nhóc đó phong lưu mà thôi. Khởi động xe cứ đi một lúc mới nhớ ra hỏi Vệ Lan. Em về nhà hay về chỗ chị? Em đã bảo với mẹ buổi tối ở nhà chị rồi. Được vậy chị tới nhà khách một chút. Địch Đan Thanh bẻ tay lái. Tới nhà khách em cứ đợi chị trong xe, không cần xuống đâu. Địch Đan Thanh còn tưởng đám Trương Khắc đã về nhà khách trước rồi, nhưng tới bãi đỗ xe thì lại không thấy xe của đám Trương Khắc ra, cô ta vào văn phòng lấy cặp hồ sơ, ra ngoài thì gặp phải Tần Dụ Cầm. Giám đốc Địch, chị có thấy Vệ Lan đâu không? Công tử của Phó Thị trưởng Trương mời cô ấy đi chơi. Làm tốt việc của cô đi. Địch Đan Thanh cắt ngang lời cô ta, rít nhỏ giáo huấn. Tùy ý chạy tới lầu chính làm gì? Thấy Tần Dụ Cầm muốn lên tiếng giải thích, đưa tay ra chặt lại, bảo cô ta ngậm miệng. Về đúng vị trí của mình. Tần Dụ Cầm rất ủy khuất vâng lời rời đi. Trời vẫn còn mưa, Địch Đan Thanh giơ cặp hồ sơ che đầu chạy ra xe, ném vào ghế sau. Đám Trương Khắc còn chưa về nhà khách. Nhắc tới cậu ta làm gì, em không muốn nghe nói tới cậu ta. Vệ Lan cong môi nói. Địch Đan Thanh thầm nghĩ, ừ. Mình nhắc tới cậu ta làm gì? Rời nhà khách về nhà vốn có hai đường để đi, bất giác cô ta lái xe lên đường Thành Hà, nghĩ có khi Trương Khắc đang ở trên đê. Cô ta không biết tại sao mình lại nghĩ như thế, chắc vì Trương Khắc vừa tới Tân Vu đã vội lên đê, quay đầu sang nhìn Vệ Lan, cô bé này khuôn mặt mang nỗi buồn vô cớ đang rầu rĩ nhìn màn mưa ngoài xe. Xa xa trên bờ đê nhìn thấy ba cỗ xe, Trương Khắc đút tay vào túi quần đứng nhìn ra dòng sông, nhìn bóng lưng của y. Giống toàn thân được khảm vào một bức tranh yên vũ mông lung. Thời gian tựa hồ lắng đọng lại, Địch Đan Thanh giảm bớt tốc độ, từ đường Thành Hà rẽ vào đường Giang Dư, bờ đê xa dần, nhưng tư thế của Trương Khắc không có chút thay đổi nào. Chị Địch,
em cứ về nhà khách trực đêm vậy, gần đây nhà khách cũng thiếu người. Vệ Lan đột ngột nói. Sao đột nhiên không tránh cậu ta nữa? Chị Địch, nếu như chị biết rõ một người rất lăng nhăng, nhưng ở trong mưa giống như cậu ấy tới buộc quai dép cho chị, liệu chị có thu chân về không? Hai. Địch Đan Thanh ngẩn ra chốc lát, lập tức trêu Vệ Lan. Không phải là xa lưới tình rồi chứ? Không đâu. Vệ Lan lắc đầu. Chỉ là đột nhiên em thấy không cần né tránh cậu ta như thế nữa. Địch Đan Thanh chỉ cười, quay đầu xe lại theo đường cũ, xa xa thấy Trương Khác vẫn đứng im ở chỗ cũ. Vệ Lan tới quầy phục vụ, Tần Dụ Cầm vừa thay xong y phục, gọi. Vệ Lan, cả ngày nay cô chạy đi đâu thế, tôi gọi điện thoại cho cô mấy lần mà không được. Vừa rồi gặp giám đốc Địch, hỏi cô đi đâu, vô duyên vô cớ bị mắng ột chập. Tôi không về nhà, cô tìm tôi có việc gì? Trương Khác hẹn chúng ta đi chơi tối, tôi đồng ý thay cô rồi. Tìm cô nửa ngày trời, có điều cả chiều cũng không biết Trương Khác đi đâu, tới giờ vẫn chưa về, không phải chỉ là trêu đùa những cô gái nghèo như chúng ta đấy chứ. Tần Dụ Cầm cắn môi lo lắng hỏi. Cô nói thử xem. Vệ Lan cười. Tần Dụ Cầm đợi tới tận 9 giờ tối vẫn không thấy Trương Khác về mới thất vọng rời đi, lúc đi còn oán trách. Thật đúng là, tự nói ra rồi tùy tiện bỏ quên người ta. Đúng là chẳng coi đám con gái nghèo chúng ta vào đâu, gọi một cú điện thoại cũng tốt mà, đâu phải không biết điện thoại nhà khách. Vệ Lan chỉ cười không nói. Phục vụ viên trực đêm có thể vào phòng nghỉ ngơi, phía bắc nhà khách có 2 tầng lầu đều chuẩn bị cho vị khách có thân phận như Trương Chi Hành. Buổi tối nếu có người vào ở chỉ an bài ở nhà chính, thường thị không kinh động tới trong này. Nhưng Vệ Lan lại nghiêm túc đứng trực ở quầy phục vụ cả đêm, ngoài vẫn cứ mưa suốt, nước mưa tí tách không ngừng. Cho tới tận 6 giờ sáng, mặt trời đã tỏa nắng khắp thành phố đám Trương Khác mới trở về, toàn thân từ trên xuống dưới ướt sũng, tim Vệ Lan nhói một cái, chẳng lẽ đứng trên đê suốt cả đêm sao? Trương Khác nhìn cô một cái rồi lặng lẽ đi lên lầu. Vệ Lan do dự không biết có nên mang nước nóng lên hỏi thăm một chút không thì Phó Tuấn đi xuống nói với cô. Pha hộ chúng tôi một ấm trà gừng mang lên được không? Vệ Lan mau mắn gật đầu. Vâng, tôi mang lên ngay. Người Phó Tuấn cũng đã ướt hết, đứng trong mưa gió cuồng loạn trên đê như thế, ô che thế nào cũng vô dụng. Vệ Lan vội vàng chạy tới nhà bếp thái gừng, lại kiếm chút đường đỏ mang lên, nhưng không thấy Trương Khác, Phó Tuấn nhận lấy trà gừng nói một tiếng cảm ơn rồi để cô xuống lầu. Sáng sớm giao giao ban, Địch Đan Thanh đi vào quan sát Vệ Lan rồi hỏi. Sao trông em tiều tụy thế, em đứng đây cả đêm đấy à? Vâng. Vệ Lan gật đầu, mỏi mệt chẳng muốn nói nhiều. Cậu ta mấy giờ về? Địch Đan Thanh đoán ngay ra. 6 giờ sáng ạ, toàn thân ướt hết, chắc đứng trên đê cả đêm, hiện đang ngủ trong phòng. Vì sao? Câu này từ hôm qua cho tới giờ vang lên trong đầu Địch Đan Thanh không biết bao lần, lấy một chiếc chìa khóa đưa cho Vệ Lan. Em tới phòng chị tắm rửa rồi ngủ đi, thiếu ngủ là kẻ thù của phụ nữ đấy. Địch Đan Thanh chuẩn bị một gian phòng riêng ỉnh ở nhà khách, đó là đặc quyền cô đáng có. Vâng. Vệ Lan cầm lấy chìa khóa của Địch Đan Thanh về phòng tắm nước nóng, chui vào chăn ngủ say sưa, tới tận trưa Địch Đan Thanh gõ cửa mới tỉnh lại. Con bé chết tiệt này này, trần truồng ngủ như thế không sợ có tên đàn ông nào lén lút mò vào phòng à. Chương 378, danh chấn Tân Vu. Chị Địch có phải là đàn ông đâu? Vệ Lan cười khúc khích. Dáng vẻ em thế này ngay cả nữ nhân cũng động lòng đấy. Địch Đan Thanh nhìn Vệ Lan quấn chăn bọc lấy người. Da thịt lộ ra ngoài làm xương ghen tuyết thẹn, dưới mái tóc rối xóa tung là đôi mắt mơ màng ngáy ngủ, môi hồng hơi chề ra, thần thái uể oải nũng nịu đó không ai có thể kháng cự nổi. Đưa tay vào trong chăn, vuốt ve da thịt non mềm bóng láng của Vệ Lan, sờ từ lưng cho tới mông, không thấy vướng víu gì. Con bé chết tiệt này, sao không mặc gì hết, thèm nam nhân rồi phải không? Chị Địch. Vệ Lan bị Địch Đan Thanh sờ tới ngứa ngáy, chịu không nổi người vặn vẹo như rắn. Chị mới thèm nam nhân ấy. Ôi, chị, đừng cho tay vào đó. Vệ Lan kẹp chăn hai chân lăn lên giường, chăn bị rơi ra, trắng trẻo như con dê non, hai bầu ngực không to nhưng xinh xắn vừa vặn, núm vú hồng rung rinh, còn vùng thánh địa đào viên rậm rạp cỏ thơm, cánh mũi phập phồng, mặt hông nóng rực bại lộ cơ thể mẫn cảm. Còn chối nữa thôi, chị mới sờ mấy cái mà không chịu nổi rồi. Địch Đan Thanh cười ngồi xuống giường, tay trèo lên ngực. Nắn nhẹ hai quả đào mơn mởn, chắc nịch. Có muốn biết anh chàng em nhung nhớ hôm qua oai phong thế nào không?
chỉ toàn nói lung tung, ai nhung nhớ cậu ta. Vệ Lan xấu hổ, cơ thể không chịu nổi bàn tay điêu luyện của Địch Đan Thanh, ké chăn bọc lấy người. Miệng nói, có gì mà oai phong chứ, em không muốn nghe. Không muốn nghe, vậy thì chị không nói nữa. Không nói thì thôi, chị ra ngoài đi, đừng phá quấy giấc ngủ của em. Vệ Lan hờn dỗi quay người đi. Địch Đan Thanh nhìn thấy Vệ Lan như thế thầm thở dài, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Em gái ơi đừng có ngốc, ở trong mắt nam nhân như thế, chúng ta nhiều lắm chỉ là món đồ chơi xinh đẹp mà thôi, đừng để bản thân lún vào. Qua ngày hôm qua, chuyện của cậu ta đã truyền khắp Tân Vu rồi, nghe nói ở Hải Châu cậu ta có một cô bạn gái mà gia trưởng của hai bên đều đã thừa nhận, còn là thiên kim đại tiểu thư nhà thị trường. Các cô gái xinh đẹp vây quanh cậu ta chẳng phải chỉ có một hai người, ở Hải Châu cậu ta nổi danh ngông cuồng. Thế thì sao ạ? Vệ Lan quay người lại, chăn tuộc xuống để lộ bờ vai thon nhỏ, ánh mắt linh động nhìn Địch Vệ Lan. Em chỉ biết cậu ta là khách của nhà khách, còn em là phục vụ viên ở nơi này, lún vào hay không lún vào gì chứ? Chị Địch, chị thật nhàm chán. Vệ Lan ngồi bật dậy. Á, có khi cậu ta sắp tỉnh rồi, nói không chừng bụng đói meo mà không tìm được ai. Rồi ôm quần áo chạy vội vào phòng vệ sinh, lúc đi ra thấy Địch Đan Thanh nằm trên giường, dù là nằm bầu vú vẫn nhô cao ngạo nghễ, làm Vệ Lan cơ thể còn chưa phát triển hết rất hâm mộ, tinh nghịch đưa hai tay ra bóp trả thù. Chị Địch, hai thư này của chị thật lớn, lúc mệt có gác nó lên bàn nghỉ không? Cái con lẳng lơ này, mau đi đi. Địch Đan Thanh cười mắng. Chị Địch, giọng Vệ Lan đột nhiên nhỏ xuống. Ừ, chị có tin Trương Khác là loại người như vậy không? Cứ như từ cõi chết trở về, Trương Khác từ trong nước thò đầu ra, há miệng thở hồng hộc, mặc dù toàn thân có cảm giác sức cùng lực kiệt, chỉ muốn nằm mãi, nhưng phải phấn chấn trở lại, còn quá nhiều việc phải làm, Trương Khác dùng cách này kích thích tinh thần của bản thân. Từ bồn tắm đứng dậy, đi ra soi gương, thấy mình chỉ trong một đêm không ngờ lại gầy đi, Trương Khác lắc mạnh đầu, lau khô tóc, mặc y phục, hít sâu một hơi, cảnh cáo bản thân, đã nhìn thấy cô ấy rồi, phải trở về cuộc sống của mình thôi. Đẩy cửa ra, đám Phó Tuấn, Mã Hải Long vẫn cẩn thận gác bên ngoài, Trương Khắc cười khổ, một số chuyện vĩnh viễn không giải thích được, bình thản nói. Thi thoảng có chút cảm xúc thôi, mọi người không ngạc nhiên chứ. Không đâu. Phó Tuấn cười thật thà. Tôi còn thấy thường ngày khác thiếu gia hơi thiếu cảm xúc ấy chứ. Trương Khắc miệng nhếch, nhưng không cười nổi. Tôi đói rồi, xem nhà khách lúc này có làm được món gì ăn không. Thấy Trương Khác khôi phục lại vẻ bình thường, đám Phó Tuấn rút lui khỏi phòng, xuống tìm phục vụ viên chuẩn bị thức ăn. Trương Khác ngồi trong phòng khách nhỏ xem tin tức, TV đang đưa tin thành ủy Tân Vu đang chuẩn bị cuộc họp toàn thể mở rộng, nghĩ, Tân Vu chăm họp thật. Có các cuộc họp thế này cũng tiên cho cha làm quen với quan viên lớn nhỏ ở Tân Vu. Cửa phòng mở ra, Trương Khác quay đầu lại, thấy Địch Đan Thanh và Vệ Lan cầm những hộp nhựa đựng thức ăn vào. Trương Khác ngạc nhiên. Còn tưởng ở đây không gặp được hai tiểu thư nữa, ai, chuyện này sao dám làm phiền đại giá của các tiểu thư chứ? Bí thư Giang đích thân dặn chúng tôi phải chiếu cố thật tốt cho cuộc sống của cậu, chúng tôi làm sao dám sơ suất? Địch Đan Thanh nhoẻn miệng cười duyên, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trương Khác, mở từng chiếc hộp ra đặt trên bàn. Khác thiếu gia ăn tạm chút này đã, tôi bảo nhà bếp chuẩn bị vài món nóng hổi rồi, sẽ mang lên ngay. Nào nào, tự kiếm ghế mà ngồi đi. Trương Khác gọi đám Phó Tuấn. Có thịt heo là tốt lắm rồi, không cần nữa đâu. Mấy người bọn họ đói tới hoa cả mắt rồi, ăn như sói tạp hổ vồ, chớp mắt một cái mấy hộp cơm đã chui hết vào bụng mà mới chỉ lưng lừng. Địch Đan Thanh định gọi điện phía dưới chuẩn bị thêm thức ăn, Trương Khác ngăn lại. Đủ rồi, thêm nữa nó nứt bụng đấy. Các anh ai chưa đủ no thì uống thêm chút nước lót dạ, bụng để tới tối ăn tiệc lớn. Trương Khác xoa bụng. Thấy thái độ của Địch Đan Thanh hơi khác hôm qua, hỏi. Chị Địch biết hôm qua xảy ra chuyện gì rồi à? Địch Đan Thanh tất nhiên không thừa nhận mình và Vệ Lan có mặt ở hiện trường, cười duyên nói. Khác thiếu gia danh chấn Tân Vu, tin tức lan đi từ tối qua rồi, chỗ tôi không phải là mức lạc hậu chậm chạp, sao mà không nghe thấy chứ? Vậy chị Địch có biết đối phương là ai không? Trương Khác nhìn chăm chú vào mắt Địch Đan Thanh, cô gái này đôi mắt mang theo vài phần lả lơi. Lúc nào cũng sóng sánh nước, một đôi mắt đẹp và cám dỗ quá mức. Gây ra động tĩnh lớn như thế tôi thật không ngờ. Đúng là lớn thật, kinh động tới nửa số lưu manh ở Tân Vu cơ mà. Thấy Trương Khác nhìn mình, Địch Đan Thanh càng tỏ ra phóng túng.
vậy mà chẳng một ai dám động tới một sợi tóc của Khác thiếu gia thật oai phong. Trương Khác hơi cau mày, giọng điệu giang hồ của Địch Đan Thanh quá nồng, làm lời của cô ta nghe chẳng dễ chịu chút nào, nhưng cô ta trẻ như vậy đã leo lên được vị trí này, thế nào cũng phải có thủ đoạn hơn người, tin tức cũng linh thông, nếu cô ta tiết lộ một chút thì quá tốt, nên bình tĩnh ra hiệu cho cô ta nói tiếp. Địch Đan Thanh thu ánh mắt biểu lộ hơi thái quá lại. Chuyện ầm ĩ như thế, chắc thị trưởng Trương biết rồi chứ. Ba tôi à, có thể biết có thể không? Vẻ mặt Trương Khác không biểu lộ gì mấy, y không muốn để cô gái thông minh này nhìn ra quá nhiều tin tức. Địch Đan Thanh tất nhiên muốn biết thái độ của Trương Chi Hành với việc ngày hôm qua, chuyện mặc dù không dùm beng lên, nhưng hơn trăm tên lưu manh tập trung lại uy hiếp con trai phó thị trưởng mới nhậm chức, đây là sự kiện cực đoan vô cùng ác liệt. Lưu Bân hôm qua biết được tin tức, như gặp đại hỏa, cuống cuồng từ Thiên Vân Sơn chạy về, tới tiểu khu Tân Áp thì kịch hay đã tàn, cả người và xe Trương Khác không biết đã đi đâu, ông ta mà biết quan viên chính phủ mà nổi điên lên, là lấy thủ đoạn nhân dân chuyên chính ra cho người khốn đốn. Xã hội đen à, có cả trăm tên cũng chỉ là tờ giấy lột, trừ khi anh có quan hệ mạnh với chính quyền, không may nghe nói vị phó thị trưởng mới tới lai lịch bất phàm, lại nghe người dưới kể lại biểu hiện của Trương Khác hôm qua. Đó tuyệt đối là người từng trải rồi, ông ta sao chẳng sợ hết hồn. Chương 379, mượn thế lập uy. Lưu Bân chỉ sợ đột nhiên từ ngoài thành phố có mấy trăm cảnh sát vũ trang tiến vào, tiến đả kích xã hội đen lập lại trật tự, ông ta ngay trước mặt đám đông tát cho thằng con tóc vàng rơi cả răng. Theo người chứng kiến kể lại, tuyệt đối ra tay còn tàn nhẫn hơn Trương Khác chiều hôm qua. Đương nhiên thôi, làm cho người ngoài xem mà, ông ta hy vọng nó truyền tới tai Trương Khác. Lưu Bân còn ngay trong đêm đưa con trai khỏi Tân Vu, dù sao ông ta vẫn thương con. Địch Đan Thanh nghĩ chắc giờ này tên tóc vàng đã lên máy bay về Úc rồi. Ngoài ra Lưu Bân còn liên hệ với đám đại ca tham gia chuyện hôm qua trốn ra ngoài, vì hôm qua Địch Đan Thanh có mặt, mà Trương Khác lại ở trong nhà khách, nên Lưu Bân hy vọng cô ta ra tay hòa giải. Địch Đan Thanh thấy buồn cười, Lưu Bân sai người đi tìm Trương Khác cả đêm, không biết y đứng trên đê cả đêm. Nhìn Trương Khác ăn ngấu nghiến. Địch Đan Thanh thực sự hoài nghi y có độc ác như vậy không? Liệu Lưu Bân có quá mẫn cảm không? Nhưng bất kể thế nào Trương Khác nổi danh ở Tân Vu chỉ trong một đêm, chưa nói bạch đạo, hắc đạo thì không còn ai là không biết nữa. Địch Đan Thanh nghĩ hôm qua Trương Khác chẳng tổn thất gì, chắc không oán hận. Có điều La Văn thì khó nói, có cơ hội tốt như vậy mà không làm được gì. La Văn là kẻ dù chỉ một chút oán hận cũng sẽ làm kẻ thù tan nhà nát cửa. Sự khác thường của Trương Khác hôm qua. Bất kỳ cô gái có trái tim mẫn cảm nào cũng xúc động, cho dù không biết nguyên nhân, Địch Đan Thanh nghĩ mình sẽ mãi mãi không quên được cảnh Trương Khác mím môi đứng trong mưa. Chỉ là hiện giờ Trương Khác khôi phục lại bình thường, trả lời rất lấp lửng, làm cô không đoán ra được thái độ của y với sự kiện này, rốt cuộc trong lòng y có oán hận không, hay chỉ coi đây như việc vụn vặt trong cuộc sống. Bọn chúng là ai? Trương Khác thấy Địch Đan Thanh hơi mất tập trung, hỏi thẳng thừng. Hơn trăm tên lưu manh quây khắp phố, tính chất rất nghiêm trọng. Không nghiêm trọng thế đâu, chẳng phải hỗ trợ uy phong cho Khác thiếu gia sao? Địch Đan Thanh cố nói thật hời hợt. Là Lưu Hân, con trai Lưu Bân tổng giám đốc City Mậu Dịch Đại Hưng. Đại Hưng có chút ảnh hưởng ở khu phía đông, hôm qua Lưu Bân lên núi thắp hương. Ai lão đó người thối hoắc mùi tiền, không sợ làm hòa thượng trong chùa thối theo sao hi hi. Lưu Hân cũng bị cậu trị cho thảm. Cho nên mới mượn danh nghĩa ba hắn gọi vài người tới, đa phần chỉ là xem náo nhiệt thôi mà. Nghe qua có vẻ giống doanh nghiệp chân chính quá nhỉ. Trương Khác nhếch méo cười. Tôi rất muốn gặp những nhà doanh nghiệp đương địa của Tân Vu. Mặc dù Trương Khác cười, Địch Đan Thanh không cảm nhận được chút ý cười nào của y, khác hẳn với vẻ rửng rưng hời hợt mấy hôm trước, lúc này y như thanh kiếm sắc đã rời vỏ, làm người ta nhìn mà sợ, đành cười gượng nói. Cậu có ý này thì hay quá. Giám đốc Lưu cũng muốn mời cậu một bữa. Lưu Bân thông qua cô mời tôi à? Trương Khác hơi ngạc nhiên, y đương nhiên không tin Lưu Bân là doanh nhân đàng hoàng, mà không ngờ Địch Đan Thanh là nhân vật qua lại với cả hắc bạch đạo. Ông ta biết tôi ở đây nhanh đấy nhỉ, không gặp. Địch Đan Thanh không nghĩ Trương Khác trở mặt nhanh như thế, lúng túng ngồi đó thấy Trương Khác mặt nghiêm lại, có một số câu không thoát ra khỏi miệng được, thấy vệ lan dọn dẹp hộp thức ăn xong, không còn lý do ở lại nữa. Hỏi Trương Khác tối muốn ăn gì, cô bảo nhà khách chuẩn bị. Trương Khác lắc đầu. Chúng tôi sẽ đi ra ngoài ăn. Đợi hai cô gái đi rồi, Trương Khác cười nhạt. Cô ta còn tưởng tôi muốn kết giao với đám long xà ở Tân Vu để kiếm chắc cơ đấy,
anh Hứa hai ngày qua có tiến triển gì không? Xưởng gốm của Hứa Thụy Bình có chút quan hệ nghiệp vụ với đơn vị ở Tân Vu, để hắn đi nghe ngóng tin tức là thích hợp nhất. Chuyện trên đê chưa có tiến triển gì, có điều Lưu Bân không phải kẻ đơn giản, có thể nói là tay trùm che nửa bầu trời Hải Châu, trừ công ty mậu dịch mà cô ta nói ra. Lão ta còn có một khu giải trí hoàng hậu ở phía đông thành phố, nghe nói người có tiền ở Tân Vu đều thích tới đó tiêu khiển. Nói vậy tối nay chúng ta có chỗ dừng chân rồi. Trương Khắc gật gù cười rất thần bí. Vệ Lan cầm hộp thức ăn theo Địch Đan Thanh ra ngoài, hỏi nhỏ. Chị Địch, chị bảo cậu ấy oai phong là chuyện đó à? Con bé chết toi nói không muốn nghe cơ mà. Địch Đan Thanh nhéo hông cô. Bân lão đại muốn cúi đầu trước y không thèm để ý, còn chưa đủ oai phong à? Đường vào tòa nhà chính đối diện với phía nắng chiều chiếu xuống, Vệ Lan ngồi chống cằm lên quầy phục vụ ngắm nhìn ngắm ánh dáng chiều đỏ rực bên ngoài cửa kính. Cậu ta chưa xuống à? Địch Đan Thanh đẩy cửa đi vào, đôi mày mang lo âu cố dồn nén, khuôn mặt quyến rũ không còn chút vẻ lả lơi thường thấy. Dạ, cậu ta và Phó Tuấn chưa hề xuống lầu, còn ba người kia thì đi tới giờ chưa về. Vệ Lan mặc dù không phải thiếu nữ ngây thơ như một trang giấy trắng, nhưng là cô gái có khuynh hướng tin vào trực giác của mình, cho nên không thấy sự việc nghiêm trọng lắm. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy ạ? Vệ Lan buổi chiều ở lại nhà khách trực ban, Trương Khác ở lì trên phòng. Nhưng người bên cạnh y thì ra vào liên tục, hình như đang mưu tính chuyện gì đó. Địch Đan Thanh càng thêm lo lắng. Sở công an tỉnh gọi điện hỏi cục công an thành phố chuyện xảy ra hôm qua, vậy mà phó thị trưởng Trương làm như không hề có chuyện gì cả, em nói xem đã xảy ra chuyện gì. Địch Đan Thanh đi tới sau quầy phục vụ kéo ghế ngồi xuống. Còn có người nói nhìn thấy có hai chiếc xe Santana mang biển Hải Châu đi vào thành phố, người trong xe mặc đồng phục cảnh sát. Xem ra cậu ta không hề có ý để Tân Vu giải quyết chuyện này, ngay cả một cơ hội tìm người nói đỡ cũng không có, bên ngoài bão tố sắp ập tới, còn nơi này chẳng có động tĩnh gì. Đâu thể nói là có liên quan tới cậu ấy chứ. Vệ Lan cảm thấy người ngoài kia có phải hơi quá khẩn trương rồi không? Hay, con ngốc này. Địch Đan Thanh bực dọc nói. Những chuyện đằng sau biết nói thế nào với em đây, Bân lão đại mặc dù chẳng phải tử tế gì. Nhưng so với đám khốn nạn Long Hoa thì tốt hơn một chút, Trương Khác muốn trừng trị Bân lão đại, chẳng phải là làm đám Long Hoa sung sướng sao? Tần Dụ Cầm và một cô gái khác nắm tay nhau nói cười đi vào, bọn họ tới thay ca, thấy Địch Đan Thanh ngồi sau quầy phục vụ mặt nghiêm tới phát sợ, khẩn trương nhìn đồng hồ treo trên tường, may là chưa đi muộn, rụt rè chào. Chào giám đốc Địch, ở đây có người chết à? Nhìn thấy tôi còn không cười, có phải thấy khách càng sưng mặt lên không? Địch Đan Thanh nghĩ Tần Dụ Cầm tiết lộ địa chỉ của Vệ Lan cho Trương Khác, khống chế không được thuộc hạ là chuyện cô ta kỵ húy nhất, dù Tần Dụ Cầm có tỏ ra ngoan ngoãn ra sao, nhưng cứ có cơ hội là cô ta mắng chửi, nếu không thì không sao hả giận được. Tần Dụ Cầm không biết đắc tội với Địch Đan Thanh ở chỗ nào, không dám giải thích, muốn nặn ra nụ cười, nhưng mắt trực khóc. Chị Địch oai phong thật đấy. Địch Đan Thanh còn muốn mắng vài câu nữa cho hả đột nhiên thấy Phó Tuấn và Trương Khác từ góc rẽ cầu thang đi ra. Vừa rồi không hề nghe thấy tiếng bước chân, chẳng lẽ họ đã đứng ở cầu thang lâu rồi. Địch Đan Thanh kinh hãi, buổi trưa cô ta nói chuyện với Trương Khác có ý đỡ cho Bân lão đại, vừa rồi nói chuyện với Vệ Lan cũng thiên vị cho ông ta, nhất là vừa tới đã hỏi hành tung của đám Trương Khác, nếu mà y hiểu lầm Vệ Lan ở đây giám thị mình thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng là Địch Đan Thanh vừa vào thì Trương Khác và Phó Tuấn cũng vừa xuống, nghe cô ta hỏi hành tung của mình, liền đứng lại nghe trộm. Không ngờ quan hệ giữa Địch Đan Thanh và Lưu Bân không hề đơn giản, những tin tức nhạy cảm cô ta đều biết kịp thời, đến lúc Tần Dụ Cầm đi vào bị quát, Trương Khác không nấp nữa, đi thẳng ra. Chương 380, đi gây sự. Địch Đan Thanh gặp qua vô số người, luồn lách trơn tru giữa các thế lực, vậy mà đối diện với Trương Khác lại có cảm giác trói chân trói tay không làm được gì, đại khái là với tính cách hoàn khố của y không có biện pháp đặc trị. Thấy Trương Khác đột ngột đứng ra nói cho Tần Dụ Cầm, cười điệu đà. Làm Khác thiếu gia chê cười, tôi nghiêm khắc với bọn chúng một chút chẳng phải để cậu ở đây được thêm thoải mái sao? Trương Khác không thèm trả lời cô ta, đi tới ngoài cửa mới nói. Buổi tối tôi chuẩn bị đi chơi, đã hẹn Tiểu Tần làm dẫn đường, vừa khéo chị Địch ở đây, tôi xin phép chị cho cô ấy nghỉ. Địch Đan Thanh đang lấy làm lạ vì Trương Khác không bám lấy Vệ Lan nữa, thì nghe y nói. Tiểu Tần, 9 giờ tối tôi bảo người đón cô tới KTV Hoàng hậu nhé. Trương Khác ném lại câu này rồi bỏ đi, không thèm đợi Địch Thanh đồng ý.
người này thật là, hôm qua hẹn rõ ràng rồi mà không xuất hiện, hôm nay không biết có cho người ta leo cây nữa không. Tần Dụ Cẩm vừa mừng vừa dỗi, khuôn mặt rạng rỡ cười, nhưng cúi đầu không dám nhìn Địch Đan Thanh, song không khỏi đắc ý nhìn về phía Địch Đan Thanh và Vệ Lan. Trương Khác đứng ra chống lưng cho cô chưa tính, lại còn mời đi chơi ngay trước mặt bọn họ, làm Tần Dụ Cẩm vui khỏi phải nói, chỉ trách Hy không đưa mình đi ngay còn phải đợi tới tối. Hộp đêm Hoàng hậu là khu giải trí xa hoa nhất lớn nhất Tân Vu, Địch Đan Thanh nghe thế thì biết Trương Khác không bước chân khỏi cửa, nhưng đã làm rõ thông tin về Lưu Bân rồi, không đưa Vệ Lan đi cùng, chắc là hoài nghi bọn họ có quan hệ với Lưu Bân, đó là điều cô ta sợ nhất, dù cô ta không hiểu mấy về Trương Khác, nhưng biết với một hoàn khố mà nói, ghét nhất là bị người ta ngầm kiểm soát sau lưng. Địch Đan Thanh chẳng buồn giáo huấn Tần Dụ Cầm nữa, tránh cô ta đặt điều trước mặt Trương Khác thì quan hệ với y càng thêm căng thẳng. Phẩy tay bảo Tần Dụ Cẩm và cô gái còn lại. Thay đồng phục làm việc đi, trước gì giờ cô vẫn phải trực đấy. Rồi cầm điện thoại trên quầy quay số. Bân lão đại, không phải bà cô đây không nói giúp ông, mà tính khí của đám thái tử gia này, đám phụ nữ chúng tôi không thấu được. Trương Khác 9 giờ sẽ tới Hoàng hậu, ông tự xem lấy mà làm. Trương Khác muốn tới địa bàn của Bân lão đại gây sự sao chị? Vệ Lan lo lắng hỏi. Ai mà biết được? Địch Đan Thanh cúp điện thoại. Không chịu nhận lời mời của người ta lại dẫn người tới địa bàn của người ta. Thôi đi, chuyện này vốn chẳng dính líu tới chúng ta, đừng quan tâm nữa, em hết giờ rồi, về đi. Nội thành Tân Vu đa phần là nhà lầu 4-5 tầng, rất ít có tòa nhà cao tầng mang sắc thái hiện đại hóa, có điều ở phía đông có một tòa nhà cao hơn 20 tầng, tường ốp kính, sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Đó là kiến trúc khá bắt mắt ở Tân Vu, City Đại Hưng và KTV Hoàng hậu của Lưu Bân đều đặt ở đây. Tầng 20 tòa nhà, có một nam nhân trung niên cười tầm thước đứng ở trước cửa sổ, mày nhìn chặt nhìn dòng xe qua lại phía dưới, phảng phất trong lòng gánh áp lực vô hình cực lớn. Ông ta chính là Lưu Bân. Một nam nhân tuổi cao hơn một chút đẩy cửa vào, đó là Đào Kiến, anh rể Lưu Bân. Trưởng ban dịch gọi điện tới, nói phó thị trưởng Trương làm như không có chuyện gì xảy ra. Ông ta không dễ nói chuyện chút nào. Còn bên Hải Châu chưa liên lạc được. Lưu Bân thở dài. Em biết rồi, anh liên lạc thêm với phía Hải Châu đi, dù sao Trương Chi Hành sinh ra lớn lên ở đó, nói không chừng kiếm được người trung gian điều giải. Có điều xem chừng lần này phía bọn họ bày thế rất lớn, hay là ông ta muốn lấy chúng ta ra khai đao lập uy? Rất có khả năng. Lưu Bân thở dài cực kỳ lo lắng. Trương Chi Hành mới tới Tân Vu, không có cơ sở gì. Ông ta trực tiếp ra mặt gây áp lực đã dễ giải quyết, nhưng mà giờ vòng qua thành phố, trực tiếp dùng tới quan hệ ở sở công an tỉnh, đám quan viên này, đen tối hơn chúng ta nhiều, ăn thịt người không nhả xương. À, vừa rồi Đan Thanh gọi điện, nói Trương Khác tối sẽ dẫn người tới Hoàng hậu, anh bảo người dưới lờ đi, mặc cho y đập phá. Đào Kiến gật đầu. Anh sẽ đích thân tới tọa trấn, bảo mọi người thu lại máu nóng. Tiểu Hân tới Úc rồi chứ? Lưu Bân lắc đầu. Đụng vào ai không đụng, lại đụng vào tên sát tinh này, không phải em trách em gái anh, nhưng anh xem cô ấy chiều Tiểu Hân thành dạng gì rồi, không biết trời cao đất dày, tưởng Tân Vu này to lắm à? Sao không đi chọc vào con trai La Quy Nguyên ấy? Đào Kiến cố nói đỡ cho cháu. Chuyện này không trách Tiểu Hân được, là tên tiểu sát tinh kia ra tay trước mà. Đừng tưởng là em không biết gì hết, nếu em có mặt ở hiện trường, cũng đá cho nó lăn ra đất. Chuyện này qua rồi, anh nói với em gái anh. Bảo cô ấy về đi, không cần ở lại đó hầu hạ thằng tiểu tổ tông đó nữa, phí sinh hoạt cũng khống chế nghiêm cho em, cho nó ở ngoài chịu chút khổ cực mài giũa tính khí đi. Du học cái chó gì, một câu ngoại ngữ cũng không nói được. Lưu Bân càng nói càng sôi máu. Dưới lầu, chiếc Volvo xám bạc chậm chậm đi qua, Trương Khác ngồi trong xe, nhìn ngắm cảnh trí xa hoa ngoài KTV Hoàng hậu. Đáng tiếc Lưu Bân không khôn khéo bằng Trương Nhi Lập của Long Hoa. Có vẻ công trình bao thầu ở Tân Vu này chẳng có cái nào ra hồn. Y đang cùng Phó Tuấn về nhà mới ăn cơm. Trương Khác về nhà ăn cơm, bị tóm làm cu li quét dọn vệ sinh, gần tới 9 giờ mới lên xe tới hộp đêm Hoàng hậu. Xe tới đầu đường hộp đêm Hoàng hậu chờ đợi chốc lát, mặc dù kinh tế Tân Vu chẳng ra sao, nhưng bên cạnh Hoàng hậu có mấy quán cà phê cấp bậc không tệ. Trương Khác ngồi đó đợi một lúc, Mã Hải Long lái xe đưa Tần Dụ Cầm tới. Tần Dụ Cầm giày công trang điểm. Mặc dù chưa thể coi là tuyệt mỹ, nhưng khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng yểu điệu là lướt, đi giày cao gót, tất lụa màu da, chiếc váy bò dài chưa tới gối, áo phong ngắn tay ôm vừa cơ thể, khiến hạng son phấn dung tục có thể so bì,
nói chung là một cô gái mà nam nhân dân ra ngoài không phải mất mặt, nhìn ra được cô ta không phải tới chỗ này một hai lần. Nhìn từ bên ngoài hộp đêm hoàng hậu chiếm 3 tầng đầu của tòa nhà, có sàn nhảy, quán bar, phòng karaoke. Có thể coi là khu giải trí cỡ lớn rồi, mặc dù kinh tế Tân Vu xếp gần bét toàn tỉnh, nhưng người có tiền ở Tân Vu hưởng thụ chẳng hề kém các nơi khác. Nhân viên tiếp tân tươi cười mở cửa cho khách, cửa vào sàn nhảy mở toan, bên trái có cầu thang lên lầu, Trương Khắc đứng ngoài cửa, lạnh nhạt nhìn thế giới đèn màu xanh đỏ trong ngoài, có thể nhìn thấy cột sắt bên trong cùng, các cô gái mặc váy da thú lộ cặp chân trắng miên man, người thường đi qua đây không nhịn được muốn vào trong nhìn ngó. Trương Khắc đứng ở cửa một lúc, chẳng nói có vào hay không, tiếp tân mặc dù cổ tay nhìn rõ hình xăm, nhưng cung kính khom lưng giữ cửa đợi Trương Khắc, trên mặt không có vẻ gì là sốt ruột. Nhưng cô gái đi sau lưng bọn họ thì khó chịu nói. Có vào hay không vậy, chặn ở cửa như bia mộ vậy. Trương Khắc quay đầu lại nhìn một cái, cô gái này mồm miệng chanh chua nhưng trông rất được, miệng mím chặt tựa hồ rất bất mãn vì đám Trương Khắc chặn cửa. Vốn bọn họ tới đây là để gây sự, có người phát ra lời đụng chạm như thế, phải vung tay đánh luôn rồi, nhưng đối phương là cô gái dung mạo ngọt ngào như thế, Trương Khắc không nỡ ra tay, tránh sang một bên nhường cô ta vào trước. Hừ, cô gái đó chun mũi hướng về phía Trương Khắc, nhẹ nhàng bước lên bậc thềm, cô ta mặc áo lộ lưng, da rẻ vô cùng sáng bóng, mặc dù chỉ mới 18, 19 tuổi, bóng lưng hết sức gợi cảm, eo nhỏ nhắn, hai cặp mông đong đưa qua lại, chiếc váy ngắn chỉ qua mông một chút, lộ ra cặp đùi mê người. Trương Khắc chép miệng, nếu hộp đêm hoàng hậu có 2-3 cô gái cấp bậc thế này thôi, thì không muốn đông khách cũng không được. Chương 383, tới trước ăn trước. La Văn cúi đầu nói với tên bạn. Nhìn thấy chưa, tên ngông cuồng đó là con trai phó thị trưởng mới tới, hiện đang ở nhà khách chính phủ. Biết rồi, có điều giờ mới được lĩnh giáo sự ngông cuồng của y, mọi người là người đồng đạo, phải giữ thể diện cho nhau, cướp bạn gái của người ta thành thứ chó má gì. Tên bạn La Văn tuổi chừng 20, để đầu đinh cười nhạo La Văn. Chẳng trách anh có thời gian tới đây chơi với tôi, con bé nhà khách anh nhìn chúng bị y cướp mất rồi chứ gì. Con mắt tí hí của La Văn càng thêm tăm tối, nhìn Tần Dụ Cầm đứng trong phòng bao, khuôn mặt xinh xắn đầy ủy khuất, chắc cũng cảm thấy mất mặt lắm. Tôi cũng thích cô ta, cậu bảo phải làm sao đây? Trương Khắc nắm tóc Thái Quân nhấc lên, vỗ vỗ má hắn. Hay là cho cậu nửa tiếng suy nghĩ? Tao nhường mày con đó đấy. Thái Quân không còn gan động thủ nữa, cắn răng nói. Phu, mày phải biết tôn trọng cô ấy chứ, sao nói nhường là nhường ngay được? Trương Khắc đẩy hắn ngã chỏng gọng. Phải biết tôn trọng con gái, đừng có vừa vào phòng đã muốn lột sạch người ta cắn lung tung, nếu cô ấy đồng ý theo cậu thì tôi cũng không cản, đồ bị đập phá ở đây tôi bồi thường. Đương nhiên, phải xem ông chủ ở đây có dám lấy tiền của tôi đã. Còn nếu cô ấy muốn theo tôi, thì đám các cậu cúp đuôi ngoan ngoãn về trường đi. Kiến nghị này của tôi thế nào? Thái Quân ngớ ra, không ngờ Trương Khắc tuy ngang ngược nhưng rất biết cách chơi, nhưng không dám tin y nói thật. Trương Khắc đứng dậy, đi tới bên cô gái, áp sát vào cơ thể mềm mại của cô ta, giữ cô ta đứng vững, hỏi. Chọn tôi hay cậu ta? Tránh ra. Cô gái cau mày đẩy Trương Khắc đi. Tưởng tôi thèm chọn cục phân như anh chắc. Xoay người loạng choạng chen vào đám đông. Trương Khắc nhún vai, ném ống thép xuống sàn nhảy cong một cái, chỉ Thái Quân cảnh cáo. Lần sau đừng để tôi nhìn thấy cậu cầm ống thép nữa, hừ, hay ho không học lại đi học xã hội đen. Rồi bỏ mặc đi vào phòng bao, Phó Tuấn, Mã Hải Long theo sau, hai người còn lại gác ngoài cửa, giống y như chưa có chuyện gì xảy ra. Thằng này chơi được đấy. Tên bạn vỗ vai La Văn còn đang thộn mặt ra, thấy hắn ngơ ngơ, còn đẩy một cái. Sao thế, đang nhớ con bé ở nhà khách à? Đang nghĩ sao y lại dẫn con điếm non họ Tần tới đây? Anh nói sao y không dẫn con bé anh nhìn chúng tới hả? Tới trước ăn trước mà thôi, anh không nghe thấy vừa rồi hắn nói gì à? Xem ra y chưa xử con bé đó đâu, tên tiểu tử này tuy hơi ngông một chút, nhưng vẫn giữ quy củ, nếu anh phải chơi con bé đó trước đi, nhớ cho đám anh em theo chơi cùng với nhé, anh cũng chơi xa lệ vài lần rồi còn gì. La Văn không nói gì, mặt âm u đi vào phòng bao, tóm lấy một cô gái trong phòng, vén cái váy ngắn tới không thể ngắn hơn của cô ta lên, vạch quần lót của cô ta ra, đẩy cô ta quỳ chổng mông lên. Kéo khóa quần ra, định đâm vào. Cô gái kia cuống lên, vặn mông né tránh. Không, không được cho vào, nơi này có quy củ. La Văn vỗ đánh đét lên mông cô ta,
để lại 5 ngón tay đỏ hòn. Quy củ cái chó gì, các cô ở đây chẳng phải bán cái miệng nhỏ này kiếm cơm à? Nói thì không sai. Đào Kiến Tân đi vào, giữ lấy La Văn. Nhưng ở chỗ này thì không được, La công tử đâu phải không thê nổi khách sạn qua đêm, chỉ cầu cậu thích đưa bao nhiêu em đi cũng được, không liên quan tới chúng tôi. Tôi nhất định muốn chơi ở đây thì sao? La Văn nhướng mày lên. Vậy cứ tự nhiên, chúng tôi đâu đắc tội được với thị trưởng La. Đào Kiến Tân ra ngoài mở cửa phòng bao. La công tử chắc cũng không ngại tôi mời vài người tới tham quan chứ. Đờ mờ. La Văn chửi một câu, đẩy cô gái đi, kéo khóa quần lên bảo bạn. Trả tiền, chúng ta đi. La Văn tuy chửi rủa nhưng Đào Kiến Tân vẫn cung kính tiễn ra khỏi cửa. Đều vùng vẫy trong một cái vũng bùn, dọa nhau làm gì chứ? Đột nhiên bên tai vang lên tiếng người, Đào Kiến Tân giật mình quay đầu lại, thấy Trương Khác đứng bên cạnh, nhìn theo hướng La Văn bỏ đi, nhớ lời y nói với Thái Quân, tôi tên là Trương Khác, sau này gặp tôi có thể gọi là Khác Thiếu Gia, cười nịnh nọt. Khác Thiếu Gia có cần chọn thêm cô gái khác không ạ? So được với cô ấy không? Trương Khác bĩu môi. Đào Kiến Tân biết y nói bạn gái của Thái Quân, lắc đầu. Cái này hơi khó, hay để tôi gọi tất cả các em tới cho Khác Thiếu Gia chọn nhé. Phiền phức. Trương Khác phẩy tay, y có tới đây chơi bời thật đâu. Có thì nói có, không có thì thôi, tôi không rảnh, lần sau hắn tính. Đợi Phó Tuấn đi tới rồi cùng đến bãi đỗ xe. Đào Kiến Tân biết chuyện này không dễ dàng kết thúc như thế, lắc đầu cười khổ, đi thẳng tới tầng 20. Tiểu Sát Tinh đi rồi à? Lưu Bân vẫn ở văn phòng. Đi cả rồi. Nghe khẩu khí của y thì không phải muốn bám lấy chuyện hôm nọ không tha, nhưng có khi vài ba ngày lại tới phá một hồi. Mặc y, đợi đến lúc ba y muốn phát tài ở cái đất này sẽ biết ai hữu dụng cho bọn họ. Lưu Bân thở dài. Lúc này người ta không cần tới chúng ta, làm sao được người ta tôn trọng chứ? Đưa Tần Dụ Cầm về nhà, Trương Khác và đám Phó Tuấn kiếm chỗ ăn lót dạ, nhận được điện thoại của Thịnh Thanh, nói hắn đã xuất phát từ Hải Châu, Đỗ Phi cũng đi theo. Hỏi tình hình ở bên này ra sao? Căn cứ vào tình hình nắm được hai ngày qua thì City Đại Hưng và tập đoàn Hoa Long bao thầu đê bao thành phố bề ngoài chung sống hòa bình vì biết chỗ phi pháp của nhau, cũng ít nhiều có dính líu lợi ích, nên không ai làm gì nổi ai. Vì thế đám thủ hạ của Lưu Bân cũng không cần quá khách khí với La Văn, nói không chừng trong tay Lưu Bân có chứng cứ quan trọng về tập đoàn Hoa Long. Do không rõ về Lưu Bân, cho nên Trương Khác không tiếp xúc với lão ta, tránh dính vào không thoát thân được. Muốn mượn sức Lưu Bân lật nhào La Quy Nguyên và Hoa Long dùng Thịnh Thanh thích hợp hơn. Ăn khuya xong liền về thẳng nhà khách, mấy ngày qua Cục Tài chính đang mở hội nghị học tập văn kiện TW, buổi tối có vũ hội, không đủ bạn nhảy, phục vụ nhà khách bị gọi đi thay thế. Đám Trương Khác đi qua lầu chính, Địch Đan Thanh mặc váy dạ hội đen đính kim tuyến đứng trong góc tối đèn không chiều đến, nhìn đám Trương Khác. Thế nhưng Trương Khác vốn chú ý tới cô ta nên nhận ra, nói với Phó Tuấn. Cô gái này không đơn giản đâu. Đúng thế, ở Tân Vu rất ít người không biết cô ta. Phó Tuấn gật đầu. Chỉ là lai lịch của cô ta thì lại rất ít người biết, người có quan hệ với cô ta trong những tin đồn thổi rất nhiều, nhưng theo tôi thấy rất ít người có thể đụng vào người cô ta. Rất ít không phải là không có. Trương Khác cười nhạt. Người đưa cô ta lên vị trí này, lại có liên quan tới Tân Vu không thể quá nhiều. Đám Thịnh Thanh 6 giờ sáng tới được Tân Vu. Đỗ Phi tới thẳng nhà khách tìm Trương Khác, Thịnh Thanh ở nơi khác đóng vai trò người hòa giải, Trương Khác tạm thời chưa muốn Lưu Bân biết giữa bọn họ có quan hệ mật thiết. Khi dùng bữa sáng trong đại sảnh, nhìn phục vụ viên ở nơi này, Đỗ Phi há hốc miệng, nước bọt thiếu chút nữa chảy ra. Mùa hè này tao theo mày cái chắc rồi. Hắn ban đêm trên xe không ngủ được, mệt lắm rồi, ăn sáng xong định đi ngủ, nhưng thấy Vệ Lan tới thay ca đứng ở quầy phục vụ, sống chết không chịu theo Trương Khác lên lầu nữa. Qua hè Thịnh Hạ muốn tới Đại học Hong Kong học, lúc này cô đang ở chỗ Hứa Tư, chuyện nhập học do Hứa Tư giúp, Trương Khác thấy thế cũng tốt, Hứa Tư có thêm người bạn. Đỗ Phi chẳng thể mặt dày bám lấy Thịnh Hạ tới Hong Kong, từ lúc nghỉ hè tới nay quá nửa thời gian hắn theo Thịnh Thanh kiếm cơ hội. Chương 384, biến cố. Hai năm qua xảy ra rất nhiều việc, đặc biệt là chuyện của Lý Chi Phương tác động sâu tới hắn, mối tình đầu của thiếu niên dễ bị tổn thương. Đỗ Phi không còn là thiếu niên ngây thơ rảnh rỗi đánh cầu, chơi game, trêu ghẹo nữ sinh nữa rồi. Song so với Trương Khác thì trên người Đỗ Phi vẫn giữ được ít nhiều sự hồn nhiên của thiếu niên, hắn thấy Vệ Lan, câu đầu tiên không khác lắm với đám hoàn khố thông thường.
chị ơi, chị xinh đẹp thật đấy. Nhưng lại không khiến người ta ghét. Vệ Lan ban đầu không để ý tới hắn, nhưng Đỗ Phi hoàn toàn coi mình tới Tân Vu nghỉ hè rồi, lạc thú lớn nhất kỳ nghỉ có gì hơn tán tỉnh các cô gái, nên hắn dành phần lớn thời gian quanh quẩn bên các cô. Hắn hoàn toàn không ngờ ở đây tập trung nhiều cô gái xinh đẹp đến thế, hơn nữa còn xinh đẹp trong trắng hơn đám con gái ở chỗ giải trí nhiều, cảm thấy đây chẳng khác nào thiên đường. Trương Khác thì chẳng rảnh rỗi được như vậy, dù ở nhà khách cũng có cả đống báo cáo từ Hải Châu, Hồng Kông, Huệ Sơn, tỉnh thành đổ tới cần y xử lý. Đỗ Phi ngoại hình tuấn lãng, tính cách cũng không xấu, miệng ngọt hơn Trương Khác, gặp ai cũng gọi chị ngọt sớt, ánh mắt không có vẻ xâm lược cố ý tạo ra của Trương Khác. Qua vài ba ngày, Địch Đan Thanh cũng thấy hắn dễ tiếp xúc hơn Trương Khác nhiều. Tận mắt nhìn thấy Trương Khác gây chuyện ở hộp đêm Hoàng hậu, La Văn hiểu ra, Trương Khác mặc dù rất ngông, không coi ai ra gì, nhưng không phải là không biết giữ quy củ. Không giống những thành phố lớn, nơi giải trí cao cấp ở Tân Vu vào ban đêm chỉ có 4-5 cái. La Văn gặp Trương Khác mấy lần, mỗi lần y đều đi cùng với một cô gái khác nhau, không phải đặc biệt bám lấy Vệ Lan. Nên hắn nghĩ có khả năng đoạt được đêm đầu của Vệ Lan trước Trương Khác. Vệ Lan như hạt sen mới bóc vỏ, thơm mát tươi non, nhìn thôi cũng khiến người ta chảy nước miếng, lại còn chim non chưa nếm mùi đời, có ai nỡ nhường ra. La Văn vài ngày qua chăm chỉ chạy tới nhà khách, hắn lấy danh nghĩa cha hắn có gian phòng ở đây, chỉ cần Vệ Lan đi làm là hắn chuẩn giờ tới nơi, khi đi một mình, lúc cùng đám bạn đầu trâu mặt ngựa, thái độ Vệ Lan vẫn lãnh đạm như cũ. La Văn nếm thử chuyện nam nữ lần đầu vào năm thứ hai sơ chung, từ đó trở đi hắn chưa bao giờ giữ quan hệ với một cô gái nào một tháng. Kinh nghiệm tán gái vô số, một số cô chủ động, một số cô cần ngươi chủ động, một số cô nhất định phải dùng thủ đoạn đặc biệt, tóm lại chỉ cần là cô gái hắn thấy hứng thú thì chưa ai thoát được khỏi lòng bàn tay của hắn. Cũng có lẽ là vì vẻ đẹp của Vệ Lan làm hắn yên thích, cho nên mới muốn thử một cách chơi đùa mới mẻ hơn, trước sau hắn tốn 4 tháng đeo bám cô. Mặc dù thái độ Vệ Lan không thay đổi, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ cô có thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Thậm chí trong một bữa cơm do thường ủy thành phố tổ chức, hắn công khai biểu lộ tình cảm với Vệ Lan, tránh cho mấy lão già đốn mặt cướp mất, nhưng sự xuất hiện của Trương Khác là điều hắn không ngờ tới, lần đầu tiên hắn nhận ra Vệ Lan có thể vượt khỏi lòng bàn tay mình. La Văn càng đeo bám, Vệ Lan càng đề phòng cẩn thận, chưa bao giờ cùng theo La Văn vào phòng một mình, có tránh không được cũng kéo Đỗ Phi đi cùng. Hôm đó Trương Khác tới Huệ Sơn. Chu Cẩn Du điều tới tỉnh Giang Nam làm phó tỉnh trưởng, phó thị trưởng thường vụ Triệu Kinh Thuận theo trình tự lên làm thị trưởng, ông ta luôn giữ lập trường trung lập ở Huệ Sơn, còn ghế phó thị trưởng thường vụ để chống được Ủy ban Kế hoạch Quốc gia phải người xuống, đó là Lục Văn Minh. Ông ta chủ quản sự vụ ở phương diện công nghiệp điện tử thời gian dài, hết sức ủng hộ chuyện liên doanh giữa Hương Tuyết Hải và Thực Nghiệp Gia Tín, đây là tin tức rất tốt. Qua hơn một tháng chuẩn bị, hơn 300 triệu lục tục được gửi tới, công ty liên doanh tới lúc thực sự nhân ga phóng về phía trước rồi, Trương Khác lần này tới Huệ Sơn là để thẩm duyệt quy hoạch phát triển công ty. Trương Khác ở lại Huệ Sơn tới ngày 22 mới về Tân Vu. Tân Vu gần sông giữa núi, trong địa phận có rất nhiều hồ nhỏ, thời tiết ôn hòa hơn Hải Châu nhiều, giữa hè nhiệt độ không quá 30 độ. Ngồi trên xe vào Tân Vu, trong lòng Trương Khác nghĩ Tân Vu phát triển du lịch là lựa chọn không tồi tí nào. Điều kiện tự nhiên và nhân văn của Tân Vu đều rất đáng khai thác, chỉ tiếc cha hắn hoàn toàn không thể ảnh hưởng trực tiếp tới quyết sách của Tân Vu. Trương Khác về tới nhà khách thì đã là hoàng hôn, đẩy cửa vào tòa nhà, Vệ Lan vẫn đứng ở sau quầy phục vụ nở nụ cười quen thuộc đón chào, nhưng nụ cười đó đa phần mang tính nghề nghiệp, Trương Khác chỉ gần đầu một cái. Thời gian qua Trương Khác thường xuyên ra ngoài với các cô gái khác nhau làm Vệ Lan rất thất vọng, cho rằng mình nhìn nhầm y. Trương Khác thì nghĩ cô có quan hệ với Lưu Bân nên cũng giữ khoảng cách, hai người trở nên khách sáo với nhau. Trương Khác vừa định lên cầu thang thì nhìn thấy La Văn từ hành lang đi ra, y liền quay lại quầy phục vụ, chưa kịp nói gì thì La Văn ở đằng sau tranh trước nói. Khác thiếu gia ở Tân Vu cũng được xem là danh nhân rồi, mấy người bạn của tôi đều rất muốn gặp cậu, ngày mai tôi tổ chức sinh nhật ở đây, Khác thiếu gia sẽ nể mặt mà tới chứ. Trương Khác không để ý tới hắn. Liếc mắt nhìn Lan Hồ Điệp đặt góc quầy phục vụ, sắc hoa diễm lệ cùng bình hoa màu màu tím làm tôn nên vẻ đẹp của nhau, trong phòng không gió, cánh hoa lại rung rinh. Hoa này Trương Khác mua trước khi tới Tân Vu, đã lâu mà sắc hoa chưa giảm, đại khái có cô gái nào đó trong tòa nhà này dày công chăm sóc, Trương Khác mỉm cười nói với Vệ Lan. Vẻ đẹp luôn dày vào người khác, Lan Hồ Điệp được dịch từ văn học Anh dịch ra, tên là giống như bươm bướm,
thường chỉ có con bướm độc nhất mới có đôi cánh đẹp nhất, nó không giống với hoa hồng và đinh hương tầm thường có thể mua bất kỳ hàng hoa nào ở Tân Vu, tôi nhớ người mang từ tỉnh thành tới, thấy nó rất hợp với chị. Vệ Lan cũng rất thích loại hoa trang nhã này, lan hồ điệp hoa to sắc đậm, giống như cô gái thôn quên chưa hiểu chuyện đời vừa nở rộ liền khoe hết tất cả vẻ đẹp của bản thân, chỉ là trong sắc màu lộng lẫy lại có chút rụt rè, khiến người ta sinh ra suy tưởng vô hạn, ngay cả bình hoa cũng hết sức đặc biệt. Khi Trương Khác mang hoa và bình hoa tới không nói tên hoa, mọi người đều đoán rất lâu, tới giờ vẫn không biết nó là hoa gì, nghe Trương Khác nói thế, khóe miệng Vệ Lan hé lộ nụ cười dịu dàng, dưới ánh tà dương vàng chói, làm cô trông vô cùng động lòng người. La Văn đứng ở bên nhìn hai người họ nhìn nhau, vừa ghen vừa hận, không chịu nổi ở đây thêm chút nào nữa, dặn Vệ Lan. Ngày mai đừng quên nhé. Vệ Lan mỉm cười tiêu chuẩn. Ngày mai tôi trực ban. Bất kể thế nào chỉ cần em có mặt là được. La Văn không mặt mũi nào mời lại Trương Khác lần nữa, cùng hai tên bạn bỏ đi. Trưa ngày hôm sau khi Trương Khác xuống lầu thì thấy La Văn dẫn 7-8 thanh niên nam nữ vào. Vệ Lan và hai cô gái trực ban khác bị bọn họ sai như con ở, Trương Khác cau mày, không hiểu đám người này muốn đập phá tới chừng nào mới thôi. Thịnh Thanh ở Tân Vu được Lưu Bân chiêu đãi vài ngày rồi, ngoài ra còn đàm phán với Đại Hưng mấy vụ làm ăn, tới lúc giúp ông ta và Trương Khác hòa giải rồi, buổi chiều đặc biệt mời Trương Khác lên Thiên Vân Sơn trò chuyện. Trương Khác cùng Đỗ Phi lên Thiên Vân Sơn gặp mặt Lưu Bân, tạm coi chấp nhận Thịnh Thanh hòa giải đôi bên, nhưng không muốn Lưu Bân biết mình và Thịnh Thanh có quan hệ thân mật. Nên không ở lại trên núi ăn cơm, quay về nhà khách, vẫn nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Đờ mờ, thế này quá bằng đuổi khách, không phải bọn chúng định chơi cả đêm chứ. Đỗ Phi chửi một tiếng. Tao với mày đi đâu đốt thời gian đi. Trương Khác cau mày, cảm thấy chuyện này không phù hợp, tòa nhà này chuyên dành cho lãnh đạo thành phố sử dụng, cho dù các vị lãnh đạo thường ngày rất ít khí tới đây, nhưng La Vân không thể tùy ý phá phách như thế này được, mở cửa xe ra đi xuống. Đi vào xem sao. Đi vào trong cảm thấy không khí có chút khác thường, tiếng nhạc trong lầu càng ầm ĩ, có cô gái đang đứng ở quầy phục vụ đang gọi điện thoại, giọng run rẩy. Giám đốc Địch, Vệ Lan bị bọn họ nhốt trong phòng rồi. Trương Khác vội xông vào, thấy trước gian phòng của La Văn, Tần Dụ Cầm và mấy cô bạn đang tụ tập ở đó, có vẻ như muốn mở cửa vào, nhưng cửa bị khóa từ bên trong. Trương Khác chạy tới kéo Tần Dụ Cầm ra hỏi. Có chuyện gì thế? Vệ Lan hết giờ là muốn về nhưng La Văn không cho, nói qua nói lại rồi thành cãi cãi. Nhau, La Văn và đám bạn của hắn, kéo Vệ Lan, vào, chúng tôi không cản được, chúng, đuổi tất cả mọi người ra. Tần Dụ Cầm sợ tới nói lộn xộn cả. Trương Khác đẩy cửa thì thấy bị từ bên trong, y dùng vai húc nhưng cửa không hề lay động, quay lại bảo Phó Tuấn. Đá văng cho tôi. Phó Tuấn tung chân đá thủng một lỗ trên cửa, thò tay vào tháo chốt ra. Đây là một gian phòng khá xa hoa, vốn chuẩn bị cho cha của La Văn ở, trong phòng ánh sáng rất tối, có mấy đôi nam nữ nằm ngổn ngang trên ghế sofa, trên bàn có mấy ống tiêm rỗng, có thể bọn chúng dùng thuốc phiện, La Văn không có ở trong phòng khách. Trên mặt đất là những chai rượu vứt chỏng gọng, vừa mở cửa ra là hơi rượu sộc thẳng vào mũi khiến người ta ngạt thở, không biết đám người này nốc bao nhiêu rượu rồi. Mấy tên thanh niên hùng hồ quát thảo bọn họ, nhạc quá lớn, không nghe thấy bọn chúng đang nói cái gì. Đỗ Phi đá văng dàn loa, không chỉ tiếng nhạc ngưng bặt mà đám thanh niên ngồi trên ghế cũng câm nín luôn. Ở đây, Phó Tuấn không dừng lại, liên tiếp đã văng mấy cánh cửa. Trương Khác nhào vào. La Văn lúc này đang đè Vệ Lan dưới người, quỳ gối kẹp chặt lấy nửa dưới của Vệ Lan không cho cô giãy giụa, hắn đang cởi quần của mình, chính lúc gay cấn không ngờ có kẻ thô bạo phá hỏng chuyện hay ho của mình, sững sờ quay đầu lại, tay vẫn còn đặt trên thắt lưng chưa bỏ xuống. Bên giường còn có một tên thanh niên khác dùng y phục của Vệ Lan chói tay cô kéo lên đầu. Bọn mày là ai? La Văn chưa kịp phản ứng thì tên thanh niên kia đã xông ra, mở miệng định chửi. Trương Khác không cho hắn cơ hội mở miệng, đá một phá vào đúng quần hắn, tên thanh niên đó giống lên thảm thiết, còn chưa kịp ôm hạ bộ quỵ xuống thì bị Trương Khác tóm lấy tóc đập đầu vào cửa sổ bằng kính. La Văn lồm cồm bò dậy, đang định đánh bài chuồn thì Phó Tuấn túm lấy cổ áo. Kéo sành sạch hắn ra cửa phòng rồi ném xuống đất. Lúc này mấy tên thanh niên trong phòng khách mới kịp phản ứng, bọn chúng đều là hạng tàn bạo ham đánh lộn ở Tân Vu, chưa bao giờ chịu thua ai ở Tân Vu, thấy La Văn bị Phó Tuấn ném ngã lăn quay thì đồng loạt chửi bới cầm chi rượu đập vỡ một nửa, lao vào liều mạng. La Văn thì bò dậy bỏ chạy,
Đỗ Phi đưa tay ra tóm lấy hắn thì bị một tên cầm chai rượu vỡ đâm sượt qua tay, đau đớn rụt tay lại. Phó Tuấn lùi về cửa phòng, kéo Đỗ Phi ra đằng sau, đứng gác không cho mấy tên lưu manh này xông vào phòng đối phó với Trương Khác, nên chỉ đành trơ mắt nhìn La Văn chạy mất. Tần Dụ Cầm và mấy cô phục vụ viên thì sớm hoảng hết lên, không ai nghĩ tới việc giữ La Văn lại. Đám mèo mà gà đồng khác thấy La Văn chạy rồi, bỏ mặc mấy tên còn lại, như bầy ong vỡ tổ chạy hết cả. Trương Khác cởi áo ra, bọc lấy người vệ lan đã bị La Văn kéo quần lót tới tận đầu gối, nhìn vệ lan mắt mở to, nước mắt lặng lẽ chảy ra, nhưng không có động tĩnh gì, cơ thể hơi co giật, Trương Khác nắm tay cô, thấy nó mềm oặt. Bọn mày cho cô ấy uống cái gì? Trương Khác tóm lấy tên thanh niên bị y đập đầu vào cửa kính, mặt hắn be bét máu, nửa cái tai trái của hắn bị kính vỡ cắt đứt, bóp hàm hắn quát. Bọn mày cho cô ấy uống cái gì, nói mau. Thằng đó giống chả. Mày biết ba tao là ai không hả? Trương Khác tóm lấy nửa cái tai bị kính cắt đứt của hắn, lửa giận ngùn ngụt, đám xúc sinh này chỉ biết lấy mỗi câu đó dọa người ta. Nói mau lên, không tao giết mày. Á á, thằng đó gào đau đớn. Nhìn thấy Trương Khác mắt long sòng sọc như con thú dữ, nắm đấm siết chặt, tưởng chừng nói chậm một giây thôi, nắm đấm kia sẽ không ngần ngại lấy mạng mình, không dám kêu nữa, run rẩy nói. Thuốc mê, cho cô ta uống có một nửa, về sau thấy cô ta còn vùng vẫy, lại cho cô ta thêm một chút xíu nữa, La Văn nói phải để cô ta tỉnh táo nhìn bản thân bị cưỡng hiếp mới thích. Á, chưa đợi hắn nói hết, Trương Khác đã đạp một cú không nương tình lên hắn, thứ thuốc mê này quá nửa dùng thứ thuốc kích dục chế thành. Nạn nhân dùng quá lượng sẽ nguy hiểm tới tính mạng, ai mà biết được đám lang băm giang hồ có khống chế chuẩn mực lượng thuốc không. Lái xe tới bệnh viện. Trương Khác bế xốc vệ lan lên, chiếc áo sơ mi chỉ có thể bao bọc được phần nào cơ thể của vệ lan, đôi chân trắng nõn lõa lộ bên ngoài. Trương Khác vừa đi ra phòng khách thì thấy Địch Đan Thanh lao vào như điên, chưa kịp nói gì thì cô ta như một con chó điên nhào bổ vào Trương Khác, vươn 10 móng tay sắc nhọn cáo vào mặt Trương Khác, miệng gào lên chửi. Thằng chó má, tao giết mày. Trương Khác lách mình tránh, nhưng chỉ tránh được cú đầu không tránh được cái thứ hai, lại không thể bỏ vệ lan xuống mà tránh, đồng thời bị vẻ mặt như mụ điên của Địch Đan Thanh làm ngây ra. Địch Đan Thanh hung dữ cào Trương Khác mấy cái mới bị Phó Tuấn tóm lấy tay, cô ta vẫn không chịu thôi vung chân đá loạn, Trương Khác nhìn mũi giày cao gót nhọn hoắt cứ nhắm vào háng đá thì dùng mình, may mà là Phó Tuấn, đổi lại là mình hoặc Đỗ Phi thì hạnh phúc cuộc đời sau này bị hủy hết trong tay cô ta rồi. Không phải là Trương Khác, mà là đám La Văn, hắn vừa chạy mất rồi. Tần Dụ Cầm hét lớn. Còn một tên nữa bị nhốt trong phòng. Địch Đan Thanh dừng tay, ánh mắt đờ đẫn nhìn quanh, thấy mọi người gật đầu xác nhận, trong lúc nóng lòng cô ta cao nhầm người, nhìn lại trên khuôn mặt điển trai của Trương Khác bị móng tay của cô ta cào thành mấy vệt máu dài. Trương Khác thấy mặt vừa tê vừa đau, trong lòng cực giận, nhưng không tiện nổi điên với cô ta, cố áp lửa giận xuống. La Văn cưỡng ép vệ lan uống thuốc. Tên kia nhảy cửa sổ trốn rồi. Cô gái ở cửa kêu to. Phó Tuấn muốn đuổi theo, Trương Khác gọi lại. Trước tiên lái xe đưa vệ lan vào bệnh viện đã, chỗ này báo cảnh sát đi, bọn chúng chỉ chạy được hôm nay thôi. Đám Trương Khác đưa vệ lan vào bệnh viện, cô được đưa tới phòng quan sát, xe cảnh sát gần một tiếng sau mới tới nơi, cơ thể của vệ lan lúc này mới động đậy được. Ở phía nhà khách đã có cảnh sát tới. Còn nơi này lề mề mãi đến tận lúc này, do một nữ cảnh sát trung niên dẫn đội, bà ta không báo danh, chỉ nói đưa vệ lan về hiệp trợ điều tra. Đặng Quân, bà không phải là chó săn của Mạnh Hạo, có cần thay hắn đỡ việc này không? Địch Đan Thanh chỉ mặt bà ta chửi ngay. Ở trên xe Tần Dụ Cầm đã báo tên mấy thanh niên tham gia sinh nhật của La Văn, toàn là hạng gia đình phú quý ở Tân Vu, không coi ai ra gì quen rồi, tên thanh niên bị Trương Khác đá vào hạ bộ. Đập đầu vào cửa kính, cuối cùng bỏ chạy kia là Mạnh Minh con trai của Phó Cục trưởng Cục Công an Mạnh Hạo. Bác sĩ nói thế nào, có nói vệ lan đã bị cưỡng bức không? Vì tránh các vị hiểu lầm, La Văn và Mạnh Minh đã trình bày rõ ràng tình hình với chúng tôi rồi, chỉ là sinh nhật tụ hội uống hơi nhiều rượu, hiện giờ thanh niên thích uống rượu dùng thuốc trợ hứng, chơi vài trò hơi quá đáng một chút. Sức khỏe của vệ lan nếu không có vấn đề gì thì chúng tôi phải đưa cô ấy về xác thực tình hình. Giám đốc Địch Kiên chỉ thế thì hỏi ở đây cũng được thôi. Nữ cảnh sát đó bày ra bộ mặt nghiêm túc. Chúng tôi chỉ làm theo trình tự thông thường, mới các vị phối hợp. Chương 385, kích động không giải quyết được vấn đề. La Văn đang ở cục công an à? Trương Khác không thèm nghe lời thừa thãi của bà ta, tóm lấy vai bà ta hỏi.
nữ cảnh sát đó giật mình. Cậu là ai? Mẹ nó đừng hỏi thừa, bà biết tôi là ai, tôi hỏi bà, La Văn ở đâu? Trương Khắc quát thẳng vào mặt bà ta. Không có, là Mạnh Minh chủ động tới cục báo cáo tình hình, chúng tôi cũng sẽ tìm La Văn xác thực. Nữ cảnh sát nhìn đôi mắt hung tợn của Trương Khắc, đặc biệt là khuôn mặt bị địch đan thanh cào mấy vệ máu dài, trông càng khủng khiếp, bà ta sợ hãi nói. Trương Khắc đẩy bà ta ra, quay lại nói. Chị Địch, liên hệ với Bân lão đại, ân oán của tôi với ông ta sẽ xóa hết, chỉ cần ông ta nói cho tôi biết La Văn hiện ở đâu. Phó Tuấn gọi người về, bảo họ tới đây không phải lên Thiên Vân Sơn nghỉ ngơi. Nói xong đùng đùng nổi giận bỏ đi. Trương Khắc, cậu đừng kích động không giải quyết được vấn đề đâu. Phút trước bà ta còn hỏi tên Trương Khắc, lúc này đã gọi ra tên y rồi. Trương Khắc mặc xác bà ta, dẫn Phó Tuấn rời bệnh viện, nơi này có địch đan thanh chiếu cố là không phải lo nữa. Nữ cảnh sát giẫm chân, nhưng không đi giữ Trương Khắc lại, vội vàng chạy vào một văn phòng. Đuổi hết bác sĩ bên trong ra, cầm điện thoại lên gọi. Cục trưởng Mạnh, Trương Khắc dẫn người đi tìm La Văn rồi, không thể để cậu ta đánh tới cục công an được, anh xem có nên để La Văn trốn tới chỗ bí thư La không? Giống với Trương Khắc, ở Tân Vu biển số xe của La Văn cũng rất trội, loại xe này bình thường chạy trên phố thì rất oai phong, rất bắt mắt. Có lẽ La Văn không nghĩ tới bỏ chạy phải đổi xe, địch đan thanh mau chóng gọi tới nói với Trương Khắc, La Văn tới khách sạn Thiên Vân. Hôm nay thành ủy mở đại hội toàn thể mở rộng ở đó, buổi tối các lãnh đạo chủ yếu của thành phố đều dùng cơm ở đó. Làm sao bây giờ? Phó Tuấn hỏi. Tới khách sạn Thiên Vân. Trương Khắc nhổ que diêm ngậm suốt nửa ngày trời trong miệng ra khỏi cửa sổ xe. La Văn lúc này hối cũng không kịp, hắn đâu có ngờ Trương Khắc có phản ứng lớn như thế, có cần thế không? Hắn không tin Trương Khắc chưa bao giờ dùng trò này. Mà hắn còn chưa kịp cưỡng hiếp Vệ Lan thì Trương Khắc đã xông vào rồi, ánh mắt đó như muốn ăn thịt người, lúc y đập đầu Mạnh Minh vào cửa sổ rõ ràng không hề bận tâm tới tính mạng của Mạnh Minh. Lúc ấy La Văn mới biết sợ thật sự, nhìn khuôn mặt bị cửa kính cắt toang máu của Mạnh Minh, lại nghe nói Trương Khắc đang lùng sục khắp nơi tìm mình, La Văn nghĩ chỉ có thể trốn tới khách sạn Thiên Vân. Lãnh đạo chủ yếu của thành ủy đều ở đây, đang ăn cơm, hắn cũng tới bàn cơm, không tin Trương Khắc dám ra tay ngay trên bàn ăn. Nhưng La Văn nhầm rồi, khi hắn nhìn thấy Trương Khắc xông vào, còn chưa kịp bỏ chạy đã bị Trương Khắc cầm một bình mao đài trên bàn ném thẳng vào mặt hắn. Sau đại hội toàn thể, buổi tối các lãnh đạo của yếu của thành phố và ban ngành ở lại ăn tối, bàn tròn 10 người, 9 thường ủy ngồi còn trống một chỗ, Giang Thượng Nguyên điểm danh Trương Chi Hành tới ngồi bàn đó, làm các phó thị trưởng khác hâm mộ không thôi. Đang tưng bừng chén qua chén lại thì La Văn hớt ha hớt hải chạy vào, Giang Thượng Nguyên không nghĩ nhiều. Gọi phục vụ thêm ghế bên cạnh La Quy Nguyên, ở việc chi tiết, ông ta luôn chu đáo. Thế rồi Trương Khắc mặt hầm hầm xông vào, Giang Thượng Nguyên mới chú ý sự việc không bình thường, chưa đợi ông ta lên tiếng hỏi thì biến cố đột ngột bùng phát. La Văn vừa mới cúi xuống định trốn thì thấy Trương Khắc vơ ngay một bình rượu mao đai trên bàn ném luôn, La Văn không kịp đưa tay đỡ, một tiếng kêu rùng rợn vang lên, làm người ta hoài nghi xương gò má La Văn bị đập vỡ rồi hay không. Bình rượu rất chắc rơi xuống đất mới vỡ, rượu bắn lên cả La Quy Nguyên và Tiền Văn Quý. Chớp mắt lúc xoay người bị bình rượu ném trúng, lại bị ghế ngảng chân, rú lên trong tiếng đổ vỡ lộn xộn, tay chống lên mảnh bình vỡ, lại gào lên lần nữa. Chuyện xảy ra quá nhanh không một ai kịp có phản ứng gì, Trương Chi Hành thấy con còn muốn xông tới đạp vào mặt La Văn, vội vàng nắm tay kéo lại. Đã xảy ra chuyện gì, không được kích động như thế. Lúc này La Quy Nguyên ngồi giữa Trương Chi Hành và La Văn mới nhìn rõ bộ mặt muốn giết người của Trương Khắc, cuống cuồng chắn trước con mình. Đại sảnh tức thì nhốn nháo hết cả lên, bàn bên có hai người nhanh nhẹn ôm lấy Trương Khắc từ đằng sau. Đám Phó Tuấn đứng ở bên ngoài không theo Trương Khắc xông vào, Trương Chi Hành lúc này mới rảnh tay gọi bọn họ. Giữ Tiểu Khắc lại, xảy ra chuyện gì mà nhất định muốn giết người mới vừa lòng. Giang Thượng Nguyên mặt âm trầm. Chuyện bất thình lình hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta, đành cố trấn tĩnh ngồi đó lạnh lùng quan sát diễn biến. La Quy Nguyên đỡ con trai dậy, máu tươi không ngừng ộc ra trên mặt, tay trái bị mảnh bình rượu vỡ đâm xuyên qua, ông ta vừa đau vừa hận, giống như lên cơn. Bác sĩ đâu, mau gọi bác sĩ, sắp chết người rồi, sắp chết rồi. Tiền Văn Quý ở bên cạnh giúp ông ta đỡ lấy La Văn, bình tĩnh xem thương tích, nói. Là máu mũi thôi, không sao đâu. Thư ký của La Quy Nguyên lúc này chạy vào ôm lấy La Văn, đã có người gọi cấp cứu,
có người đi tìm bác sĩ của khách sạn, La Quy Nguyên lúc này nhìn rõ là Máu Mão rồi, bình tĩnh một chút, vừa thấy Trương Khác là nổi khùng lao vào đánh y. Đờ mờ, mày muốn giết người à? Phó Tuấn chắn trước Trương Khác, bị trúng một đòn của ông ta, người đằng sau vội ôm lấy giữ ông ta lại. Không còn coi ai ra gì nữa, đây là chỗ nào để các người đập phá như vậy? Lưu Tước bị La Quy Nguyên xông tới đánh Trương Khác va phải, thiếu chút nữa bị ngã, thấy hiện trường hỗn loạn, đùng đùng nổi giận. Ông ta nhìn thấy mấy vết cào trên mặt Trương Khác, còn tưởng y đánh nhau với La Văn bên ngoài bị thua, nên lôi người tới trả thù, thật quá láo xược, chỉ vào mặt Trương Chi Hành quát. Nhìn xem gia giáo nhà ông đó, đánh nhau kéo tới tận đây rồi, trò hề gì thế này, cha con các người xéo ngay cho tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Giang Thượng Nguyên lúc này mới đủng đỉnh hỏi một câu, âm thanh không lớn, nhưng thu hút tất cả mọi người tới, làm người ta ý thức được ông ta là người nắm quyền thực sự tại Tân Vu. La Tước dậm chân tức rối, không ngờ Giang Thượng Nguyên còn có tâm tình đi xử lý chuyện khốn kiếp giữa mấy thằng nhóc mất dạy, ông ta chưa bao giờ cho rằng con trai La Quy Nguyên là đứa tử tế. Nén giận ngồi xuống, mọi người quay sang nhìn Trương Khác, hai mắt y trợn trừng trừng nhìn La Văn đang được bác sĩ chăm sóc, hung hăng nói. Nó còn thở được thì để nó nói, không lại trách tôi đổ oan cho nó. Vệt máu trên mặt phối hợp với ánh mắt càng làm y trở nên đang sợ. Giang Thượng Nguyên trông thấy La Văn thảm thế này rồi mà Trương Khác còn chưa hả giận, xem ra đây không phải là chuyện nhỏ, nhưng lúc này bắt La Văn nói thì hơi quá đáng, mà cũng hơi khó cho hắn. Chuyện đã xảy ra được 2 tiếng rồi, Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước, La Quy Nguyên không biết chuyện là vì lúc này không ai dám nhắc tới với bọn họ. Nhưng người ở đây không ít người tin tức nhanh nhạy biết cả rồi, Thành Ích giao thư ký của Giang Thượng Nguyên tới bên cạnh ông ta thì thầm một hồi, gọi là thì thầm chứ người ở bàn bên cạnh cũng nghe thấy. Giang Thượng Nguyên nghe xong thình lình vỗ mạnh bàn, làm bán đủ nảy cả lên, chỉ thẳng mặt La Quy Nguyên quát. Thằng con ngoan ông dậy đó, đánh chết cũng đáng đời, còn mặt mũi tới đây trốn nữa. Chuyện này ông xem mà làm đi. La Quy Nguyên mặt hết xanh lại chuyển trắng, lòng vừa đau xót con bị đánh thành thế này. Lại hận hắn làm mất mặt mình, thấy hắn còn dựa vào ghế rên hừ hừ như chó chết, điên lên đá một cái. Chưa chết thì đứng dậy đi. Ông ta đương nhiên là không muốn con mình bị vào tù với tội danh cưỡng hiếp không thành, chỉ là Giang Thượng Nguyên đang trong cơn tức giận, nhìn quanh xem có ai thích hợp nói đỡ vài câu hòa giải. Chương 386, bi ai của nhân vật nhỏ. Chuyện này cơ bản được Cục Công an tra rõ, La Văn trước đó đã chủ động tới Cục Công an khai báo. Chủ nhiệm Ủy ban Thương mại Cảnh Trực nói. La Văn trước đó tổ chức sinh nhật ở nhà khách, uống hơi nhiều rượu nên chơi hơi quá đà, tôi thấy tình hình không nghiêm trọng lắm, tới dự sinh nhật còn có con trai Phó Cục trưởng Mạnh Hạo, con trai Bí Thư Thành, toàn là những đứa trẻ ngoan cả, sao chúng không ngăn cản La Văn chứ, tôi thấy con trai Phó Thị trưởng Trương hiểu lầm rồi, nghe đâu các cô gái ở nhà khách thoáng lắm. La Quy Nguyên thở phào, mặt làm bộ nghiêm túc. Dù chỉ là chơi quá đà thì con tôi cũng phải xin lỗi cô gái đó. Rồi an ủi người nhà của họ. Chuyện bị hai kẻ đó một hát một phụ họa, đối trắng thanh đen giảm mức độ, cứ như chưa có gì xảy ra. Mọi người ở đây đều sợ con cái của mình có tham gia bữa tiệc sinh nhật đó bị liên lụy vào, cho nên dù biết rõ sự việc ra sao nhưng đều hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến mất đều đứng ra nói đỡ. Giang Thượng Nguyên cuối cùng không thể không xuống nước. Bất kể thế nào cũng phải để cho Cục Công an điều tra sự việc rõ ràng rồi hẵng nói. Chơi thế nào cũng không thể quá đà như vậy. Quay sang hỏi Trương Khác. Cháu thấy việc này nên xử lý ra sao? Trương Khác nhìn chằm chằm bộ mặt đáng tớm của hai cha con họ La. Chơi quá đà à, các người rồi sẽ biết thế nào mới gọi là chơi quá đà. Rồi không thèm để ý tới Giang Thượng Nguyên, quay đầu bỏ đi. Trương Chi Hành lạnh nhạt nói. Tính thằng bé này là do tôi chiều mà ra đấy. Biết rõ chuyện này Cục Công an nhúng tay vào thì vĩnh viễn không tra ra được gì, chỉ để lại một câu coi như trả lời Giang Thượng Nguyên tránh ông ta bị mất mặt cũng theo ra ngoài. Giang Thượng Nguyên thấy Trương Khác trước khi đi ném lại một câu như vậy, xem ra nhắm vào La Quy Nguyên rồi, chuyện này không thể kết thúc đơn giản như thế, người khác không rõ chứ ông ta rất biết sức mạnh của Trương Khác lớn mức nào, cũng nhìn ra y có thiện cảm với Vệ Lan, mấy ngày qua chắc có tiến triển thêm rồi, nam nhân có năng lực ai chịu nổi chuyện thế này. Giang Thượng Nguyên chẳng phải là ưa gì La Quy Nguyên, chỉ mượn ông ta để kiềm chế Lưu Tước. La Quy Nguyên ở Tân Vu có thể lực thâm căn cố đế, tỉnh áp không cho ông ta thăng tiến, cuối cùng đành cấp cho ông ta cái ghế phó bí thư thành ủy, để ông ta ngồi ngang với Lưu Tước ở chính phủ.
Giang Thượng Nguyên nghĩ chỉ cần Trương Khác không mở rộng diện đả kích thì để mặc y làm. Bị một thằng trai trai buông lời hăm dọa, La Quy Nguyên bụng đầy lửa giận, nhưng lại không có chỗ phát tiết. Lưu Tước tất nhiên không giúp La Quy Nguyên, hai nhà La Trương triệt để trở mặt thành thù càng có lợi cho ông ta, Trương Chi Hành rốt cuộc là người ngoài tới, dù bên trên có Tử Học Binh giúp nhưng muốn áp được La Quy Nguyên không phải đơn giản, các người cứ đánh nhau đi, áp lực của tôi càng đỡ. Thường thường các nhân vật bên không nhất định sẽ biết hết mọi việc, đó gọi là lừa trên không giấu dưới, ví như chuyện mấy ngày trước Trương Khác gây chuyện ở hộp đêm Hoàng Hậu, các thường ủy đều không biết, một số cán bộ trung hạ tầng lấy nó ra làm đề tài tán gẫu lúc rảnh rỗi. Nghe nói Bân lão đại nín thin thít, mặc cho người ta đập phá, mấy ngày rồi vẫn chưa dừng, nên chuyện này càng không thể kết thúc đơn giản như thế, chỉ cần không liên quan tới mình thì mặc. Trừ một số người lo lắng tới ích lợi của bản thân, đa phần đều vui mừng trên đau khổ của người khác. Bữa tiệc này không thể tiếp tục được nữa rồi, Giang Thượng Nguyên nhìn các viên quan lớn nhỏ ở Tân Vu, nghiêm giọng giáo huấn. Nhờ mọi người giáo dục tốt con cái của mình, không ai hy vọng đợi có chuyện chính phủ giáo dục giúp chứ hả? Xe cấp cứu lúc này mới tới, người thân cận của La Quy Nguyên cuống quýt đưa La Văn lên xe, La Quy Nguyên đi theo xe luôn, nghe nói cô gái đang ở bệnh viện trực thuộc Đại học Y Tân Vu. Liền bảo xe cấp cứu tới bệnh viện nhân dân. Giang Thượng Nguyên định đi thăm Vệ Lan, nhưng nếu chẳng may người nhà Vệ Lan đòi mình chủ trì công cao chẳng phải rước phiền phức vào người. Song cũng không thể lờ đi được, liền bảo Tiền Văn Quý đại biểu mình đi thăm hỏi. Trương Khác ở trên xe kể qua sự việc với cha, ngồi xe tới bệnh viện thì cha mẹ Vệ Lan đã tới nơi, Vệ Lan đã hoàn toàn tỉnh lại, kiểm tra cơ thể không còn gì bất thường nữa, được chuyển qua phòng bệnh bình thường. Nhìn thấy người phụ nữ chân tập tễnh, Trương Khác chợt cảm thấy cái thế giới này đôi khi đúng là nhỏ, hóa ra nhà Vệ Lan cũng ở tiểu khu Tân Áp. Cha Vệ Lan người gầy nhỏ, trông rất hiền lành chân chất, nhìn vợ chồng họ khó mà ngờ lại sinh ra được cô con gái xuất chúng như Vệ Lan. Hai vợ chồng đang nói gì đó với con gái nằm im không nhúc nhích trên giường, thấy có người tới liền ngừng nói quay đầu lại. Mặt Trương Khác bị địch đan thanh cào mấy vết máu trông biến dạng hoàn toàn, mẹ Vệ Lan không nhận ra y, trông thấy y như thế. Nghĩ rằng bị con gái mình cào khi làm hành vi thú vật kia. Đám cặn bã các ngươi. Xông tới muốn cào xé y, há miệng răng nhe ra lại như muốn ăn tươi nuốt sống Trương Khác. Trương Khác lúc này không ôm người, thấy mẹ Vệ Lan nhe răng xông vào, muốn tránh rất dễ, nhưng mẹ Vệ Lan bị tật ở chân, lại lao nhanh thế kia, nếu y tránh, bà ta chắc chắn đâm đầu vào tường. Y không tránh được, đành quay mặt sang một bên, ngực bị đầu mẹ Vệ Lan húc vào phát đau. May mà địch đan thanh nhanh tay ôm lấy mẹ Vệ Lan, giữ lấy bàn tay đang hung tợn vung lên của bà ta, Vệ Lan vội giải thích giúp Trương Khác nói. Không phải anh ấy. Địch đan thanh không mặt mũi nào nói vết cào trên mặt Trương Khác là do cô ta, mẹ Vệ Lan nhìn Trương Khác thật kỹ mới nhận ra. Cậu là chàng trai đỗ xe bên đường Tân Áp mấy ngày trước phải không? Lúc này mới xác định Trương Khác không phải là kẻ muốn làm nhục con gái mình. Ánh mắt Vệ Lan mất đi vẻ linh động thường ngày. Trống rỗng thất thần, trên mặt còn vệt nước mắt chưa khô, ngoại trừ vừa rồi vội giải thích cho Trương Khác nên mới lên tiếng, còn lại chỉ im lặng. Bất kể chuyện thành thành chưa thành, xảy ra sự việc như vậy, với một cô gái đơn thuần mà nói, là một ác mộng khó phai mờ. Địch Đan Thanh giới thiệu cho cha mẹ Vệ Lan thân phận của Trương Chi Hành, họ không có phản ứng gì, cha Vệ Lan chỉ lẩm bẩm. Không xảy ra chuyện là tốt rồi, không xảy ra chuyện là tốt rồi. Trương Khác thầm thở dài. Ra hiệu cho Địch Đan Thanh ra ngoài nói chuyện, bọn họ đi thăm Đỗ Phi trước. Ở nhà khách tay Đỗ Phi bị bình rượu vỡ đâm qua, tới bệnh viện sát trùng khâu tới vài mũi, đang nghỉ ngơi trong phòng, lúc này Trương Khác mới nhớ mặt mình cũng phải xử lý một chút, y không muốn để lại sẹo, càng không muốn dựa vào bộ mặt hung ác đi dọa người khác. Từ chỗ Địch Đan Thanh, Trương Khác được biết cha mẹ Vệ Lan đã được cục công an đón đi, sau đó còn dùng xe cảnh sát đưa tới bệnh viện. Chắc chắn trong thời gian đó bọn chúng đã làm công tác gì đó hoặc dọa dẫm bọn họ rồi, Vệ Lan còn có hai đứa em trai song sinh đang học sơ chung. Người dân sống dưới tầng dưới cùng xã hội, có người không chịu nhục, có người không dám kháng cự, trông cha mẹ Vệ Lan chỉ vui mừng vì không xảy ra chuyện, nếu họ chỉ tính tới làm sao sau này tiếp tục sinh tồn cũng không có gì bất ngờ, chẳng lẽ còn muốn cha y đứng ra trước mặt họ vỗ ngực đảm bảo đòi lại công bằng sao, quan trọng là họ không muốn tranh. Con người trước tiên phải dựa vào chính mình đã, rồi sau đó mới trông đợi vào sự giúp đỡ của người khác. Khi Trương Khác đại náo khách sạn Thiên Vân, nhìn phản ứng của La Quy Nguyên thì ông ta không hay biết chuyện gì, xem ra đằng sau lưng có kẻ trù mưu tính kế hóa bỏ tội nghiệt của đám hoàn khố đó.
Vệ Lan có nói gì không? Trương Khắc hỏi. Chương 387, cây muốn lặng gió chẳng muốn dừng. Trừ bốn chữ vừa nãy thì cô ấy không chịu nói gì hết. Địch Đan Thanh mới đầu còn mang lòng cảnh giác với Trương Khắc, nhưng nhận được điện thoại nghe nói y đại náo khách sạn Thiên Vân, nhìn vết máu trên mặt y có chút áy náy. Đám khốn kiếp đó, thế nào cũng phải có người cho chúng một bài học. Cục công an thành phố sẽ tham gia điều tra. Trương Khắc chẳng hy vọng gì vào việc này, mặc dù Giang Thượng Nguyên công khai tỏ thái độ, nhưng nhìn tình hình phía công an không có bất kỳ hành động nào với kẻ liên quan là đủ biết rồi. Tiền Văn Quý tới thăm cũng với giọng điệu là chơi đùa thái quá, nghiêm túc xử lý, thân là người Tân Vu, lại là thư ký trưởng thành ủy, ông ta có trăm vạn mối liên hệ dây mơ dễ má ở đây, khó mà nói được một tiếng công bằng, nhưng dù sao ông ta còn tỏ thái độ trung lập, nói với Vệ Lan nằm như chết trên giường. Nếu có ủy khuất gì cũng không nên im lặng như thế. Rồi đi ra nói với Địch Đan Thanh. Vệ Lan là nhân viên nhà khách chính phủ, xảy ra chuyện trong quá trình công tác, nhà khách phải chịu trách nhiệm tới cùng, cha mẹ cô ấy có điều kiện gì phải cố gắng đáp ứng, cô không quyết định được thì liên hệ với tôi. Địch Đan Thanh chỉ chừng chừng nhìn ông ta, thiếu điều nhổ lên mặt ông ta một bãi nước bọt. Tiền Văn Quý thấy tình hình như thế nói với câu với Trương Chi Hành rồi đi, không muốn chuốc lấy rắc rối không đáng có. La Văn mời tổng cộng 9 thanh niên nam nữ tham gia sinh nhật, trong đó có 6 tên thanh niên đều có gia thế hiển hách ở Tân Vu, 6 gia đình này đủ tạo nên một mạng lưới quan hệ phủ kín Tân Vu. Địch Đan Thanh là cô gái không đơn giản, nên một số chuyện Trương khác không dám nói rõ với cô ta. Vệ Lan không chịu nói chuyện, còn cha mẹ Vệ Lan thì muốn nhún nhường, y tạm thời chỉ có thể thở dài. Trương Khắc đợi bác sĩ xử lý vết thương trên mặt xong, gọi Đỗ Phi theo, để lại số di động cho Địch Đan Thanh. Nếu cần giúp đỡ cứ gọi điện cho tôi. Giờ làm sao đây? Ngồi vào trong xe, Đỗ Phi hầm hầm nói, vào tuổi của hắn chưa học được nhẫn nhịn. Mặc dù chỉ có 2 tên liên quan trực tiếp vào vụ án, nhưng đám còn lại đều chẳng phải hạng tử tế gì, nói không chừng sau lưng có vụ án khác. Vụ án này mà cha, không biết tới ngày tháng năm nào mới có kết quả. Dù là sở công an tỉnh tham gia vào bắt lấy La Văn, thì bọn chúng cũng chẳng phải chịu hình phạt nào đích đáng đâu. Trương Khắc nói với một giọng bất lực. Đờ cờ mờ chúng nó, nếu khi đó tóm được thằng ấy phế luôn thì đã xong rồi. Đỗ Phi cảm thấy lồng ngực bức bối, cực kỳ khó chịu. Trương Khắc lắc đầu. Không cần vì đám khốn kiếp đó mà cắt cả bản thân vào. Sao mày còn đi đánh người, sao không đợi tao, tay phải tao vẫn khỏe. Đỗ Phi cũng rất tức vì mình bị gạt sang bên. Tao muốn toàn Tân Vu biết rằng tao hận thằng đó tới tận xương. Mặc dù lúc này Trương Khắc đã khôi phục lại bình tĩnh bắt đầu tính toán, nhưng lúc đánh người thực sự do không kiềm chế được lửa giận. La Văn làm ngông cuồng làm càn ở Tân Vu là nhớ vào ba nó, chỉ cần La Quy Nguyên ngã rồi thì nó chẳng bằng một cục cứt chó, tới lúc đó ai che giấu cho nó, ai nói giúp nó. Mày hiểu chưa? Đỗ Phi dù sao sinh ra trong nhà quan lại, Trương Khắc chỉ hơi nhắc một chút là rõ ngay. Tao thấy trên người La Quy Nguyên không chỉ có một vấn đề đâu, mấy ngày trước mày kéo tao đi xem đê bao, có mù cũng nhìn ra vấn đề, ba tao thường nói vạch trần một bí mật quan trường không phải vấn đề đơn giản, dù lần này mày đã trở mặt cha con họ La ngay trước mặt quan viên lớn nhỏ Tân Vu, nhưng chưa đủ cớ để vạch trần tội ác của bọn chúng. Trương Khắc vốn tính kiếm cớ trở mặt với cha con La Quy Nguyên để có nguyên do đem vụ để báo cáo trạng thẳng lên tỉnh. Tránh cho nó khỏi thành đại họa vào năm 98. Từ Học Bình muốn chỉnh đốn hệ thống đề phòng lũ tiểu giang nhưng vì lực cản quá lớn đành dùng phương án trung hòa là tăng kinh phí củng cố đê, có điều số tiền này cấp xuống lại sinh ra bao nhiêu công trình rỗng ruột như Tân Vu thì không biết được, biến đê bao Tân Vu thành vụ án lớn là cơ hội tốt chấn áp toàn bộ hệ thống thủy lợi tỉnh. Nhưng bài học nhãn tiền còn đó, Lưu Hoa Sơn bình an vô sự rời hệ thống lâm nghiệp làm bí thư thành thủy tỉnh Giang Nam, thủy lợi càng phức tạp. Nó liên quan tới ban ngành của Quốc vụ Viện, muốn điều tra một vụ án càng khó khăn trùng trùng, càng chẳng nói tới chỉnh đốn được hệ thống đê điều toàn tỉnh. Trương Khắc tính tới dùng một thủ đoạn đặc thù, nhưng y không ngờ xảy ra chuyện này trên người Vệ Lan. Trương Khắc nói với cha. Ba, con thấy hay là ba tạm nghỉ việc ở Tân Vu vài ngày, tối nay chúng ta lên tỉnh thành trước. Trương Chi Hành nghĩ, lúc này rời Tân Vu chắc chắn gây áp lực cực lớn lên người La Quy Nguyên, liền gật đầu. Được. Tối nay đi luôn. Trương Khắc gọi Hứa Thụy Bình luôn ngầm điều tra chuyện đê bao tới tụ họp, bảo Thịnh Thanh xòe bài với Lưu Bân, xem trong tay ông ta có chứng cứ quan trọng dính tới tập đoàn Long Hoa hay không. La Quy Nguyên ở tỉnh được coi là cây đại thụ có chút căn cơ,
muốn cha ông ta phải kỵ ủy tỉnh ra tay, đây không phải là chuyện làm được trong thời gian ngắn, tốt nhất là bắt tay từ tập đoàn Long Hoa bao thầu xây dựng đê bao và người bên cạnh cạnh La Quy Nguyên. An bài mọi việc xong, Trương Khác về nhà đón mẹ, cùng Đỗ Phi, ba chiếc xe đi thẳng tới tỉnh thành hợp kế chuyện này. Khi Giang Thượng Nguyên nhận được điện thoại xin nghỉ phép của Trương Chi Hành thì Tiền Văn Quý đang báo cáo tình hình với ông ta. La Quy Nguyên rất có kinh nghiệm xử lý hậu quả loại chuyện như thế này, tâm tình nhà tiểu vệ không kích động mấy, dù sao nhà họ còn có hai đứa con đang đi học, hai vợ chồng không có công việc ổn định. Giang Thượng Nguyên nghĩ tới ngày mai tất cả quan viên Tân Vu sẽ biết Trương Chi Hành rời thành phố ngay trong đêm, nên nhắc luôn với Tiền Văn Quý. Trương Chi Hành vừa xin nghỉ phép về Hải Châu, còn có về Hải Châu hay không thì không biết. Rời Tân Vu vào lúc này sao? Tiền Văn Quy nghe mà ngờ người ra, hết nhìn đèn bên ngoài, lại xem đồng hồ. Sắp 9 giờ rồi. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Giang Thượng Nguyên tuy thở dài, nhưng khóe miệng lại nhếch lên thành nụ cười. Thằng con nhà Trương Chi Hành đúng là đứa ngang ngược ngông cuồng được lý không chịu tha người. Tiền Văn Quý kể chuyện Trương Khác phá phách ở hộp đêm Hoàng hậu ra. Nhưng mà nó cũng không đơn giản, làm loạn như thế mà rất kín kẽ, lại giúp Trương Chi Hành lập uy ở Tân Vu, xảy ra loại chuyện này. Ai chả biết rồi sẽ đi đến đâu. Giang Thượng Nguyên thầm nghĩ, đợi tới khi ông thực sự biết được thằng nhóc đó không đơn giản tới mức nào, thì không cần đứng đây than vãn nữa rồi. Ông ta và Lưu Tước đều là người ngoài tới, ở Tân Vu thế lực địa phương có liên kết rất phức tạp, dù với Tiền Văn Quý cũng không thể hoàn toàn yên tâm sử dụng được, nếu Trương Khác muốn thừa cơ giúp cha quấy vũng nước đục này lên thì cứ để họ làm. Tiền Văn Quý không hiểu thái độ của Giang Thượng Nguyên, thăm dò. Nếu cứ để Trương Chi Hành làm bừa như vậy, liệu có ảnh hưởng tới ổn định đoàn kết của Tân Vu không? Chi Hành lúc rời khỏi khách sạn Thiên Vân chẳng phải đã nói rồi sao? Trương Khác được chiều hư rồi. Giang Thượng Nguyên mỉm cười thần bí. Nếu là anh thì có nhịn nổi không? Tiền Văn Quy hiểu ra rồi, Giang Thượng Nguyên không muốn diện đả kích quá rộng, còn nếu Trương Chi Hành muốn lật đổ La Quy Nguyên thì ông ta vui vẻ hưởng thành quả, nắm được tâm tư lãnh đạo, ông ta biết phải đứng về phía nào rồi. Chương 388, tỉnh trưởng Vi Hành. Trương Khác về nhà đón mẹ lên tỉnh thành. Lương Cách Chân nhìn khuôn mặt bị cào nát của con, tất nhiên là hỏi cho ra nhẽ. Biết chuyện của Vệ Lan liền không đi tỉnh thành nữa, mà tới bệnh viện. Bà ở nhà khách 7-8 ngày, rất có thiện cảm với Vệ Lan, lại cùng là phận phụ nữ, chuyện xảy ra trên cô gái thanh xuân hồn nhiên càng khiến bà bất bình. 1 giờ sáng xe tới tỉnh thành, người người ở biệt thự bên sông, đợi trời sáng liền tới nhà Từ Học Bình, Trương Khác đem chuyện tìm hiểu được ở Tân Vu tìm hiểu được trong những ngày qua, kể hết cho Từ Học Bình. Từ Học Bình cả giận. Dù có là 1 giờ sáng cũng phải đánh thức tôi dậy chứ. Bất kể chuyện gì cũng không thể tách biệt hoàn toàn ra để xem xét, vụ án xảy ra ở nhà khách hôm qua kỳ thực có dính líu tới rất nhiều phương diện, song nếu Giang Thượng Nguyên đã lệnh cục công an thành phố điều tra thì trước khi phía Tân Vu đưa ra kết luận, tỉnh không tiện trực tiếp can dự vào. Đối với thế lực địa phương rắc rối bén rễ ở Tân Vũ mười mấy năm, muốn dựa vào hệ thống công an có thể tiến hành điều tra công bằng là rất khó khăn, Từ Học Bình từ hệ thống chính pháp đi ra, rất rõ chuyện này. Vấn đề tồn tại ở đê bao Tân Vu là chỗ đột phá rất tốt. Từ Học Bình thở dài. Chuyện đê phòng lũ ở lưu vực Tiểu Giang tôi đã thỉnh giáo chuyên gia Đại học Hải Châu rồi, ấn họa rất nhiều, nhưng không nhìn cái thấy ngay được như của hệ thống lâm nghiệp, chuyện bớt xén vật liệu đều ở bên trong, cần dùng quyết tâm lớn đi tra, nếu không đợi lũ tới khảo nghiệm thì muộn rồi. Hiện quan viên các cấp bao che bưng bít cho nhau, tra thế nào rất tốn công, cần có chỗ đột phá. Đê bao Tân Vu không thể trì hoãn được nữa, tôi lập tức an bài người tới Tân Vu, mùa lũ sắp đến, xây dựng lại là không kịp nữa, nhưng Tân Vu cần đề cao cảnh giác. Trương Khác vốn định đi đường vòng, nhưng Từ Học Bình lo mùa lũ sắp tới mà Tân Vu lại không hề có chuẩn bị gì, không có tâm tư chơi trò vòng vèo, thầm nghĩ, như vậy cũng tốt. Lưu Bân hôm qua giữ Thịnh Thanh ở lại Thiên Vân Sơn ngâm suối nước nóng, La Văn cho nữ phục vụ nhà khách uống thuốc cưỡng hiếp, Trương Khác đại náo khách sạn Thiên Vân. Hai vị phó thị trưởng trở mặt trước mặt mọi người, những chuyện đó tất nhiên có người báo cho ông ta. Vì tập đoàn Long Hoa có La Quy Nguyên đứng sau, cho nên ông ta luôn bị Trương Nhi lập áp bên trên, mấy năm qua thành phố có công trình nào hơi quan trọng một chút là bị Long Hoa chiếm mất, ai trông cũng thèm. Nên những chuyện này làm Lưu Bân thở phào, đồng thời rất hả hê. Nhưng hả hê thì hả hê, Lưu Bân sẽ không dính vào, vì quan trường móc míu với nhau, tuy thành phố có người oán hận nhau rất sâu. Mà có lật nhào được nhau đâu, toàn là cán bộ tỉnh quản cả,
vấn đề bung ra, thành phố không khống chế được, tham gia vào nói không chừng dẫn lửa đốt mình. Thịnh Thanh nhận được điện thoại của Trương Khắc liền tìm Lưu Bân xòe bài, ông ta tất nhiên tìm mọi cách thoái thác. Tôi và Trương Nhi Lập đấu đá với nhau mấy chục năm trời, nếu có thứ lật nhào được hắn, còn nhịn hắn leo lên đầu ngồi sao? Ngày hôm sau Thịnh Thanh trực tiếp đem danh sách đơn vị liên quan tới xây dựng, thiết kế, giám sát đề bao Tân Vu tới tìm Lưu Bân. Bân lão đại quen ai trong số này? Khác thiếu gia định mới họ uống trà. Lưu Bân lúc này mới hiểu Trương Khác chơi thật rồi, công trình đề bao Tân Vu tổng tiền đầu tư lên tới 4.000 vạn, nghe nói Long Hoa nuốt chừng trên 2.000, các đơn vị tham dự công trình ít nhiều biết chút sự thực. Lưu Bân trầm mặc, ông ta lăn lộn nhiều năm, biết phải thua mình. Làm việc gì cũng không vượt quy củ, nhìn danh sách Thịnh Thanh đưa tới biết đám người Trương Chi Hành nắm được tương đối chuyện ở Tân Vu, tuy Trương Chi Hành là người ngoài tới, không lo vạ lây, nhưng muốn bóc trần sự thực thì vẫn cần quyết tâm. Tôi không hiểu. Thịnh Thanh thắc mắc với Lưu Bân. Vì sao người Tân Vu lại nhẫn nhịn được chuyện này, chẳng lẽ đê vỡ bị chìm hết cả cũng không bận tâm? Thành phố có khu công nghiệp bên sông, trừ doanh nghiệp bên ngoài không rõ tình hình, còn xí nghiệp bản địa không ai chuyển vào đó hết. Lưu Bân cười gượng, ông ta muốn tưởng quan hệ giữa Thịnh Thanh và cha con họ Trương chỉ là quen biết bình thường, hiện Trương Chi Hành muốn chị La Quy Nguyên trực tiếp sai Thịnh Thanh tới đây, rõ ràng là mình đã phán đoán sai. Tân Vu là một địa phương nhỏ, tới năm 92 mới thăng cấp làm thành phố, bí thư thành ủy và thị trưởng bên ngoài đều tới, tiếng nói không bằng đám quan viên bản địa nơi này. Lưu Tước chỉ là tư lệnh bên ngoài thôi, hiệu lệnh phát ra không được La Quy Nguyên thừa nhận. Chẳng biến xuống phía dưới nó biến dạng thành ra thế nào, quan viên lớn nhỏ ở Tân Vu sớm kết thành một mạng lưới chặt chẽ. Muốn xé cái lưới này ra phải có năng lực mới được, nếu không chỉ hại bản thân mà thôi. Ông ta nói thế là vẫn không tin vào cha con Trương Chi Hành, không phải hoài nghi cha con họ không có năng lực lật đổ La Quy Nguyên, mà là dù lật đổ được La Quy Nguyên thì tình hình Tân Vu cũng không khá hơn. Thịnh Thanh cười nhạt, Bân lão đại thực sự cho rằng Khác thiếu gia chỉ là hạng giỏi sinh sự. Khác thiếu gia chẳng qua muốn lấy tôi ra khai đao lập uy mà thôi, để người Tân Vu đều thấy Khác thiếu gia là nhân vật uy thế, không cho phép người khác bắt nạt. Lưu Bân nhìn sự việc đâu có nông cạn thế được, cho nên mới nhẫn nhịn để Trương Khác xuống thang, còn ông ta không tới mức tổn thương tới gân cốt. Hiện La Văn làm ra chuyện này, còn chẳng phải cho Khác thiếu gia cơ hội phát tác hay sao? Ngày 26 từ Học Bình tới Tân Vu, Trương Chi Hành và Hứa Thụy Bình về Hải Châu. Dù sao trên danh nghĩa ông xin nghỉ phép về Hải Châu, không tiện theo Từ Học Bình tới Tân Vu. Đỗ Phi cũng về Hải Châu, con trai bị thương, Đỗ Tiểu Sơn cũng đau lòng lắm chứ. Lưu Bân đồng ý hiệp trợ điều tra chuyện đê bao, trong đội xây dựng đều có người ông ta tin được, có thể bảo bọn họ chủ động thừa nhận vấn đề, đám Phó Tuấn, Mã Hải Long về Tân Vu trước một ngày để phối hợp. Trừ Trương Khắc ra, theo Từ Học Bình tới Tân Vu còn có Lục Văn Phu, Lý Nghĩa Giang, những người công tác bên cạnh. Không thông báo cho sở thủy lợi, cũng không báo trước của Tân Vu, xe tới trạm giao thông ngoài thành phố mới gọi điện thông báo cho Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước. Giang Thượng Nguyên choáng váng, mặc dù biết chuyện này thế nào cũng khiến Trương Chi Hành và La Quy Nguyên vào thế nước lửa, song không ngờ Từ Học Bình đột kích tới thăm Tân Vu. Ở Tân Vu, văn phòng chính phủ và thành ủy không cùng một tòa nhà, Giang Thượng Nguyên định gọi điện cho Lưu Tước nhưng suy nghĩ rồi thôi, thư kỳ thành ích của ông ta không có ở đó. Gọi Tiền Văn Quý cùng tới trạm thu phí đón Từ Học Bình. Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước bước trước bước sau tới trạm thu phí, xe của Từ Học Bình đỗ ở bãi đỗ xe nơi quản lý trạm, bọn họ vừa tới, La Văn Phu liền từ trong xe ra nói. Tỉnh trưởng mời hai vị vào xe. Lưu Tước còn kinh ngạc hơn Giang Thượng Nguyên, ông ta biết rõ Từ Học Bình chống lưng cho Trương Chi Hành từ Hải Châu tới Tân Vu nhậm chức, nhưng vì xung đột giữa Trương Khác và La Văn mà ra mặt thì quá đột ngột. Lý Nghĩa Giang nhường ghế phụ cho Lưu Tước, hắn và Lục Văn Phu ngồi vào chiếc xe đằng sau, cùng xe với Trương Khác. Từ Học Bình nói thẳng luôn. Lần này tôi tới Tân Vu không phải là để bới móc công tác của các đồng chí, hai đồng chí cùng tôi lên đê bao xem xét một chút. Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước đều biết quan hệ bí mật giữa La Quy Nguyên và tập đoàn Long Hoa, song đặc sắc quan trường trong nước là lừa trên không giấu dưới, hai người họ chỉ biết qua loa thôi, hai bọn họ cho rằng việc bớt xén vật liệu là có. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đoạn đê chính bảo vệ thành phố trên thiết kế là bê tông cốt thép, thực tế lại là cát và lau sậy. Chương 389, hiện trường.